Đại Hào Môn. Chương 1146, khử độc. Bóng đêm càng thâm, ma diễm thành yên lặng như tờ. Mặc dù là tu chân thành thị, nhưng ma thú đại quân áp cảnh, trong thành đồng dạng thực hành cấm đi lại ban đêm. Cùng ma thú tác chiến, không cần lo lắng mật thám hỗn vào thành bên trong, nhưng cấm đi lại ban đêm mục đích, lại là phòng ngừa tình hình ngoài ý muốn phát sinh lúc, ở trong thành gây nên không tất yếu hỗn loạn. Buổi tối tầm nhìn, dù sao không bằng ban ngày, rất nhiều hiểu lầm cũng có thể dẫn phát hỗn loạn. Bất quá tại Thiên Thai Tông trụ sở, Ninh Khinh Ngữ trụ sở, nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Phàm, Trần Dương, Ninh Khinh Ngữ, nam trưởng lão ở trong mật thất, ngồi xếp bằng. Tiêu Phàm tay phải ba ngón tay, khoác lên Ninh Khinh Ngữ mạch trên cổ tay, hai mắt khép hờ, ngay tại cho nàng bắt mạch, lông mày dần dần nhau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Dương tại một bên, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, nhưng cũng không dám mở miệng quấy rầy. Thẳng đến Tiêu Phàm chậm rãi đem ngón tay giơ lên, rời đi Ninh Khinh Ngữ mạch cổ tay, Trần Dương mới khẩn cấp hỏi, thế nào, sư phụ thương thế, không sao à? Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, khác thương thế cũng là thôi, chân nguyên tiêu hao qua kịch, đốc mạch, đới mạch, tay thiểu dương tam tiêu kinh cố bị tổn thương. Thương thế mặc dù nặng nề, chỉ cần dùng thuốc đối chứng, cũng không khó điều dưỡng. Nhưng Ninh đạo hữu thể nội nhiệt độc, lại có chút cổ quái, ngay cả ta cũng không biết là lai lịch ra sao. Chấm ngoặc kép, Ninh Khinh Ngữ giật mình nói, nhiệt độc. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói, đúng vậy, chẳng lẽ đạo hữu mình không có cảm giác được sao? Chưa từng, chấm ngoặc kép, Ninh Khinh Ngữ đại mi cũng nhíu chặt, chỉ là tại vận công chữa thương thời điểm, luôn cảm giác có mấy phân khô nóng, thiếp thân còn tưởng rằng là tay thiểu dương tam tiêu kinh bị hao tổn tạo thành. Chiếu tiêu đạo hữu nói như vậy, vậy mà là một loại nào đó nhiệt độc a? Tiêu Phàm nhíu mày nói, chính là bởi vì dạng này, cho nên mới khá là phiền toái. Cái này nhiệt độc vốn là giấu ở đới mạch bên trong, Ninh đạo hữu khoảng thời gian này tự hành vận công chữa thương thời điểm, tại trong lúc lơ đãng đã đem nhiệt độc vận đến toàn thân các nơi, xoắn suýt ở trong kinh mạch. Loại tình hình này, chính là mỗi vị lang trung đều đau đầu nhất, độc tính xâm nhập kinh mạch, dùng thuốc lúc liền không thể không đặc biệt cẩn thận, mà lại nhân thể mỗi chỗ kinh mạch, đều có các đặc tính, nhiệt độc cùng kinh mạch quấn quýt lấy nhau, thường thường sẽ phát sinh không tưởng được biến dị. Tại loại trừ chỗ này kinh mạch độc tính lúc, nếu như thao tác không thích đáng, lại dễ dàng gây nên nơi khác kinh mạch tiềm ẩn nhiệt độc cấp tính phát tác. Trên địa cầu, Tây y học giới xưng loại tình hình này vì tế bào ung thư khuếch tán, cơ bản đều là bệnh nan y, không thể cứu vãn. Bất quá cái này dù sao cũng là tại tu chân giới, Ninh Khinh Ngữ bản thân là nguyên anh trung kỳ cao thủ. Năng lực chống cự cực mạnh, nhiệt độc mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không có thuốc nào cứu được. Tiêu Phàm, có biện pháp nào sao? Trần Dương liền vội vàng hỏi. Nàng biết Tiêu Phàm y thuật cực giai, cái này không. Còn tại Kim Châu Thành nháo cái y thánh tôn ngậm, biện pháp ngược lại là có, nhất biện pháp ổn thỏa, chính là lấy 10.000 năm Hàn Ngọc làm giường, ở bên trên đả tọa điều tức. Mượn nhờ Hàn Ngọc chi lực, một chút xíu đem nhiệt độc sắp xếp ra ngoài thân thể. Đoán chừng có 3 năm tả hữu thời gian, hẳn là liền không sai biệt lắm. Bất quá, tại trong 3 năm này, quyết không thể cùng người tranh đấu. Vận dụng chân nguyên pháp lực. Trần Dương liền buồn bực một chút, nháy nháy mắt, nói kia làm sao có thể. Ma thú công thành sắp đến, thân là Thiên Thai Tông tông chủ, Nhạc Tây Quốc còn sót lại nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nàng có thể nào có đầu rút cổ không ra. Đừng bảo là 3 năm, chính là 3 tháng đều không được. Ta cũng biết không có khả năng, trung sách chính là trước uống thuốc, cưỡng ép đem nhiệt độc đè xuống, cùng đánh lui ma thú về sau, lại dùng vừa rồi biện pháp kia, chậm rãi bài độc. Bất quá ma thú công thành thời điểm. Nguy hiểm rất khó khống chế. Toàn lực ứng phó cùng ma thú tranh đấu, khó đảm bảo nhiệt độc sẽ không bỗng nhiên phát tác, một khi dây dưa quá sâu, chỉ sợ dùng 10.000 năm hàn ngọc, cũng chưa chắc có thể đem nhiệt độc sắp xếp chỉ toàn. Tiêu Phàm chậm rãi nói, chẳng lẽ liền không có lập tức chỉ biện pháp tốt sao? Trần Dương gấp, trông mong nhìn qua hắn. Có, Tiêu Phàm khẽ gật đầu một cái. Trần Dương không khỏi đại hỉ, gấp vội vàng nắm được cánh tay của hắn, liên tục lay động, nói thật. Người mau nói, chấm ngoặc kép, chính là quá mạo hiểm, một nước vô ý, liền sẽ ra cái sọt lớn. Trần Dương lại sửng sốt, Ninh Khinh Ngữ mỉm cười, nói tiêu đạo hữu không ngại nói nghe một chút, có lẽ thiếp thân nghị nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, mặc dù ta không biết Ninh Tông Chủ trên thân cái này nhiệt độc đến cùng là lai lịch ra sao, nhưng đã là nhiệt độc, như vậy nóng lạnh tướng công, luôn luôn đối chứng. Chỉ là,
nhiệt độc đã xâm nhập Ninh Tông chủ kinh mạch tạng phủ, muốn một lần tính toàn bộ loại trừ, nhất định phải có tinh thông thủy thuộc tính công pháp đạo hữu xuất thủ, công lực càng sâu càng tốt. Đáng tiếc, dưới mắt cũng rất khó tìm đến dạng này đại cao thủ. Chấm ngoặc kép, nguyên bản Thiên Diệu tiên tử là thích hợp nhất, tu luyện chính là chính tông huyền âm công pháp, đường đường đại tu sĩ, nếu như nguyện ý xuất thủ, Ninh Khinh Ngữ thể nội nhiệt độc, rất dễ dàng loại trừ. Đáng tiếc, Thiên Diệu tiên tử bây giờ ngay tại Kim Châu thành bế quan, kiệt lực khôi phục tu vi của mình. Không có, Ninh Khinh Ngữ cũng bắt đầu trầm mặc, chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Tại này nháy mắt ở giữa, nàng đã đem Nhạc Tây Địa khu Nguyên Anh kỳ đồng đạo trong đầu qua một lần, ngược lại là có không ít người tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, nhưng phần lớn thiên về ma đạo, mà lại hỗn tạp không thuần. Từ bọn hắn xuất thủ, thực tế quá không đáng tin cậy. Tiêu Phàm tay phải vừa nhấc, một đạo xanh mênh mang dòng nước, bỗng nhiên tại trong lòng bàn tay của hắn nổi lên, biến ảo ra các loại khác biệt hình dạng, như là lưu động phỉ thúy, mỹ lệ dị thường. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm thủy linh lực, tại trong mật thất tràn ngập ra. Thật là tinh thuần thủy linh lực, chấm ngoặc kép, Ninh Khinh Ngữ lấy làm kinh hãi, nghi ngờ nói, thế nhưng là, nếu như thiếp thân không có nhìn lầm, Tiêu đạo hữu bản mệnh công pháp, cũng không phải là thủy thuộc tính. Tựa như là thổ thuộc tính thần thông, đường hoàng chính đại, thâm trầm nặng nề. Chủ tu thổ thuộc tính thần thông, kiêm tu thủy thuộc tính thần thông, ngược lại cũng có thể nói còn nghe được. Nhưng kiêm tu thủy thuộc tính thần thông tinh thuần như thế, hiện tại quả là quá mức chút. Một chút có được thủy linh căn thiên tài tu sĩ, chuyên tu thủy thuộc tính công pháp, cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc thấy có thể đạt tới Tiêu Phàm dạng này tinh thuần trình độ. Tiêu Phàm cười cười, nói thủy thuộc tính công pháp xác thực không là tại hạ bản mệnh công pháp, lấy tại hạ hiện tại công lực, phải vì Ninh Tông chủ loại trừ nhiệt độc, hơi nghi ngờ không đủ. Ta mời một vị giúp đỡ đến tương trợ, nói, Tiêu Phàm ống tay áo lắp một cái, mèo đen bắn ra, đảo mắt hóa thành một tên áo đen váy đen xinh xắn thiếu nữ. À, là Hắc Lân, chấm ngoặc kép, Trần Dương lập tức vừa mừng vừa sợ, hoan hô lên. Trước kia tại chỉ thủy xem thời điểm, Hắc Lân cơ hồ là tất cả mọi người yêu nhất, Tiêu Phàm bên người mỗi nữ hài, đều cùng Hắc Lân quan hệ vô cùng tốt, thỉnh thoảng cho nàng chuẩn bị cho tốt ăn, thay đổi biện pháp đùa nàng vui vẻ. Chỉ là rốt cuộc không nghĩ tới, Hắc Lân bây giờ đã đột phá bình cảnh, trở thành có thể so với nhân loại nguyên anh tu sĩ hóa hình linh thú. Tại bên ngoài thời điểm, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, Trần Dương không tiện nói gì, bây giờ gặp lại Hắc Lân, tự nhiên là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tố tố tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, Hắc Lân cười hì hì tiến lên, cầm Trần Dương tay, xinh xắn như hoa, tốt không hoan hỉ. Hắc Lân, người thật lợi hại, tiến bộ thật nhanh. Trần Dương đánh giá sau khi biến hóa, hồn nhiên mỹ lệ, dáng người ngạo nhân mèo thiếu nữ, vừa cao hứng lại dẫn điểm ghen tuông nói. Cái này nên là nhiều hạnh phúc a, suốt ngày bồi tiếp Tiêu Phàm không nói, còn tiến giai phải nhanh như vậy. Thậm chí, so Tiêu Phàm mình tiến giai tốc độ, còn muốn càng khủng bố hơn. Tố tố tỉ tỉ, đừng đỏ mắt a, về sau ngươi cùng chủ nhân mỗi ngày cùng một chỗ, tiến bộ cũng sẽ rất nhanh. Tiểu Hắc Miêu không có chút nào xảo trá, nói chuyện một điểm bất quá đầu óc. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, Hắc Lân, chúng ta chậm một chút ôn chuyện. Ninh Tông chủ bên trong nhiệt độc, chúng ta nhất định phải hợp lực, đem nhiệt độc bước đi ra. Cái này quỳ thủy chi lực, liền từ ngươi đến trưởng khống tốt. Hắc Lân mang theo quỳ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch, lại thôn phệ ly giao nội đan, kiêm hữu ly hôn cùng thanh giao huyết mạch, đối thủy thuộc tính thần thông trưởng khống, không thể coi thường, dù coi như là Tiêu Phàm cùng nàng một so, đều có vẻ không bằng. Tốt, Hắc Lân liên tục gật đầu. Ninh Tông chủ, tại hạ đã nói trước, cái này nhiệt độc 10 điểm cổ quái, bằng vào ta cùng Hắc Lân hợp lực, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Vạn vừa xảy tay, chẳng những nhiệt độc không cách nào loại trừ, mà lại sẽ lưu lại rất nghiêm trọng di chứng, phải chăng cần trị liệu, mời Ninh Tông chủ tự hành quyết đoán. Ninh Khinh Ngữ liền cười, lạnh nhạt nói, Tiêu đạo hữu, ngươi cảm thấy ta còn có lựa chọn nào khác a? Lúc này, khôi phục nhanh chóng công lực chính là tất nhiên lựa chọn, dù coi như có phong hiểm, cũng không lo được. Rất tốt, kia chúng ta lập tức bắt đầu, sớm một ngày loại trừ nhiệt độc, liền sớm một ngày khôi phục. Sau nửa canh giờ, trong mật thất đã bố trí xong đơn giản pháp trận trong ương, Ninh Khinh Ngữ xinh đẹp nhưng đứng thẳng, toàn thân ngân quang lóng lánh, 54 chỗ đại huyệt bên trên, đều cắm một viên dài vài tấc liễu diệp phi đao. Tiêu Phàm cùng Hắc Lân sóng vai đứng chung một chỗ, nam trưởng lão cùng Trần Dương tại mật thất một góc, khẩn trương nhìn chăm chú lên bên này nhất cử nhất động. Hắc Lân, người phải nhớ kỹ, quỳ thủy chi lực, nhất định phải đồng thời quán chú mà vào, 54 chỗ đại huyệt,
mỗi một chỗ quỷ thủy chi lực, đều phải nặng nhẹ nhất trí, không thể phát sinh bất luận cái gì sai lầm, hiểu chưa? Tiêu Phàm đối Hắc Lân nói. Hắc Lân nhẹ gật đầu, lộ ra lòng tin 10 phần, nâng tay phải lên thật dài xanh thẳm ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve tay trái trên cổ tay trắng chữ vật vòng tay. Ngập nước lam mang hiện lên, bốn cỗ cao mấy thước nước khôi lỗi, đồng thời bị triệu hoán đi ra, cùng Hắc Lân một đạo, chiếm cứ trận pháp xung quanh ngũ hành phương vị. Những này nước khôi lỗi toàn thân trên dưới đều có thanh thủy không ngừng theo chuyển động tuần hoàn động, nhìn qua phảng phất như là từng cái từ thanh thuần nước suối tạo thành huyễn tượng, mỹ diệu dị thường, tản ra cực kỳ mê người như mộng ảo quang trạch. Tiêu Phàm miệng hơi mở, một viên đồng dạng xanh mênh mang hạt châu bắn ra, đảo mắt hóa thành một viên nắm đấm lớn tiểu nhân màu lam viên châu, quang mang bắn ra bốn phía, ẩn chứa trong đó thủy linh lực, tinh thuần về phần cực điểm, chính là Tiêu Phàm luyện hóa về sau ly thủy long châu. Ninh Khinh Ngữ thấy viên này ly thủy long châu, không khỏi âm thầm thở phào một cái, nguyên bản còn treo lấy một trái tim, rốt cục bình yên xuống tới. Nàng mặc dù không biết đây là giao long bản mệnh long châu, nhưng tinh thuần như thế thủy linh lực, lại nhất định có thể loại trừ rơi trong cơ thể nàng nhiệt độc. Hắc Lân nâng tay khẽ vẫy, viên kia ly thủy long châu liền thẳng bay tới, dừng ở Ninh Khinh Ngữ đỉnh đầu hơn một trượng chỗ, xoay chậm chậm, tinh thuần thủy linh lực không ngừng hướng ngoại tràn đầy mà ra. Sau một lát, toàn bộ mật thất đều bị thanh thuần thủy linh lực hoàn toàn bao phủ nó hạ. Chương 1147, Duệ Kim Chi Bảo. Tật, Tiêu Phàm tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, quát khẽ một tiếng. Hắc Lân cùng bốn cỗ nước khôi lỗi, đồng thời một dương hai tay, mười mấy đạo tinh thuần thủy linh lực đồng thời rót vào Ninh Khinh Ngữ đỉnh đầu ly thủy long châu bên trong, vốn đã quang hoa lấp lánh ly thủy long châu, càng là chiếu sáng rạng rỡ, chiếu rọi phải cả gian mật thất đều xanh mênh mang, cực kỳ mỹ lệ. Phút chốc, mấy chục đạo xanh mênh mang quang trạch, từ ly thủy long châu mặt ngoài bắn ra mà ra, đồng thời đánh trúng Ninh Khinh Ngữ thể đồng hồ 54 mai liễu diệp phi đao. Ninh Khinh Ngữ không khỏi toàn thân chấn động, biên bối răng bỗng nhiên cắn chặt, song mi nhào lên, tựa hồ ngay tại chịu đựng một loại nào đó cực độ đau đớn. Ly thủy long châu xoay chậm chậm, tinh thuần thủy linh lực, không ngừng hướng Ninh Khinh Ngữ thể nội quán chú mà đi. Hắc Lân chỉ có hóa hình sơ kỳ tu vi. Bốn cỗ nước khôi lỗi càng là chỉ tương đương với kim đan hậu kỳ tiêu chuẩn, nguyên bản không đủ để loại trừ Ninh Khinh Ngữ thể nội nhiệt độc, nhưng trải qua ly thủy long châu tịnh hóa cùng phóng đại, lại là miễn cưỡng đủ. Theo thời gian chuyển rời, Ninh Khinh Ngữ trên mặt đau đớn chi sắc dần dần chậm lại, Tiêu Phàm sắc mặt lại càng ngày càng là nặng nề, gấp nhìn chằm chằm bị thủy linh lực hoàn toàn bao phủ Ninh Khinh Ngữ, toàn bộ tinh thần đề phòng, như lâm đại địch. Cũng không biết trôi qua bao lâu thời điểm. Vốn đã lộ ra 10 điểm nhẹ nhõm Ninh Khinh Ngữ bỗng nhiên một tiếng thấp giọng hô, sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường thống khổ, ấn đường chỗ hồng quang ẩn hiện, một đoàn đỏ thắm sương mù, bỗng nhiên từ nơi đó bắn ra, tại không bên trong một cái xoay quanh, liền muốn kích xạ mà đi. Trốn chỗ nào, sớm đã trận địa sẵn sàng Tiêu Phàm một tiếng gào to, hai tay kết ấn, một đạo chữ vòng xoáy màu đỏ lượn vòng mà lên, trong khoảnh khắc liền đem đoàn kia đỏ thắm sương mù bao phủ trong đó. Kia vòng xoáy hấp lực cực kỳ to lớn, vô luận đỏ thắm sương mù dẫy dụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì, đảo mắt liền bị hút trở về, tiến vào Tiêu Phàm bào trong tay áo. Không thấy bóng dáng, tại, Càn Khôn đỉnh, cường đại không gian chi lực tác dụng dưới, chỉ là một sợi nhiệt độc, còn muốn đào tẩu, tự nhiên là tuyệt đối không thể. Loại này nhiệt độc có chút kỳ lạ, Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua, thậm chí ngay cả Nam Cực Y Kinh phía trên đều chưa từng có ghi chép. Tiêu Phàm rất hoài nghi cùng thất dạ giới tương quan, thương khung núi thế giới ngầm những ma thú kia, lúc đầu chỉ là phổ thông yêu thú, là bị ma khí đồng hóa về sau, mới hóa thành ma thú. Bây giờ đột nhiên bộc phát thú triều, xông ra lệ thú sơn mạch, chủ động hướng xung quanh nhân loại xâm chiếm, nhất định phát sinh cực kỳ dị thường tình hình. Có lẽ, Ninh Khinh Ngữ bên trong loại này nhiệt độc, chính là trực tiếp tới từ thất dạ giới. Cần phải hảo hảo nghiên cứu một phen, bằng không. Chưa tới đối phó ma thú chiến tranh, liền sẽ trở nên 10 điểm bị động. Cái này đoàn đỏ thắm sương mù mỗi lần bị Tiêu Phàm lấy đi. Hắc Lân cũng biết đã đại công cáo thành, lúc này cùng bốn cỗ nước khôi lỗi đồng thời thu tay lại, Tiêu Phàm miệng hơi mở, đem ly thủy long châu một ngụm nuốt trở lại trong bụng. Nhìn xem đây hết thảy, Ninh Khinh Ngữ nam trưởng lão hai người lại kinh lại đeo. Cái này hậu sinh chẳng những tu vi cao thâm, chiến lực cường hãn. Còn người mang nhiều như vậy trọng bảo. May mắn Thiên Thai Tông khai thác chính xác sách lược, không có đối địch với hắn. Bằng không mà nói, thật đúng là vô cùng nguy hiểm. Không nói những cái khác, Tiêu Phàm như quả không ngoài tay, Ninh Khinh Ngữ liền vô cùng phiền phức. Nhiều tạ Tiêu đạo hữu,
Ninh Khinh Ngữ chỉnh đốn trang phục làm lễ, nghiêm nghị nói. Tiêu Phàm khách khí hoàn lễ, nói, Ninh Tông Chủ không cần như thế, Tố Tố tại Tông Chủ môn hạ mấy chục năm, nhận Mông Tông Chủ yêu mến có thừa, Tiêu Mỗ cảm kích khôn cùng. Một chút việc nhỏ, không cần phải nói. Ninh Khinh Ngữ mỉm cười nói, Tố Tố là đệ tử của ta, ta đối nàng ký thác kỳ vọng, hy vọng tương lai, nàng có thể đem Thiên Thai Tông phát dương quang đại. Tiêu đạo hữu vì thế cảm tạ ta, coi là thật nhận lấy thì ngại. Lời nói được khách khí, nhưng rất rõ ràng, lẫn nhau ở giữa khoảng cách kéo gần thêm không ít. Lập tức Tiêu Phàm lại vì nam trưởng lão bắt mạch, nam trưởng lão thương thế cũng có chút nặng nề, nhưng ở Tiêu Phàm trong mắt, lại chỉ là bình thường, lúc này lấy ra chữa thương bên trên cùng đan dược, cho nam trưởng lão ăn vào. Y thánh điều phối đan dược, tự nhiên không tầm thường, nam trưởng lão sau khi ăn vào, hiệu quả nhanh chóng, lập tức liền cảm giác dễ chịu rất nhiều, tất nhiên là mừng rỡ dị thường, nói rất nhiều cảm tạ ngôn từ. Ninh Tông Chủ, ma thú công thành tình hình, đến cùng là như thế nào? Chốc lát, Tiêu Phàm hỏi, hắn bây giờ như là đã được đề cử vì Nhạc Tây Quốc chi chủ, ma diễm thành mắt dưới lập tức liền phải đối mặt vấn đề giống như trước, đương nhiên phải dự làm chuẩn bị. Ninh Khinh Ngữ nhíu mày nói, những ma thú này tới 10 điểm đột nhiên, cơ hồ là mấy tháng ở giữa, liền chiếm cứ toàn bộ Lệ Thú Sơn Mạch. Đương nhiên, có lẽ thời gian khả năng càng dài, Lệ Thú Sơn Mạch ở trung tâm là cấm địa, cụ thể tình hình chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Sau đó, số lớn ma thú liền đột nhiên xông phá Lệ Thú Hoang Nguyên cấm chế, trực tiếp hướng Thiên Thai Tông khởi xướng tiến công. Cũng trách ta nhóm quá bất cẩn, thời gian thái bình trôi qua lâu, ai cũng không có nghĩ đến cái này. Ngay cả hộ thành đại trận cũng không kịp toàn diện mở ra, liền bị ma thú công phá thành trì. Kinh lịch một phen khổ chiến, mới có số ít người xông ra vây quanh, đại đa số người đều táng thân thú vẫn. Cao giai ma thú rất nhiều sao? Tiêu Phàm lại hỏi, luận đến đối phó ma thú, đang ngồi đám người, lại không có người so hắn càng thêm kinh nghiệm phong phú. Đề giai ma thú cố nhiên cũng rất đáng ghét, nhưng cao giai ma thú mới có thể đối bọn hắn loại này đẳng cấp tu sĩ tạo thành chân chính uy hiếp. Ninh Khinh Ngữ lắc đầu, nói cao giai ma thú cũng không quá nhiều, chính là trong đó một loại ba thủ quái thú, cấp bậc mặc dù không tính quá cao, lại cực kỳ am hiểu hợp kích chi thuật, mà lại trong máu ẩn chứa kịch độc. Trên người ta loại này nhiệt độc, đoán chừng chính là từ những cái kia ba thủ quái thú trong máu nhiễm phải. Loại này ba thủ quái thú, nếu như vài đầu hợp lại cùng nhau, đủ để cùng cao một cấp đối thủ đánh cái lực lượng ngang nhau. Tiêu Phàm trong đầu, lập tức hiện ra tam thủ ma lang bộ dáng. Bất quá, có vẻ như thế giới ngầm lão ma sói, cũng không có biểu hiện ra am hiểu hợp kích năng lực. Đương nhiên, đầu kia tam thủ ma lang chính là hóa hình hậu kỳ đại cao thủ, tung hoành vô địch, lại cần gì hợp kích chi thuật. Tại thành chỉ bị công phá về sau, quý phái còn có thể chạy ra cái này rất nhiều đệ tử, đủ thấy ngày bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Ninh Khinh Ngữ nói, nhận được đạo hữu quá khen, này chủ yếu là nhờ vào bỉ tông kiếm trận. Đạo hữu có lẽ có chỗ không biết, Thiên Thai Tông là kiếm tu. Chúng ta duệ kim kiếm trận mặc dù uy lực không tính quá mạnh, lại thắng đang bố trí thuận tiện, linh hoạt đa dạng. Mặc kệ là ba người năm người, hay là mấy chục hơn trăm người, đều có thể trong thời gian cực ngắn bố thành kiếm trận. Không ít đệ tử chính là kịp thời bố thành kiếm trận, mới giết ra khỏi trùng vây. Tiêu Phàm lập tức mừng rỡ, nói, Ninh Tông Chủ, không biết quý tông duệ kim kiếm trận. Có thể hay không tại nhất thời bên trong truyền thụ cho người bên ngoài. Ninh Khinh Ngữ lấy làm kinh hãi. Bất quá lập tức liền hiểu được, hỏi ngược lại, Tiêu đạo hữu chỉ ý, là muốn đem duệ kim kiếm trận truyền thụ cho ma diễm thành cái khác đồng đạo. Đúng vậy, những tông môn khác đồng đạo không phải kiếm tu, muốn hoàn toàn học được duệ kim kiếm trận, tự nhiên khả năng không lớn. Nhưng đã duệ kim kiếm trận có dạng này đặc điểm, như vậy đem bên trong đơn giản nhất một chút phương pháp truyền thụ cho bọn hắn, quan trọng trước mắt, liền có thể chống rỗng tăng cường sức chiến đấu, có lẽ có thể tạo được tác dụng không tưởng tượng nổi. Ninh Tông Chủ, thời kỳ phi thường, còn xin đừng nên câu nệ tại thiên kiến bẻ phái. Chúng ta thực lực tổng hợp mỗi tăng cường một phân, phần thắng liền tăng lớn một phân. Chỉ có bảo trụ ma diễm thành, mọi người mới có sinh lộ. Bằng không mà nói, người Thiên Thai Tông cũng vô pháp may mắn còn sống sót. Thân là đứng đầu một phái, Ninh Khinh Ngữ cũng là vô cùng có quyết đoán tính tình, suy nghĩ một chút, liền là nhẹ gật đầu. Nói tốt, liền theo đạo hữu lời nói. Minh chủ chi lệnh. Ta cùng tự nhiên nghiêm túc tuân theo không lầm. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Cái này Nhạc Tây Quốc chi chủ, cố nhiên chỉ là cái, lâm thời danh hiệu. Nhưng muốn đánh bại ma thú, giữ vững ma diễm thành. Minh chủ uy phong, lại là ắt không thể thiếu. Có lệnh không được, khiến đi không ngừng, kia là thất bại điềm báo trước.
Sớm làm rời đi, tránh khỏi ở đây mất mặt xấu hổ. Tiêu Phàm đặt quyết tâm, tiếp xuống chính là toàn diện chỉnh hợp ma diễm thành chiến lực, thời khắc tất yếu, thậm chí không tiếc lấy đầu người lập uy. Vô luận như thế nào, đã chống đỡ bộ này gánh nặng, liền muốn đánh tốt một trận. Lập tức Tiêu Phàm cùng Ninh Khinh Ngữ nam trưởng lão thương nghị hồi lâu, mắt thấy bóng đêm càng thâm, mới đứng dậy tiễn khách, sau đó cùng Trần Dương tay nắm, đi tiến vào một gian bố trí thanh nhã, hoa mai phun trào khuê các. Đây là Trần Dương phòng ngủ. Tiêu Phàm, ta biết ngươi khẳng định sẽ đến. Ta liền biết, Trần Dương nắm chặt tay của hắn, ngửa đầu nhìn xem hắn, cái mũi nhỏ vểnh lên, rất là kiêu ngạo. Khi xa rời hiên ám toán thời điểm, Trần Dương kinh sợ chi dư, đầu một cái liền nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ đến cứu nàng, mặc dù Tiêu Phàm ở nơi nào nàng cũng không biết, nhưng mà lại kiên định không thay đổi mà tin tưởng, tại nàng nguy nan nhất thời điểm, Tiêu Phàm nhất định sẽ xuất hiện. Sau đó, mộng tưởng liền thành thật. Tiêu Phàm thật phi tướng quân từ trên trời giáng xuống, quét ngang hết thảy địch nhân. Sẽ không có gì so cái này càng làm cho nữ hài tử kiêu ngạo. Tiêu Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng đen nhánh tóc, mặt mũi tràn đầy yêu thương chi ý. Trần Dương liền vòng lấy eo của hắn, đầy đặn mà đầy co giãn thân thể mềm mại, chăm chú rúc vào trong ngực của hắn, càng ôm càng chặt, phảng phất muốn đem mình toàn bộ đều dung nhập vào Tiêu Phàm thể nội, lại không xa rời nhau. Tiêu đạo hữu, Tố Tố chưa ngưng kết nguyên anh. Bảo trì tấm thân xử nữ, đối nàng rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, ngay tại động tình thời khắc, Tiêu Phàm bên tai liền vang lên Ninh Khinh Ngữ trước khi chia tay, cho hắn truyền âm. Rất hiển nhiên, Ninh Khinh Ngữ phi thường lo lắng, bọn hắn cử biệt trùng phùng, sẽ cầm giữ không được, phát sinh chút gì. Nhưng thuần linh thể thiếu nữ, tại ngưng kết nguyên anh trước đó, bảo vệ chặt nguyên âm chi thể, cực kỳ quan trọng. Một khi phá qua, tất nhiên sẽ liên lụy tiến độ. Tố Tố, ta đưa người cái lễ vật đi, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ đến đây, Tiêu Phàm lập tức đem mình nội tâm dục niệm ép xuống, nhẹ nhàng đẩy ra Trần Dương, khẽ cười nói. Lễ vật gì, Trần Dương còn có chút mơ mơ màng màng, Tiêu Phàm xoay tay một cái màu vàng tiểu hồ lô nổi lên. Duệ kim chi bảo, không cùng Tiêu Phàm mở miệng, Trần Dương mơ hồ hai mắt bỗng nhiên chừng phải tròn căng, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Tiêu Phàm liền cười, Trần Dương kim linh thể. Quả nhiên đối hết thảy kim thuộc tính bảo vật cực kỳ mẫn cảm. Cái này hồ lô màu vàng, là hắn từ Âu Dương Uy nơi đó đạt được chiến lợi phẩm, cả công lẫn thủ, là một kiện hiếm thấy chí bảo, mà lại là thuần túy kim thuộc tính pháp bảo. Kỳ quái là, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có từ trong tay hắn thu hồi đi, cứ như vậy thành Tiêu Phàm vật trong bàn tay. Trần Dương dưới mắt chỉ có trong kim đan kỳ tu vi, dù nhưng đã đến trung kỳ đỉnh phong, tùy thời có khả năng đặt chân hậu kỳ. Nhưng ở ma thú sắp công thành quan trọng quan khẩu, tu vi như vậy hay là quá thấp, không đủ để tự vệ. Tiêu Phàm sợ mình đến lúc đó không rảnh bận tâm nàng, liền không chút do dự đem món pháp bảo này lấy ra, giao cho nàng. Tin tưởng lấy Trần Dương Duệ Kim chi thể, có thể mức độ lớn nhất phát huy cái này Duệ Kim chi bảo uy năng. Bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, hoặc là cấp 9 ma thú, quả quyết không phải là đối thủ. Chương 1148, Ma thú đại quân. Đứng tại cao cao địch trên lầu, nhìn bên ngoài thành mênh mông vô bờ ma thú đại quân, Tiêu Phàm song mi, có chút nhàu. Tại hắn trở thành Nhạc Tây Quốc tu chân đạo đại minh chủ về sau 3 tháng, ma thú đại quân rốt cục đẩy đi vào ma diễm thành hạ. Cái này 3 tháng, Tiêu Phàm bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc. Hắc ma vương sau khi chết, Thái Cốc chủ lập tức tuyên bố Vu Linh Cốc độc lập, từ Hắc ma giáo phân ra ngoài, lập thế lực khác. Chuyện này, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Hắc ma giáo tân nhiệm cha giáo chủ cùng Đỗ trưởng lão, đều đối này không có ý kiến. Lúc trước Hắc ma giáo chính là cưỡng ép chiếm đoạt Vu Linh Cốc, Thái Cốc chủ không dám phản kháng. Bây giờ Hắc ma vương thân tử đạo tiêu, Thái Cốc chủ nơi nào còn sẽ có điều kiêng kỵ gì? Huống chi, là Tiêu Phàm đáp ứng. Đối vị này đơn đả độc đấu, trước mặt mọi người diệt sát Hắc ma vương cường nhân, 9 đại ma tông thủ lĩnh đều biểu thị thần phục. Chính là bởi vì Tiêu Phàm không có khả năng trường kỳ tại Nhạc Tây Quốc tiếp tục chờ đợi. Mới khiến những này ma đạo tu sĩ cấp cao càng thêm không dám công nhiên kháng cự Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cùng giữa bọn hắn, nhưng không có hương hỏa chi tình, càng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Thật muốn gây kinh hắn, trở tay liền đem ngươi diệt. Ngay sau đó, chính là Tiêu Phàm đối trong thành thế lực lớn chỉnh hợp. Một đám người ô hợp, là vô luận như thế nào đều thủ không được ma diễm thành. Bất quá 3 tháng thực tế quá ngắn, dù coi như Tiêu Phàm không ngủ không nghỉ, toàn lực ứng phó. Cũng vẻn vẹn chỉ là hoàn thành sơ bộ nhất chỉnh hợp, để cho không lẫn nhau lệ thuộc 9 cỗ thế lực, miễn cưỡng có thể làm được nhất trí đối ngoại, miễn cưỡng biết tại ma thú công thành thời điểm,
chức trách của mình là cái gì. Nếu như không phải là bởi vì sợ hãi không chỗ có thể đi, sợ hãi ăn nhờ ở đậu, trong thành này tu sĩ, chí ít sẽ chạy mất hơn phân nửa. Cùng toa ma giới địa phương khác khá lớn thành thị đồng dạng, ma diễm thành cũng chia làm nội thành cùng ngoại thành. Ngoại thành ở lại chính là người bình thường, tu sĩ toàn bộ ở tại nội thành. Nhưng là, nội thành kỳ thật cũng vẫn là có không ít phàm người sinh sống, ma diễm thành tu sĩ số lượng, xa xa không đủ để lấp đầy như thế lớn một tòa thành trì. Chỉ bất quá, tu sĩ chiếm cứ địa bàn phải thật lớn vượt qua phàm nhân, dù sao tu luyện là cần linh mạch trèo trống, có đôi khi. Một tên nguyên anh tu sĩ thậm chí muốn độc chiếm mấy trăm bên trong sơn lâm. Biết được ma thú công thành, rất sớm trước kia, ngoại thành phàm nhân liền bắt đầu đào mệnh, số ít đạt được cho phép, rút đến nội thành, đa số chỉ có thể riêng phần mình chạy trốn. Nếu như là giữa các tu sĩ thảo phạt lẫn nhau, phàm nhân không cần đào mệnh. Bình thường đến nói, người tu chân sẽ không vô duyên vô cớ tàn sát phàm nhân, tại tu chân giới, đây là quy định bất thành văn, rất ít có người tu chân làm trái loại quy định này. Nhưng ma thú lại là ngoại lệ, đê giai ma thú vô tri vô biết, chỉ biết giết chóc, thôn phệ, những nơi đi qua, chó gà không tha. Trước đó vài ngày, Tiêu Phàm tự mình xâm nhập điều tra qua, phàm là ma thú chiếm cứ địa phương. Đều là ma khí trùng thiên, tất cả yêu thú cùng nhân loại đều tuyệt tích. Không phải bỏ trốn mất dạng, chính là thành ma thú trong bụng thức ăn ngon. Ma diễm thành tường thành cao tới mấy chục trượng, cái này tại phàm tục thế giới, là khó có thể tưởng tượng cao độ. Cũng hoàn toàn không có dạng này tất yếu. Nhân loại quân đội, không có khả năng công được dưới dạng này hùng vĩ thành trì. Nhưng đối với tu sĩ cùng không ít ma thú đến nói, cao mấy chục trượng tường thành, thật không được cái gì phòng hộ tác dụng. Cho nên ma diễm thành tường thành, đều là dùng đặc thù vật liệu kiến tạo mà thành, tứ phía trên tường thành đều khắc họa đếm không hết phù văn, cùng hộ thành đại trận hô ứng lẫn nhau. Không có trận pháp cùng phù văn gia trì, dạng này tường thành, cơ hồ ngay cả ma thú một lần tiến công đều ngăn cản không nổi. Nhất là một chút tinh thông thổ thuộc tính thần thông ma thú, có thể dễ dàng mà xuyên thấu tường thành, công vào thành bên trong. Hộ thành đại trận mở ra mấy thành uy lực, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, hỏi. Đứng ở bên cạnh hắn áo bào đen thiếu niên cha giáo chủ bận bịu tức nói, tạm thời mở ra 5 thành. Ngay từ đầu, ma thú khẳng định đều là thăm dò tính công kích, không chắc chắn tất cả át chủ bài đều để lộ. Trước đó, ma diễm thành là hắc ma giáo lãnh địa, cả tòa thành chỉ phòng vệ thủ đoạn, đều là hắc ma giáo an bài. Bất quá cái này hộ thành đại trận, đã không biết có bao nhiêu năm chưa từng bắt đầu dùng qua, từ khi nhiều năm trước đem Nhạc Tây Quốc tất cả chính đạo tông môn chen đi ra, liền lại không từng phát sinh lớn chiến sự, hộ thành đại trận loại này thôn phệ linh thạch quái thú, không có việc gì ai biết lái khải lấy chơi vui. Cái này 3 tháng, áo bào đen thiếu niên đối Tiêu Phàm hết sức phối hợp. Cưỡng ép ngăn chặn trong giáo đối Tiêu Phàm phản đối cùng cừu hận cảm xúc. Đây cũng là bất đắc dĩ. Cho tới bây giờ, tính mạng của hắn vẫn như cũ bóp tại Tiêu Phàm trong tay. Đang cho hắn giải khai cấm chế trước đó, Tiêu Phàm không chút khách khí ở trong cơ thể hắn dưới mới cấm chế. Tiêu Phàm minh bạch nói cho hắn, nếu như hắn toàn lực phối hợp mình, kia liền không sao, mà lại Tiêu Phàm cũng sẽ toàn lực ủng hộ hắn đảm nhiệm hắc ma dạy một chút chủ. Cùng đánh lui ma thú tiến công. Tiêu Phàm rời đi ma diễm thành trước đó, tự sẽ cho hắn giải cấm. Tại Tiêu Phàm mà nói, đây cũng là lần đầu sử dụng loại thủ đoạn này. Cái này thực sự đại đại vi phạm Tiêu Chân Nhân thường ngày tác phong làm việc thế mà cần nhờ uy hiếp đến khống chế người khác, đây là Tiêu Phàm A. Chỉ bất quá vì đại cục suy nghĩ, cũng không thể không thanh ra thủ đoạn như vậy. Thánh Nhân nói, sự cấp tòng quyền, nếu như không thể có chỗ hiệu quả trưởng khống hắc ma giáo, giữ vững ma diễm thành liền thành một câu nói suông. Vì thủ thành, áo bào đen thiếu niên cũng là tận hết sức lực. Rất hiển nhiên, nếu như ma diễm thành bị ma thú phá hủy, hắc ma giáo lập tức liền mất đi căn cơ, trở thành cây không rễ nước không nguồn. Hắn giáo chủ này, làm còn có cái gì tư vị? Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa. Hắn tự mình điều tra qua ma diễm thành hộ thành đại trận nguyên thủy bản vẽ, đối hộ thành đại trận uy lực biết sơ lược, rất rõ ràng cái này hộ thành đại trận nếu như toàn lực thúc đẩy, phát huy ra 12 phần uy năng. Chính là gì chờ kinh người. Nhằm vào ma thú thăm dò tính công kích, năm thành uy lực hẳn là đủ rồi. Ma thú đại quân phô thiên cái địa, đi ở phía trước, là một đoàn da dày thịt béo cự thú, thân cao tới 3-4 trượng, đầu mọc một sừng, nhìn qua cùng tê giác giống nhau đến mấy phần, nhưng càng thêm cực đại tráng kiện, hai mắt đỏ bừng, mấy vạn con cự thú mỗi hướng về phía trước bước tiến một bước, đại địa liền ầm vang vang vọng một tiếng. Tại những này độc giác cự thú sau lưng, thì là từng đám sói xanh.
Tiêu Phàm tại thế giới dưới lòng đất thấy nhiều nhất ma thú. Lại sau này, thì là mênh mông vô bờ thành quần kết đội mãng xà, dài đến hơn 10 trượng, ngũ thải ban lan, xem xét phía dưới, khiến người toàn thân đều nổi da gà lên. Số lượng mặc dù to lớn, nhưng trên thân lộ ra linh lực ba động lại 10 điểm yếu ớt, đều là chút cực kỳ đê dai ma thú. Không hề nghi ngờ, đây đều là chút pháo hôi. Xua đuổi những này đê dai ma thú xung phong, một cái là vì thăm dò trong thành hư thực, thứ hai thì là phải lượng lớn tiêu hao hộ thành đại trận uy năng. Chỉ cần ma thú tại tiến công, hộ thành đại trận liền không thể quan bế, nhất định phải thời thời khắc khắc mở ra. Mỗi thời mỗi khắc tiêu hao linh thạch, đều là một cái khiến người khó có thể tưởng tượng con số khủng bố. Đối với mấy cái này dùng làm pháo hôi đê dai ma thú, Tiêu Phàm không có hứng thú gì. Đối phó những này xuẩn vật, thậm chí đều không dùng đến tu sĩ xuất thủ, thủ vệ tại trên tường thành đại lượng phàm nhân giáp sĩ, liền có thể chống cự được. Đương nhiên, những phàm nhân này giáp sĩ, điều khiển chính là trải qua đặc biệt gia trì quân giới, đối phó cao giai ma thú cố nhiên không dùng được, đối dạng này cấp bậc cực thấp ma thú, lại vẫn rất có hiệu quả. Tiêu Phàm ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, không có nhìn thấy phi hành ma thú, nhưng theo Ninh Khinh Ngữ nói, trong ma thú đại quân có không ít, không quân, lúc trước tấn công Thiên Thai Thành, những này phi hành ma thú liền lên rất trọng yếu tác dụng. Cao giai ma thú cũng là biết phi hành thuật, tường thành đối bọn chúng mà nói, không có tác dụng. Xem ra ma thú không có ý định đang thử thăm dò giai đoạn xuất động, không chung bộ đội. Bất kể nói thế nào, phi hành số lượng của ma thú vẫn tương đối thiếu, thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, vận khởi thiên nhãn thần thông, nháy mắt xuyên thấu từng tầng màu đen ma vụ, nhìn thấy cực xa chỗ. Tại hắc sắc ma vụ chỗ sâu, ẩn ẩn có một đoàn phi hành ma thú giấu kín trong đó. Một đầu dương cánh đạt mấy chục trượng chim ma khổng lồ trên lưng, đón gió đứng vững một tên hung hãn lão niên nam tử, trong mắt hung sáng lóng lánh. Nhìn qua, tên này lão niên nam tử cùng nhân loại tu sĩ không khác, nhưng cái cổ bên cạnh, lại rõ ràng thêm ra hai cái đầu. Hai viên đầu sói, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn vô so, rõ ràng là một đầu tam thủ ma lang, là hắn. Tiêu Phàm hai mắt có chút híp mắt một chút, vậy mà là, người quen biết cũ. Tại Thương Khung núi thế giới ngầm, Tiêu Phàm cùng cái này lão ma sói gặp qua không chỉ một mặt. Tại Man Hoang chi địa gặp trắng muốt khô lâu khổ thành chủ, tại Nhạc Tây Quốc lại nhìn thấy tam thủ ma lang, không hề nghi ngờ, thế giới ngầm đã dốc toàn bộ lực lượng. Đầu này tam thủ ma lang, thế nhưng là hóa hình hậu kỳ cảnh giới, có thể so với nhân loại hậu kỳ đại tu sĩ siêu cấp cao thủ. Mặc dù lão ma sói thần thông tựa hồ là hơi kém tại trấn nhạc thần quân, nhưng đó là bởi vì song phương tu luyện chủ công pháp vừa vặn tướng khắc, lão ma sói mới khuất tại hạ phong, lại cũng không có nghĩa là tam thủ ma lang bản thân thực lực kém cỏi. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm chiến thắng qua mấy tên trung kỳ tu sĩ, cũng chiến thắng qua tương đương với nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn quỷ đạo tu sĩ. Tỷ như hắc ma vương, cùng huyết ma trùng hợp ngẫu nhiên thể về sau, thậm chí thẳng tới nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền bước vào hậu kỳ cảnh giới. Như thường hay là chết tại Tiêu Phàm trong tay. Nhưng mà Tiêu Phàm vô cùng rõ ràng, hậu kỳ đại tu sĩ là một loại cực đặc thù tình hình. Hậu kỳ đại tu sĩ cùng trung kỳ giữa các tu sĩ, chênh lệch tuyệt không chỉ là đơn giản một cái tiểu cảnh giới, mà là đối thiên địa đại đạo hoàn toàn khác biệt lĩnh ngộ. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm chỗ thấy qua mỗi một vị hậu kỳ đại tu sĩ, đều cường đại dị thường, gần như không thể chiến thắng. Huống chi ma thú cùng yêu thú đột phá hóa hình kỳ về sau, có được không dưới nhân loại linh trí, lại còn có so với nhân loại cường hoành được nhiều nhục thân, trên lý luận muốn so cùng giai nhân loại tu sĩ càng mạnh ba phân. Thế cục so Tiêu Phàm dự liệu càng thêm nghiêm trọng, tam thủ ma lang bên người một trái một phải đứng vững hai tên xinh xắn mỹ nữ, nhọn lỗ tai lông xù, mang theo rõ ràng ma thú khí tức, rất hiển nhiên hóa hình còn chưa đủ hoàn toàn. Đột nhiên, hai tay chắp sau lưng tam thủ ma lang hừ lạnh một tiếng. Ở giữa viên kia nhân loại trên đầu, trong hai mắt hào quang tỏa sáng, đâm xuyên trùng điệp ma vụ, hướng ma diễm thành đầu thẳng bắn đi. Tiêu Phàm giật mình, bận bịu tức thu thiên nhãn thần thông. Phụ thân, hai tên xinh xắn ma thú mỹ nữ đồng loạt hỏi. Tam thủ ma lang lạnh cười nói, có người đang nhìn trộm ta, đoán chừng là tu luyện thiên nhãn loại hình thần thông. Hai tên ma thú mỹ nữ nhẹ gật đầu, cũng lơ đễnh, hỏi, phụ thân, có thể bắt đầu tiến công đi. Lão ma sói gật đầu mạnh một cái. Trên mặt hiện lên một vòng cực kỳ lăng lệ sát khí. Chương 1149, công thành thượng. Ô, một cái cực kỳ trầm muộn tiếng kèn, tại đàn thú chỗ sâu vang lên. Cùng lúc đó, một đạo ánh lửa sáng ngời, phóng lên tận trời, ở giữa không trung nổ tung,
tỏa ra cực kỳ diễm lệ hào quang. Nguyên vốn là có chút không yên tĩnh đàn thú, đột nhiên huyên ồn ào lên, mấy vạn con tê giác trạng cự thú, đồng loạt ngửa đầu gầm thét, như là chân trời quay lại đây vô số kinh lôi, chấn động đến trong thành quân coi giữ trong lòng thùng thùng rung động, đều hãi nhiên biến sắc. Ngồi cưỡi tại ở giữa một đầu cự thú trên lưng hình người ma thú, đứng người lên, cao cao đem trường đao trong tay giơ lên. Người này không hề nghi ngờ chính là tiền tuyến thống binh quan. Tê giác trạng cự thú bắt đầu gia tăng tốc độ bắt đầu chạy, trong lúc nhất thời tiếng gáy cuồn cuộn, toàn bộ đại địa đều đang không ngừng chấn động. Mấy vạn con cự thú, càng chạy càng nhanh, cuồng phong gào thét, bụi đất đầy trời. Rất nhanh, ngoại thành những cái kia thấp bé dân cư, liền bị liên miên phá hủy. Cũng may ở tại ngoại thành phàm nhân, sớm đã rút lui, ngược lại là không có người nào viên thương vong. Tiêu Phàm nhắm lại hai mắt, tiếp cận những này chen chúc mà tới cự thú. Hiển nhiên càng ngày càng gần, Tiêu Phàm giơ tay phải lên, nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên. Áo bào đen thiếu niên trọng trọng gật đầu, ngón tay búng một cái, một đạo sáng tỏ diễm hỏa, cũng tại đầu tường phóng lên tận trời, bỗng nhiên nổ bể ra đến, lộng lẫy dị thường. Nguyên bản không có một ai trên tường thành, bỗng nhiên nhô ra đến vô số đầu người, từng trương to lớn sàng nỏ, lộ ra diện mục dữ tợn. Đây vốn là phàm nhân quân đội sử dụng sàng nỏ, bất quá trải qua ma diễm thành bên trong luyện khí sự uy lực gia trì, vô luận là tầm bắn hay là tên nỏ lực sát thương, đều cùng trước kia không thể so sánh nổi. Mặc dù không có thể dùng để đối phó cao giai ma thú, nhưng đối phó đê giai ma thú, lại miễn cưỡng đủ. Mà lại phàm nhân quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, nhân số đông đảo, từ bọn hắn tới đối phó trước hết nhất những này thăm dò tính công kích ma thú, không có gì thích hợp bằng. Phóng, đầu tường quan chỉ huy, trong tay giơ cao tiểu hồng kỳ mãnh hướng xuống vung lên. Ông hưu, dây cung vang vọng, mấy ngàn chi dài đến hai trượng, to như tay em bé cự hình tên nỏ, đồng loạt từ đầu tường bắn ra ngoài. Những này tên nỏ mũi tên đen nhánh tỏa sáng, rất rõ ràng ngâm kịch độc. Bình thường đến nói, cự hình sàng nỏ tại chính xác bên trên cũng không xuất sắc, loại này kinh khủng vũ khí vốn cũng không phải là dùng để chính xác điểm xạ. Tại thế giới nhân loại, mặc kệ là nhiều môn dũng mãnh võ tướng, đều chịu không được sàng nỏ một tiễn. Loại này cự hình tên nỏ, tại thế giới người phàm, bình thường dùng tới đối phó thiết giáp kỵ binh hạng nặng. Mấy chục tấm sàng nỏ tề xạ, là đủ phá hư kỵ binh hạng nặng công kích đội ngũ. Lúc đầu loại này sàng nỏ tầm sát thương ước chừng tại 1.000 bước tả hữu, trải qua tu chân giới luyện khí sư gia trì, trọn vẹn gia tăng đến 4.000 bước. Tê giác ma thú mục tiêu thực tế quá lớn, cơ hồ hoàn toàn khỏi phải nhắm chuẩn. Lập tức liền vang lên kinh thiên động địa cuồng hống thanh âm, mấy trăm đầu cự hình ma thú trúng tên. Sắc bén tên nỏ tùy tiện xé mở bọn chúng ra dày, xuyên qua thân thể, sau đó ầm vang nổ bể ra đến. Cả đầu ma thú đều nổ phấn thân toái cốt. Không có bắn trúng cự hình ma thú đại bộ phận phân tên nỏ. Cũng lăng không nổ tung, giấy lên lửa lớn rừng rực. Rất nhanh, tường thành bên ngoài một áng lửa, thiêu đến đỏ rừng rực. Chiếu đỏ chân trời, phát xạ xong tên nỏ về sau, các chiến sĩ luống cuống tay chân giảo động cơ quát. Chuẩn bị cho sàng nỏ lắp đặt viên thứ hai tên nỏ. Một đám người loại chiến sĩ người khoác trọng giáp, tay cầm so sánh tiểu nhân nỏ cơ, nện bước chỉnh tề bộ pháp. Đi tới lỗ châu mai trước đó. Phóng, trong tay quan chỉ huy tiểu hồng kỳ lại cua múa. Những này đơn binh điều khiển nỏ cơ, tầm bắn bên trên so sàng nỏ liền muốn gần phải nhiều, dù coi như trải qua tu chân luyện khí sư gia trì, cũng chỉ có thể bắn tới 2.000 bước có hơn. Đồng thời cái này là cực hạn tầm bắn, không phải tầm sát thương. Bất quá lúc này phát xạ đơn binh nỏ cơ, nguyên vốn cũng không phải là muốn trực tiếp sát thương ma thú. Mười mấy chục ngàn nhánh tên nỏ bắn ra ngoài, lần lượt bạo tạc, lập tức đem ngoài thành đốt thành một cái biển lửa. Lập tức, cự thú liền từ trong biển lửa vọt ra, thiêu đến sứt đầu mẻ trán, toàn thân dầu trơn, tất ba, rung động, phát ra thống khổ không chịu nổi cuồng hống thanh âm. Nhưng những này cự thú sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, dù coi như toàn thân dục hỏa, cũng vẫn như cũ cuồng hống, anh dũng hướng tường thành vọt tới. Những này làm pháo hôi ma thú, vô tri vô biết, chỉ biết chiến đấu, giết chóc, đến chết mới thôi. Lúc này, sàng nỏ cũng đã sắp xếp gọn mũi tên, lại đến một lần tề xạ. Lần này khoảng cách gần được nhiều, chính xác tự nhiên càng tốt, không sai biệt lắm có 2.000 đầu cự thú chết tại nỏ dưới tên. Nhưng tương đối cự thú mấy vạn con tổng lượng đến nói, dạng này tử thương hoàn toàn không đáng kể. Phóng, nhóm thứ hai đơn binh tên nỏ phát xạ. Trước mắt thủ vệ đầu tường nhóm này phàm nhân quân đội, đều là binh đoàn tinh nhuệ, nghiêm chỉnh huấn luyện, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Thấy phổ thông tên nỏ đối phó không được cự thú,
không đợi quan chỉ huy mệnh lệnh, liền tự động tự giác tập trung tên nỏ hỏa lực, công kích xông vào trước nhất bên cạnh cự thú. Mấy chục mai tên nỏ đồng thời bắn trúng một đầu cự thú, lại đồng thời nổ bể ra đến, dù là cự thú cực kỳ tráng kiện, da dày thịt béo, cũng ngăn cản không nổi. Trong ngọn lửa, lại có số lớn cự thú phấn thân toái cốt. Bất quá cự thú số lượng thực tế quá nhiều, bắn giết chung quy chỉ là số ít. Oanh, con thứ nhất cự thú vào tới dưới thành, trùng điệp va chạm ở trên tường thành. Ma Diễm Thành không có sông hộ thành, làm một người tu chân tụ cư thành trì, sông hộ thành là không cần thiết. Tại tu sĩ tương hỗ công phạt bên trong, coi như sông hộ thành rộng chừng mấy trăm trượng, đó cũng là không hề có tác dụng. Dù cho là cấp thấp nhất luyện khí kỳ tu sĩ, cũng có thể tùy tiện bay qua sông hộ thành, thẳng tới dưới tường thành. Ầm ầm, ngay sau đó, liên tiếp cự thú đâm vào trên tường thành. Cả mặt tường thành đều tại ầm vang lay động, đầu tường quân coi giữ không khỏi hãi nhiên biến sắc. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thấy rõ ràng. Cự thú cái này thuần túy là tính chất tự sát công kích, mỗi một đầu xông lại cự thú, đều là dốc hết toàn lực, gia tốc lại gia tốc, không có chút nào lùi bước chỉ ý, va chạm ở trên tường thành, lập tức toàn thân bạo liệt, hóa thành từng đoàn huyết vụ, từng mảng lớn thịt nát cùng máu tươi văng khắp nơi. Những này thịt nát cùng máu tươi một bắn lên tường thành, lập tức sương mù nổi lên, tựa hồ ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn, trên tường thành phù văn cấp tốc lấp lánh. Thậm chí ngay cả toàn bộ hộ thành đại trận đều tại ông tác hưởng, trong nháy mắt này, linh lực tiêu hao tăng lên gấp bội. Rầm rầm rầm, càng nhiều cự thú đụng vào trên tường thành. Áo bào đen thiếu niên sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức quay đầu phân phó nói, hộ thành đại trận lại nhiều mở hai thành uy lực. Tuân mệnh, một tên hắc ma giáo kim đan đệ tử lập tức khom người lĩnh mệnh, trong tay bay lên một trương vạn bên trong phù, truyền lệnh đi. Đang chỉ huy người dưới nghiêm lệnh. Đầu tường quân coi giữ vẫn như cũ duy trì nghiêm khắc chiến đấu trận hình, đều đâu vào đấy nhét vào tên nỏ, lại từng đợt bắn đi ra. Cho tới bây giờ, còn chưa có xuất hiện phi hành ma thú, thành trì trên không là an toàn, những này tính chất tự sát ma thú, đối cao cư mấy chục trượng tường thành chi đỉnh bọn hắn đến nói, không cấu thành mặc cho hạ uy hiếp. Bọn hắn làm, chỉ cần giết chóc, cự thú về sau, là càng nhiều sói xanh thú. Những ma thú này ngoại hình cùng phổ thông sói xanh không sai biệt nhiều. Hình thể hơi lớn chút, so sánh với cự thú đương nhiên phải mạnh mẽ được nhiều. Chỉ bất qua số lượng thực tế quá nhiều, lít nha lít nhít chen thành một đoàn, muốn trốn tránh xê dịch, cũng không có bao nhiêu không gian. Tại đầu tường dày đặc tên nỏ đả kích phía dưới, chưa đến gần tường thành, liền đã xuất hiện đại lượng tử thương. Cùng cự hình ma thú đồng dạng, đây cũng là pháo hôi. Sói xanh thú hoàn toàn không để ý chết sống, bốc lên đầu tường như mưa to chút xuống tên nỏ, anh dũng hướng về phía trước. Tiếp cận tường thành về sau, bọn chúng không giống cự thú đồng dạng va chạm tường thành, tự sát thân vong, mà là duỗi ra cường kiện tứ chi, tóm chặt lấy tường thành, mau lẹ đi lên leo lên. Những này sói xanh thú, vậy mà đều là leo lên hảo thủ, dù coi như tường thành 10 điểm bóng loáng, cũng ngăn không được bọn chúng. Từ xa nhìn lại, vô số sói xanh thú liền chẳng khác nào kiến hôi, leo lên ở trên tường thành, liều mạng đi lên leo lên. Trong chốc lát, liền leo đến tường thành trung đoạn, giết. Theo cái này âm thanh hét lớn, chân bóng trên tường thành, bỗng nhiên xuất hiện vô số hình tứ phương lỗ nhỏ, từng cây sắc bén trường mâu, từ tường thành bên trong thẳng đâm mà ra, thật sâu đâm tiến vào sói xanh thú trong bụng. Sói xanh thú thê lương rú thảm, máu tươi tiễn biểu ra. Tường thành bên trong cũng vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Cái này là phàm nhân giáp sĩ bị sói xanh thú huyết dịch tung tóe đến về sau phát ra kêu thảm. Ma thú cùng yêu thú khác biệt, thú huyết mang theo cực mạnh tính ăn mòn. Nhân loại giáp sĩ thiết giáp đối ma thú thú huyết không có chút nào kháng cự chi lực, một khi nhiễm, lập tức liền bị thực xuyên, da chóc thịt bong, sâu đủ thấy xương. Ngắn ngủi hai canh giờ trôi qua, ngoài thành đã thây nằm khắp nơi, vô số ma thú hài cốt đổ dạp tại dưới tường thành, thú huyết chảy xuôi, cực kỳ gai mũi. Trong thành nhân loại giáp sĩ cũng xuất hiện không ít thương vong, cũng may hộ thành đại trận vòng bảo hộ không có phá, thủ thành phương thương vong xa xa ít hơn so với ma thú thương vong. Vô số sói xanh thú bị diệt sát về sau, thành quần kết đội cự mãng bắt đầu xuất hiện tại dưới tường thành. Những này cự mãng tiến công hình thức, cùng tê giác cự thú cùng sói xanh thú không kém bao nhiêu, cũng là làm pháo hôi sử dụng. Bất quá trong đó hình thể đặc biệt cực đại, rõ ràng cùng cái khác đồng loại có khác biệt số ít cự mãng, trên thân đã mang theo nhất định linh lực ba động, mặc dù cực kỳ yếu ớt, chỉ tương đương với nhân loại luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng chung quy đã không giống bình thường. Loại này cự mãng năng lực phòng ngự càng mạnh, cự ly xa tên nỏ đả kích đối bọn chúng cơ bản không dùng được. T
tên nỏ bắn tại nó trên người chúng, thường thường sẽ trượt xuống một bên, không cách nào tạo thành chân chính tổn thương. Tại dày đặc tên nỏ đả kích phía dưới, hay là có không ít cự mãng vào tới tường thành dưới chân, bắt đầu leo lên ở trên tường thành, uốn lượn hướng lên. Không ít trên thân có linh lực ba động cự mãng, chống đỡ có người ở loại giáp sĩ công kích, trực tiếp leo đến tường thành đỉnh, mở ra miệng rộng, tê tê, phun ra nọc độc, hộ thành đại trận nhạt lồng ánh sáng màu đỏ lập tức hồng mang lóa mắt, bị nọc độc phun đến địa phương, rõ ràng xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Chỉ mở ra mấy thành uy lực hộ thành đại trận, chỉ có phòng hộ chi lực, không có công kích chi năng. Bất quá vì cái này khu khu đê giai ma thú, hộ thành đại trận không đến mức muốn tiến một bước tăng lớn uy lực, bởi như vậy, tiêu hao linh thạch quá nhiều. Mặc dù nói sinh tử chi chiến, chắc chắn sẽ không so đo linh thạch hao phí, lại nhất định phải cân nhắc lâu dài kiên trì. Phổ thông linh thạch cấp thấp nhưng trèo chống không được hộ thành đại trận, tiêu hao đều là linh thạch cấp trung. Một khi linh thạch hao hết, hộ thành đại trận mất đi hiệu lực, đó chính là thành phá đi lúc. Chương 1150, công thành hạ. Xử lý bọn chúng, Tiêu Phàm liếc những này cự mãng một chút, lạnh nhạt nói. Thật, chấm ngoặc kép, áo bào đen thiếu niên đáp ứng một tiếng, lập tức truyền lệnh xuống. Phút chốc, trong thành thổi lên ô ô kèn lệnh, từng đội tu sĩ ngự khí mà lên, trên thân đeo lấy lệnh bài, chỉnh tề xuyên qua hộ thành đại trận lồng ánh sáng, chia ra hướng na chút cự mãng đánh tới. Những tu sĩ này phần lớn chỉ có luyện khí kỳ tu vi, trong đó xen lẫn số ít trúc cơ kỳ tu sĩ, rõ ràng là thủ lĩnh. Riêng phần mình xuất lĩnh một đội cấp thấp tu sĩ nghênh địch. Đây cũng là đã sớm tổ chức tốt lắm. 3 tháng, cũng vẫn là có thể hoàn thành chút sự tình. Chính yếu nhất kỳ thật chính là chỉnh hợp các tông môn bên trong đệ tử cấp thấp, cùng tổ chức hải lượng phàm nhân quân đội nghênh địch. Về phần kim đan hậu kỳ trở lên tu sĩ, số lượng cứ như vậy nhiều, mà lại từng cái kinh nghiệm phong phú, khôn khéo lão đạo, không cần đến làm sao chỉnh hợp, tự nhiên có thể phát huy ra sức chiến đấu tới. Lần này xông ra hộ thành đại trận nghênh chiến cấp thấp tu sĩ, ước chừng 2.000 chi chúng, đối những cái kia cự mãng cũng không có số lượng bên trên ưu thế, nhưng trải qua nhất định huấn luyện đoàn đội tác chiến, hiệu suất rõ ràng muốn vượt qua từng người tự chiến ma thú, mọi người đã sớm định tốt mục tiêu, một đội tu sĩ 6 người, từ một tên trúc cơ kỳ tu sĩ xuất lĩnh, chuyên môn công kích một con cự mãng. Cự mãng cố nhiên da dày thịt béo, nhưng cũng chỉ tương đương với luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp tiêu chuẩn. Đồng thời bị 6 tên luyện khí kỳ tu sĩ vây công, lại thêm một tên trúc cơ kỳ tu sĩ lược trận, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, trong khoảnh khắc liền bị diệt sát. Chỉ bất quá cự mãng sau khi chết, vẩy ra thịt nát cùng huyết dịch, hay là đối hộ thành đại trận lồng ánh sáng tạo thành lại một lần nữa công kích. Không bao lâu, leo lên tại hộ thành lồng ánh sáng phía trên cự mãng liền bị diệt sát hơn phân nửa. Trong thành phàm nhân quân sĩ lớn tiếng reo hò, âm thanh rung thiên địa. Những cái kia cấp thấp tu sĩ rất là phấn chấn, sĩ khí tăng vọt. Xa xa trong hắc vụ, cự trên lưng chim, lão ma sói trên mặt. Không có chút rung động nào. Phía trước thảm liệt giết chóc, không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đứng tại hắn phía bên phải nữ nhi nói, phụ thân. Mang trên mặt trưng cầu nhan sắc, lão ma sói không lên tiếng, chốc lát, mới khẽ gật đầu một cái. Thú nữ ngón tay búng một cái, một đạo hỏa quang bắn ra. Phát ra bén nhọn tiếng rít. Phút chốc, phía chân trời xa xôi, xuất hiện từng đạo hắc tuyến, đồng thời càng ngày càng thô, dần dần, mọi người thấy rõ ràng, nguyên lai là từng đầu phi cầm. Lít nha lít nhít, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Trong khoảnh khắc, ma chim liền đến ma diễm thành trên không, oa oa kêu, cực kỳ chói tai. Những này ma chim cùng đoàn người ngày bình thường thấy qua giống chim không giống, hai mắt đỏ bừng, lộ ra vô tận điên cuồng chi ý. Đa số trên thân đều không có linh lực ba động, chỉ là một chút bị ma hóa phổ thông phi cầm, nhưng số lượng nhiều, nhưng lại làm kẻ khác nhìn mà phát khiếp. Đừng để bọn chúng tiếp cận vòng bảo hộ, tại không trung giải quyết bọn chúng. Tiêu Phàm không chút do dự cho áo bào đen thiếu niên ra lệnh. Chỉ là ma thú đại quân lần thứ nhất xuất động, phi hành bộ đội, không hề nghi ngờ. Cũng là chút pháo hôi, là nghĩ tiếp lấy ma thú mục nát máu. Ý đồ lớn diện tích ô nhiễm ăn mòn ma diễm thành hộ thành đại trận. Cho dù ai cũng biết, chỉ cần hộ thành đại trận vừa vỡ, ma diễm thành liền rốt cuộc thủ không được. Số lượng của ma thú, vượt xa ma diễm thành người thủ vệ số lượng. Liền đơn binh năng lực tác chiến mà nói, nhân loại bình thường giáp sĩ, càng thêm không phải bình thường ma thú đối thủ. Ma thú mục nát máu nhất là lợi hại, cho dù chết, cũng có thể kéo lên mấy cái đệm lưng. Vâng, áo bào đen thiếu niên khom người lĩnh mệnh, phía sau hắn hắc ma giáo đệ tử chấp sự lập tức truyền ra hiệu lệnh.
Lập tức trong thành vang lên lần nữa trầm muộn tiếng ô ô, kèn lệnh vang lên, càng nhiều luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ tại trúc cơ kỳ tiền bối xuất lĩnh dưới, xông ra ma diễm thành, điều khiển lấy phi hành pháp khí, nhao nhao hướng giữa không trung nghênh kích đi lên, khoảnh khắc liền cùng ma chim đấu làm một đoàn. Lần này, nhân loại tu sĩ lại là ở vào về số lượng tuyệt đối thế yếu. Cũng may đa số ma chim trên thân đều không có linh lực ba động, xa xa không phải nhân loại tu sĩ đối thủ, vừa giao thủ một cái, liền nhao nhao bị diệt sát. Nhưng rất nhanh, nhân loại tu sĩ liền xuất hiện thương vong, đa số đều là bởi vì bị ma chim mục nát máu tươi đến, lập tức liền ra chóc thịt bong, khí tức hôi thối làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Tu sĩ cùng ma chim thi thể, từ không trung nhao nhao rơi xuống, như là như hạt mưa, lại bị hộ thành lồng ánh sáng bắn ra. Dạng này thương vong, sớm nằm trong dự liệu, Tiêu Phàm cũng là sắc mặt bình tĩnh. Muốn giữ vững ma diễm thành, hy sinh là không thể tránh được. Chỉ bất quá vòng thứ nhất chém giết liền thảm liệt như vậy, vẫn có chút vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu. Xem ra cùng ma thú tác chiến, tình hình lại từ khác biệt. Trọn vẹn hai canh giờ trôi qua, đầy trời ma chim rốt cục tiêu diệt hầu như không còn, cấp thấp tu sĩ thương vong cũng không ít, trở lại trong thành, nhao nhao nuốt vào đan dược chữa thương. Nhằm vào ma thú mục nát máu, Tiêu Phàm chế biến đặc biệt dược vật, hiệu quả trị liệu so sánh với các tông môn tự hành chế biến dược vật phải tốt hơn nhiều. Nhưng ma thú tiến công, nhưng lại chưa đình chỉ. Phụ thân, như thế nào? Hắc phụ chỗ sâu, cự trên lưng chim, đứng tại lão ma sói bên phải tai sói thú nữ hỏi, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão ma sói hừ một tiếng, nói tòa thành trì này chiến lực, tự nhiên so thiên thai thành mạnh hơn một chút, nhưng chủ yếu chướng ngại, như trước vẫn là bọn hắn hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận không phá, chúng tiểu nhân vào không được, thành trì liền lấy không xuống. Đứng tại lão ma sói tay trái, dáng người hơi có vẻ thon thả tai sói thú nữ nói, phụ thân, theo nữ nhi nhìn, cái này hộ thành đại trận uy lực cũng chỉ bình thường, làm gì lãng phí cái này rất nhiều binh sĩ tính mệnh, không bằng ta cùng tự thân xuất mã giải quyết bọn hắn là xong. Nhạc Tây Quốc thực lực, chúng ta cũng không phải không biết. Tất cả cao giai ma thú đồng loạt xuất động, liệu tất hộ thành đại trận cũng ngăn cản không nổi. Lão ma sói lắc đầu, nói, ngươi quá coi thường cái này hộ thành đại trận. Cho tới bây giờ, hộ thành đại trận đều là chỉ thủ không công. Nếu thật là chúng ta thân tự sát đi, hộ thành đại trận nhất định toàn lực mở ra, đến lúc đó phía chúng ta muốn ứng đối trong thành tu sĩ cấp cao, một bên muốn ứng đối hộ thành đại trận, thế nhưng là đại đại bất lợi. Mặc dù như thế, có gì phải sợ, trong thành có thể có mấy cái tu sĩ cấp cao. Nhạc Tây Quốc chín đại ma tông, tổng cộng cũng nhiều như vậy người. Kim đan hậu kỳ trở lên tu vi, đếm tới đếm lui đều sẽ không vượt qua 100 người. Chúng ta toàn bộ xuất mã, đánh bại bọn hắn cũng không uổng phí bao nhiêu khí lực. Thon thả thú nữ khinh thường nói. Hắc hắc, ngươi chỉ tính toán Nhạc Tây Quốc chín đại ma tông nhân thủ, Quý Minh Quốc cùng Nhạc Tây địa khu quốc gia khác nhân thủ, ngươi nhưng không có tính toán ở bên trong. Muốn công phá tòa thành trì này, chúng ta có là biện pháp, tại sao phải liều mạng? Bên phải tương đối đầy đặn thú nữ nói. Phụ thân nói rất có lý, những này đê giai thú tộc, tử thương một chút tính được cái gì. Không cần thiết cùng những cái kia nhân loại tu sĩ cứng đối cứng. Nói cho cùng, chúng ta cũng chỉ là đi tiền trạm, như thế liều chết, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Nếu thật là thất dạ giới đại quân giết tới, chúng ta lại đem thực lực đều liều sạch, đến lúc đó nơi nào còn có chúng ta nói chuyện phần. Cũng không nên làm mướn không công, đánh xuống ma diễm thành, toàn diện chiếm cứ Nhạc Tây Quốc, có như thế cái ván cầu là được. Nếu thật là cùng toàn bộ Nhạc Tây địa khu tu chân giới là địch, thực lực của chúng ta còn kém xa lắc. Lão ma sói khẽ vuốt cằm, nói, đứa bé được chiều chuộng nói rất có lý, hay là ổn đánh ổn đâm tốt. Tay trái thon thả thú nữ hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Bên phải đầy đặn thú nữ khanh khách một tiếng, ngón tay búng một cái, một đạo nghìn dặm phù phát ra, thoảng qua yên tĩnh một lát ma thú đại quân lại huyên náo, bắt đầu mới một đợt công kích, ma diễm thành lần nữa lâm vào trong khổ chiến. Dạng này quy mô công phòng chiến, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể gặp rốt cuộc, đánh chính là mấy tháng 10 điểm bình thường, thậm chí đánh mấy năm mười mấy năm mấy chục năm cũng không tính là hiếm lạ. Năm đó giao diện đại chiến, mấy cái giao diện trùng điệp, trọn vẹn đánh hơn mấy trăm năm, nếu không phải vô cực thiên tôn hoành không xuất thế, liên tiếp đánh bại giới diện khác rất nhiều đại năng chi sĩ, chỉ sợ chiến hỏa còn đem tiếp tục. Sau một tháng, công phòng chiến vẫn còn tiếp tục, Tiêu Phàm đứng tại địch trên lầu, song mi cau lại. Lần này, đứng ở bên cạnh hắn chữ áo bào đen thiếu niên, còn có Ninh Khinh Ngữ. Những ma thú này, thật đúng là không về không, giống như mãi mãi cũng giết không hết như.
chấm ngoặc kép, áo bào đen thiếu niên không chịu được phàn nàn nói. Một tháng qua, ma thú ở ngoài thành vứt xuống vô số thi thể, toàn bộ ngoại thành, sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi đều chất đầy thi thể của ma thú, xú khí huân thiên. Nhưng như cũng chưa thể công phá ma diễm thành hộ thành đại trận, mảnh bàn về đến, cho ma diễm thành tạo thành tổn thương cũng không hề nghiêm trọng, chỉ tổn thất một chút cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân quân đội. Nhưng Tiêu Phàm cùng nhân vật đầu não trong lòng lại chịu nặng. Bởi vì, ma diễm thành dự trữ không đủ, trải qua một tháng kịch liệt tiêu hao, đã có chút khẩn trương. Lần này ma thú bỗng nhiên tứ ngược, hoàn toàn vượt quá đoàn người ngoài ý liệu, Thái Bình lâu ngày, toàn bộ Nhạc Tây quốc đều không có đánh lớn cầm chuẩn bị, chiến tranh dự trữ không đủ chính hợp tình hợp lý. Ma thú sử dụng, thú biển chiến thuật, chưa hề đình chỉ qua tiến công. Hộ thành đại trận đã mở ra đến 9 thành, cơ hồ tất cả phòng ngự uy lực đều mở ra, chỉ còn lại có cuối cùng 3 thành công kích uy năng còn đè ép không nhúc nhích. Linh thạch tiêu hao, đã đến cực kỳ khủng bố tình trạng, không bao lâu, liền muốn hướng các tông môn phân chia. Tu sĩ cấp cao còn tốt, cơ hội ra tay không nhiều, còn tính là nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng đại lượng cấp thấp tu sĩ, một tháng qua, đều không thế nào nghỉ ngơi, thể lực bên trên tiêu hao nghiêm trọng, chiến lực ngay tại một chút xíu hạ xuống. Mà ma thú tựa hồ còn làm nhẹ nhàng, cứ theo đà này, không bao lâu, ma diễm thành liền sẽ bị kéo đổ. Ninh Khinh Ngữ nhẹ nói, cha giáo chủ không cần lo lắng, chúng ta không phải một mình phấn chiến. Trong một tháng này, Quý Minh Quốc viện quân đã xuất động 2 lần, công kích ma thú đại quân cánh, đại đại làm dịu ma diễm thành áp lực. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói, đánh lâu dài, ta ngược lại là cũng không lo lắng. Hiện tại không chỉ có Quý Minh Quốc viện quân, quốc gia khác viện quân cũng ngay tại chạy tới. Đây là đại sự, bọn hắn sẽ không bỏ mặc, một khi hình thành vây kín, ma thú lại nhiều cũng chống đỡ không nổi. Nhạc Tây địa khu mặc dù vắng vẻ, tất cả quốc gia liên hợp lại, đối phó những ma thú này hay là thướt tha có thừa, chỉ là quốc gia khác viện quân muốn tập kết chạy đến, còn cần một quãng thời gian. Ta lo lắng chính là, ma thú những ngày này công kích đều là đang lặp lại, bọn chúng tựa hồ còn có tuyệt chiêu không có xuất ra. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lời còn chưa dứt, một trận ngột ngạt đến cực điểm thanh âm, liền ầm ầm địa chấn vang lên, toàn bộ đại địa phảng phất đều đang run rẩy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1151, quái thú. Đó là vật gì? Rất nhanh, liền có người lên tiếng kinh hô. Trên cổng thành ánh mắt mọi người, đều hướng cùng một cái phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ma thú đại quân chỗ sâu hắc phụ bỗng nhiên hướng hai bên lăn lộn, sóng phân sóng mở, một đầu cự hình mãng xà, từ hắc phụ bên trong hiện thân mà ra, không ngừng đang không trung vung vẩy vặn vẹo. Con cự mãng này chừng dài 50, 60 trượng. Cần phải mấy người ôm hết mới có thể phạm vi nó phẩm chất. So sánh với lúc trước công thành những cái kia cự mãng đều muốn cự lớn, không thể nghi ngờ là mãng xà bên trong vương giả. Dù là tất cả mọi người kiến thức rộng rãi, lại cũng chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy mãng xà. Ngay cả Tiêu Phàm sắc mặt đều biến đổi, thiên nhãn thần thông phía dưới, hắn thấy hết sức rõ ràng, cái này kỳ thật cũng không phải là một con mãng xà. Không đúng không đúng, đây không phải rắn, không phải mãng xà. Đây là một đầu xúc tu, chấm ngoặc kép, rất nhanh, bên cạnh hắn không ít người cũng đều thấy rõ ràng. Thân là tu sĩ cấp cao, tai mắt chi thông, hơn xa thường nhân, dù coi như không có tu luyện qua thiên nhãn thần thông, cũng có thể thấy rõ ràng. Đầu này, mãng xà, thực tế quá hiếu động, ở giữa không trung không ngừng vung vẩy vặn vẹo, không có một khắc an bình, cùng bình thường mãng xà tình trạng, khác nhau rất lớn. Nhìn kỹ lại. Vậy mà là một đầu cùng mãng xà giống nhau y hệt màu vàng sẫm xúc tu. Đây mới là Tiêu Phàm vì chi biến sắc nguyên nhân. Một đầu xúc tu, đã dài đến 50-60 trượng, số ôm phẩm chất, kia đầu quái thú này bản thể, đến cùng đến cỡ nào to lớn. Ở trung thổ giới, dù cho là trong truyền thuyết Bắc Hải cự yêu, cũng xa xa không đạt được trình độ như vậy. Vậy vẫn là truyền thuyết thần thoại mà thôi, bây giờ quái thú này, hách nhưng đã ra hiện tại trước mắt của hắn. Một trận trầm muộn gào thét thanh âm, từ trong hắc phụ truyền ra, chấn động đến từng đoàn lớn hắc phụ không ngừng cuồn cuộn, như là muốn sôi trào. Quái thú thân thể, cuối cùng từ hắc phụ bên trong hiển lộ ra. Chỉ thấy đầu quái thú này thân thể, như là một cái viên thịt, chừng một dài 200 trượng, chậm rãi từ hắc phụ bên trong chuyển ra, hành động cực kỳ chậm chạp. Từ xa nhìn lại, chính là một cái nhúc nhích màu vàng sậm núi thịt, thấy không rõ tai mũi miệng lưỡi ở nơi nào. Cái này núi thịt trên lưng mọc ra 6 con to lớn xúc tu, chính là Tiêu Phàm bọn hắn vừa mới nhìn đến. Cái này núi thịt chỉ thấy to lớn,
lại cũng không như thế nào hung ác, mà là để người nhìn 10 điểm buồn nôn. Tiêu Phàm thần niệm chi lực tụ tập, hướng về phía trước nhô ra. Nguyên bản phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thần niệm chi lực không cách nào điều tra khoảng cách xa như vậy, nhưng Tiêu Phàm thần niệm mạnh. Xa tại tầm thường cùng giai tu sĩ phía trên, nhất là từ Triệu Thiên Khuê nơi đó đạt được, vô cực thái thanh quyết, về sau, mấy tháng này Tiêu Phàm tranh thủ lúc rảnh rỗi, cũng tu luyện mấy lần, mặc dù thời gian không dài. Mà ở Thái Thanh Hoa Linh Đan, phối hợp phía dưới, đối thần niệm chi lực cường hóa, cũng có chút ít ích lợi. Không biết là trùng hợp hay là nguyên nhân khác, vô cực thái thanh quyết cùng Thái Thanh Hoa Linh Đan thế mà phối hợp phải không chê vào đâu được. Giống như bọn chúng nguyên bản là đồng nguyên, tu chân giới rất nhiều công pháp, đều có nguyên bộ đan dược. Dạng này tại lúc tu luyện có thể làm ít công to. Dưới mắt quái thú cứ việc cách đến rất xa, Tiêu Phàm thần niệm chi lực ngưng tụ thành đầu, xa xa nhô ra, vẫn có thể miễn cưỡng cảm ứng được. Cái này cự hình quái thú, trên thân lộ ra không dưới cấp 9 ma thú linh lực ba động. Mặc dù nói, cấp 9 ma thú vẻn vẹn chỉ tương đương với nhân loại kim đan hậu kỳ tu sĩ, đối với bây giờ Tiêu Phàm mà nói, hoàn toàn không tính là gì. Nhưng quái thú này khổng lồ như thế, cùng phổ thông cấp 9 ma thú khác nhau rất lớn. Ma thú thủ lĩnh giờ phút này đem quái thú này đưa đến công thành tuyến đầu, tất hữu dụng ý. Ngay sau đó, trên trăm đầu cự hình ma thú, ra bây giờ trách thú hai bên. Những này cự hình ma thú, hình dạng như là bò rừng, cao tới hơn 10 trượng, thân dài vượt qua 20 trượng, cùng cái khác ma thú tương đối mà nói, tự nhiên cũng có thể xưng to lớn vô so, nhưng đứng ở quái thú bên người, lại có vẻ 10 điểm miểu tiểu, không chút nào thu hút. Tiêu Phàm ánh mắt, rơi vào những này bò rừng cự thú trên lưng. Chỉ thấy những này cự thú trên lưng đều trở đi một cái viên cầu sắp xếp đồ vật, đen nhánh, không rõ ràng đến cùng là cái gì. Sau đó, từng đội dữ tợn mãnh ác ma thú, lại từ hắc phụ bên trong rong ruổi mà ra, đem quái thú cùng trăm dư đầu cự hình ma thú đoàn đoàn bao vây. Những ma thú này nhiều đến mấy chục ngàn, cứ việc hình thể cùng ma thú bình thường không sai biệt lắm, lại rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, đội ngũ chỉnh tề, tiến thối có thứ tự. Nhìn một cái mà biết, chính là ma thú đại quân chân chính tinh nhuệ. Mấy chục ngàn tinh nhuệ ma thú ở quái thú cùng cự hình ma thú bốn phía bao quanh tập kết, không hề nghi ngờ, là vì bảo hộ bọn chúng. Từ cái trận thế này đến xem, không thể nghi ngờ xúc tu quái thú cùng cự hình ma thú mới là công thành chủ lực. Giữ lẫn nhau hơn một tháng thời gian, ma thú rốt cục nhịn không được, xử suất bọn chúng đòn sát thủ. Bọn chúng nghĩ muốn như thế nào? Tiêu Phàm bên người tu sĩ cấp cao, cũng nhao nhao nghị luận lên. Còn không có cùng đoàn người nghị luận ra kết quả, ma thú công kích liền bắt đầu. Chỉ thấy xúc tu quái thú duỗi ra một đầu to lớn xúc tu, từ bên người bò rừng cự thú trên lưng, đem kia đen xỉ viên cầu tóm lấy, xúc tu bỗng nhiên vung mạnh, kia đường kính mấy trượng đen xỉ viên cầu tựa như đồng xuất thân như đạn pháo, vẽ ra trên không trung một đạo màu đen vết tích, gào thét lên hướng ma diễm thành phóng tới. Quái thú này vậy mà là một môn siêu cấp pháo. Tự nhiên, bây giờ ma diễm thành nhiều người như vậy. Trong đó chân chính biết cái gì gọi là pháo, chỉ có Tiêu Phàm cùng Trần Dương. Oanh, đen xỉ viên cầu đập ầm ầm bên trong ma diễm thành hộ thành lồng ánh sáng. Toàn bộ hộ thành lồng ánh sáng đều nhún nhảy một chút. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, có người lên tiếng kinh hô. Lấy viên này viên cầu lớn nhỏ, đủ để đánh giá ra nó phân lượng không nhẹ. Nặng như vậy đồ vật, bị quái thú từ địa phương xa như vậy ném qua đến, to lớn động năng thúc đẩy phía dưới, hộ thành lồng ánh sáng rất khó chống cự được. Bị nó một kích xuyên thấu, chính là đương nhiên. Nhưng mà sự thật lại một lần nữa vượt quá mọi người dự kiến. Ba, một tiếng, kia đen nhánh viên cầu tại đánh trúng vòng bảo hộ nháy mắt, đột nhiên vỡ ra, màu đen chất lỏng, từ đó vẩy ra mà ra, nhiễm tại lồng ánh sáng màu đỏ phía trên. Những này màu đen chất lỏng không biết là loại vật nào, hơi dính tại hộ thành lồng ánh sáng bên trên, liền nhanh chóng hướng tứ phương lan tràn mà ra, lồng ánh sáng phảng phất nhận trọng kích, lập tức phát ra, suy suy, thanh âm. Trở nên lúc sáng lúc tối, lộ ra cực kỳ phí sức. Trong lúc nhất thời, linh lực đại lượng trôi qua, nhất định phải lập tức từ vòng bảo hộ những phương hướng khác nhanh chóng hấp thu linh lực, mới có thể bổ sung cái này một khối linh lực sói mòn, để lồng ánh sáng trước mặt ổn định lại. Hô, viên thứ hai đen nhánh viên cầu lần nữa hướng thành trì trên không bay vụt mà tới. Nhanh, thả tên nỏ, áo bào đen thiếu niên vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát. Cờ xí vung vẩy. Trên đầu thành nhân loại giáp sĩ liên tục không ngừng mà di động cự hình sàng nỏ, đem tên nỏ nhắm ngay giữa không trung gào thét mà đến viên cầu, tiếng hò hét bên trong, mấy chục chi thật dài cự hình tên nỏ nhao nhao hướng đen nhánh viên cầu vào tới.
nhưng những này sàng nỏ nguyên vốn liền không thể dùng để chính xác đả kích, chỉ có thể phá hư mặt đất ma thú trận hình tấn công. Đây là một loại mặt đả kích vũ khí, bây giờ dùng để xạ kích cao tốc phi hành vật thể, có thể bắn chúng kia mới gọi có quỷ. Hỗn loạn tên nỏ bay qua, không hề trúng đích mục tiêu. 3. Viên thứ hai viên cầu tại lồng ánh sáng bên trên vỡ ra, càng nhiều màu đen chất lỏng vẩy ra mà ra, hộ thành lồng ánh sáng quang mang, lập tức ảm đạm một phân. Chỉ là hai viên viên cầu, vậy mà liền để to lớn hộ thành lồng ánh sáng, một khu vực lớn đều xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Hộ thành đại trận toàn bộ mở ra, Tiêu Phàm lập tức ra lệnh, toàn bộ mở ra, minh chủ, còn lại cuối cùng ba thành uy lực, là dùng đến phản kích. Áo bào đen thiếu niên lấy làm kinh hãi, bận bịu tức nhắc nhở nói. Tiêu Phàm từ tốn nói, hiện tại giữ vững thành trì mới là việc cấp bách. Phản kích chúng ta có thể dùng những biện pháp khác đến tiến hành. Chiến trường tình hình thiên biến vạn hóa, há có thể câu nệ tại thành pháp. Thật, chấm ngoặc kép, áo bào đen thiếu niên chỉ hơi một do dự, liền gật đầu, hướng sau lưng hắc ma giáo đệ tử chấp sự truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, hộ thành đại trận thập nhị trọng uy lực toàn bộ mở ra, hộ thành lồng ánh sáng nặng lại trở nên sáng lên. Thậm chí còn phát ra rất nhỏ, ong ong, vang lên thanh âm, chiếu sáng rạng rỡ, quang hoa chói mắt. Hắc phụ chỗ sâu, cự hình ma chim trên lưng, tam thủ ma lang cùng hai tên ma nữ đứng lặng, bên phải tương đối đầy đặn ma nữ hưng phấn nói, phụ thân, bọn hắn toàn lực mở ra hộ thành đại trận uy lực. Chấm ngoặc kép, tam thủ ma lang hừ lạnh một tiếng, nói, đây là tự nhiên, lại không toàn lực mở ra hộ thành đại trận, thành trì liền muốn bị công phá. Ma nữ cười nói, cứ như vậy. Bọn hắn đòn sát thủ sau cùng cũng không có tác dụng gì. Vì bảo trụ thành trì, bọn hắn khẳng định phải phái người ra khỏi thành tác chiến. Đến lúc đó, liền là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần đem thành bên trong tu sĩ cấp cao một gỗ toàn diệt, ma diễm thành lập cùng có thể phá. Tay trái tên kia dáng người thon thả thẳng tắp ma nữ khẽ nói, một gỗ toàn diệt trong thành tu sĩ cấp cao, có dễ dàng như vậy sao? Nhạc Tây Quốc mặc dù yếu nhỏ, nguyên anh tu sĩ cũng có 1-2-10 tên. Những lão gia hỏa này có thể sống đến to lớn niên kỷ, ai không phải người già thành tinh. Muốn đánh bại bọn hắn có lẽ không khó, nhưng muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, vậy liền quá không đơn giản. Hừ, ngươi vì cái gì luôn tấm người khác chí khí, diệt uy phong mình. Chỉ cần trong thành không có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, ai có thể là phụ thân đối thủ. Bọn hắn muốn thật sự là có can đảm ra khỏi thành đến tác chiến, đó chính là tự chui đầu vào lưới. Coi như không thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, chỉ muốn tiêu diệt một nửa, cũng là đủ phá tan tinh thần của bọn hắn. Bên phải ma nữ rõ ràng là cái phe lạc quan, vẫn luôn là tràn đầy tự tin. Nghe hai cái nữ nhi đấu võ mồm, lão ma sói cũng không ngăn lại, chỉ là híp lại hai mắt nhìn chằm chằm xa xa ma diễm thành, trầm giọng nói, Nhạc Tây Quốc không có hậu kỳ đại tu sĩ, đen giáo chủ ma giáo Hắc Ma Vương, cũng chỉ là một tên trung kỳ tu sĩ. Toàn bộ Nhạc Tây địa khu, hậu kỳ đại tu sĩ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái này ma diễm thành bên trong, trung kỳ tu sĩ chính là mạnh nhất. Đợi chút nữa bọn hắn nếu là quả thật ra khỏi thành tác chiến, mạnh nhất cái kia, tự nhiên để ta đến đối phó. Bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, tất cả trung kỳ tu sĩ, đều là muốn tiêu diệt mục tiêu, các ngươi muốn toàn lực ứng phó, 10 triệu không thể để cho bọn hắn chạy mất. Chỉ cần có thể đem ma diễm thành trung kỳ tu sĩ đều xử lý, bọn hắn liền rắn mất đầu. Còn lại một chút sơ kỳ tu sĩ, coi như may mắn đào thoát, cũng đã tâm vô đấu trí, trong thành cũng tất nhiên sẽ trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Không có thống soái địch nhân, dù là nhân số lại nhiều, hộ thành đại trận mạnh hơn, đó cũng là đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Lão ma mắt sói bên trong, bắn ra lăng lệ vô so hung quang. Chương 1152, phản kích bắt đầu. Một mực tỉnh táo quan chiến, từ công thành chiến đến nay chưa hề trực tiếp xuất thủ qua. Cũng chưa từng tự mình ban phát hiệu lệnh Tiêu Minh Chủ, rốt cục nâng vung tay lên, tự mình phát ra một cái truyền âm phù. Hỏa hồng phù lục trực tiếp hướng hình nửa vòng tròn hộ thành lồng ánh sáng bao phủ điểm cao nhất bắn ra. Đây cũng là ma diễm thành trên trời cao điểm cao nhất. Truyền âm phù liên tiếp hộ thành lồng ánh sáng vỡ ra, hóa thành một đóa lộng lẫy vô so to lớn pháo hoa, tại dưới bầu trời nở rộ. Ninh Khinh Ngữ cùng áo bào đen thiếu niên đều có chút giật mình nhìn qua hắn. Đây là Minh Chủ lệnh triệu tập. Từ Tiêu Phàm tự mình nắm giữ, cũng duy chỉ có hắn có quyền sử dụng. Dù coi như là Ninh Khinh Ngữ cùng áo bào đen thiếu niên, làm trợ thủ của hắn, đều không có quyền sử dụng đẳng cấp này cao nhất Minh Chủ lệnh triệu tập. Khai chiến hơn một tháng, Tiêu Phàm rốt cục tự mình phát ra lệnh triệu tập, xem ra là chuẩn bị muốn làm một vố lớn. Sau một lát,
mấy chục đạo độn quang từ trong thành các nơi bay lên, lấy tốc độ cực nhanh, hướng bên này kích xạ mà đến, nhao nhao tại thành lâu rơi xuống. Chính là trong thành cấp bậc cao nhất mười mấy tên nguyên anh tu sĩ và mấy chục tên kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng là ma diễm thành mạnh nhất chiến lực. Ma diễm thành thành lâu đủ rất rộng rãi, hơn 10 người đứng chung một chỗ, không chút nào chen chúc. Tất cả mọi người nhìn qua Tiêu Phàm, không lên tiếng. Kỳ thật cầm đánh tới mức này, đoàn người trong lòng đều nắm chắc, quyết chiến thời khắc tổng sẽ đến. Trước đó, bọn hắn những này tu sĩ cấp cao cơ hồ không có cơ hội xuất thủ, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn vĩnh viễn đừng xuất thủ. Trừ phi, quốc gia khác viện quân có thể mau chóng đuổi tới, ma thú đại quân không đánh mà lui. Nhưng kia ít nhất cũng là hơn mấy tháng chuyện sau đó. Muốn tập kết một quốc gia tu chân giới toàn bộ lực lượng, thời gian quá ngắn chỉ định không được. Tại phương diện này, tu chân giới hiệu suất xa thấp hơn nhiều phổ thông phàm tục thế giới hiệu suất. Người tu chân tự do tự tại quen, dù coi như là môn quy nhất nghiêm trọng tông môn, cũng vô pháp cùng phàm tục thế giới nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội hiệu suất đánh đồng. Lần này nếu không phải ma thú đại quân áp cảnh, Nhạc Tây Quốc đứng trước vong quốc diệt chủng nguy cơ. Chín đại ma tông cũng quả quyết không cách nào liên thủ nhất trí. Dưới mắt, công thành chiến chỉ tiến hành hơn một tháng, Tiêu Phàm liền đem bọn hắn đều triệu tập đi qua, tình hình hết sức rõ ràng, quyết chiến đã không thể tránh né. 3. Một cái đen xì viên cầu đập ầm ầm tại hộ thành lồng ánh sáng phía trên, nọc độc tứ tán vẩy ra. Dù là hộ thành đại trận đã mở ra thập nhị trọng uy lực, lồng ánh sáng vẫn như cũ một trận run rẩy, thoảng qua ảm đạm một chút. Tiêu Phàm bình tĩnh liếc nhìn một chút đứng tại mình đối diện cái này mười mấy tên tu sĩ cấp cao, chậm chậm nói, chư vị đều đã thấy, muốn giữ vững ma diễm thành, chúng ta nhất định phải làm rơi đầu quái thú này. Nếu không, hộ thành đại trận cuối cùng sẽ ngăn cản không nổi. Không người dị nghị, sự thật như thế, một mực bị động như vậy phòng ngự, hộ thành lồng ánh sáng bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Một khi hộ thành đại trận bị công phá, như vậy toàn thành thất thủ liền ở trước mắt. Đến lúc đó bọn hắn những này tu sĩ cấp cao có lẽ còn có cơ hội đào thoát, môn hạ đệ tử, người nhà thân thuộc lại toàn bộ trở thành ma thú trong bụng thức ăn ngon. Mặc dù nói người tu chân giảng cứu, lục căn thanh tịnh, nhưng mà chân chính có thể làm đến lại có mấy người. Người nhà đệ tử thảm gặp bất chắc, tuyệt đối sẽ đau nhức đoạn gan ruột, trên tâm cảnh ảnh hưởng. Khó mà đánh giá, minh chủ xin hạ lệnh, ta cùng đều nghiêm túc tuân theo. Chốc lát, Ninh Khinh Ngữ hai tay ôm quyền thi lễ. Chậm rãi nói, ngữ khí kiên định. Trừ Tiêu Phàm bên ngoài, nàng là duy nhất nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Nàng cái thứ nhất tỏ thái độ, đối đám người này ảnh hưởng là không cần nói cũng biết. Mấy tháng trước đó, Ninh Khinh Ngữ vừa mới rút lui đến ma diễm thành thời điểm, không ít người đều tận mắt thấy qua nàng bản thân bị trọng thương, khí tức suy yếu bộ dáng. Bây giờ ngắn ngủi thời gian mấy tháng quá khứ, Ninh Khinh Ngữ đã vết thương cũ tận càng, khôi phục như lúc ban đầu, thần hoàn khí túc, cực kỳ cường đại. Mọi người đều biết, chữa thương cho nàng chính là Tiêu Phàm. Kim Châu thành một đời y thánh, danh bất hư truyền. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, đánh hơn một tháng, cao giai ma thú rất ít hiện thân, đến cùng có bao nhiêu hóa hình kỳ trở lên ma thú, chúng ta ai cũng không rõ ràng. Bởi vậy chúng ta lần này xuất chiến mục đích, chính là đầu quái thú kia. Chỉ cần đem quái thú đánh chết, lập tức trở về trong thành, quyết không thể ham chiến. Nếu không, một khi lâm vào cao giai ma thú trong vòng vây, liền sẽ rất phiền phức. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Cho nên, lần này ta cần mấy vị tốc độ bay nhanh, sở tu công pháp cực kỳ bá đạo đạo hữu bồi ta đi ra chiến. Ta phụ trách đối phó đầu quái thú kia, mấy vị khác đạo hữu phụ trách hiểm hộ ta. Đối đây, tất cả mọi người không có dị nghị. Minh chủ tự mình xung phong, ai còn có lại nói. Huống chi, Tiêu Phàm nguyên vốn có thể cao chạy xa bay, trận đại chiến này cùng hắn không hề quan hệ. Hắn lại chủ động lưu lại. Cha đạo hữu, lang đạo hữu, đường cắt bạn, các ngươi mấy vị đợi chút nữa cùng ta đi ra chiến. Tiêu Phàm cũng không khách khí, lập tức liền điểm 6 người danh tự, đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Áo bào đen thiếu niên cùng Hỗn Nguyên Tông chấm mặt lão giả, cùng Hắc Sa Môn Cát lão quái, đều trên bảng nổi danh. Bị điểm tên mấy vị này, tự nhiên là lão đại không tình nguyện. Như là Tiêu Phàm lời nói, đánh hơn một tháng, cao giai ma thú rất ít hiện thân, hóa hình kỳ ma thú có bao nhiêu. Ai cũng không rõ ràng. Nhưng tổng ma thú đại quân quy mô đến xem, hóa hình kỳ ma thú chí ít cũng có 2-30 vị nhiều, làm không tốt trong đó có hóa hình hậu kỳ ma thú. 7 người ra khỏi thành tác chiến, thực tế là giữ nhiều lành ít. Chỉ bất quá, lại ai cũng không dám đưa ra dị nghị. Lúc này, mặc kệ lấy loại lý do nào cự tuyệt xuất chiến,
đều là trực tiếp khiêu chiến Tiêu Phàm quyền uy, chỉ sợ lập tức liền sẽ có bất trắc mà lo lắng. Tiêu Phàm trước mặt mọi người diệt sát Hắc Ma Vương thời điểm, thế nhưng là không chút nào nương tay. Tiêu đạo hữu, chấm ngoặc kép, Ninh Khinh Ngữ song mi nhào, đột kích đội, trong danh sách vậy mà không có tên của nàng. Nàng thế nhưng là ma diễm thành bên trong trừ Tiêu Phàm bên ngoài một vị duy nhất Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Mà Tiêu Phàm điểm tên chỉ họ đi ra chiến 6 tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, liền không có một cái cùng Tiêu Phàm là chân chính thân cận. Đến trong ma thú đại quân, 6 người này là có hay không có thể toàn lực ứng phó hộ vệ Tiêu Phàm an toàn, thực tế rất có vấn đề. Tiêu Phàm hướng nàng nhẹ gật đầu, nói, Ninh đạo hữu, hai chúng ta, không thể đồng loạt ra khỏi thành, nhất định phải có một người lưu ở trong thành. Vạn nhất sự có không hài, trong thành không thể thiếu thống soái. Lập tức đem Ninh Khinh Ngữ phía sau lời nói đều chắn trở về. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Phàm điểm mấy người kia, nhất là áo bào đen thiếu niên cùng Hỗn Nguyên Tông lang lão quái, đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bên trong cường đại nhất, đã đạt đến tại Nguyên Anh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá bình cảnh, đặt chân trung kỳ lĩnh vực. Tiêu Phàm đem bọn hắn đều mang ra thành đi, không nhưng bởi vì bọn hắn chiến lực mạnh nhất, có hy vọng nhất còn sống trở về, cũng là vì Ninh Khinh Ngữ thanh trừ, không ổn định, nhân tố, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, không có mấy người này cản tay, Ninh Khinh Ngữ vẫn có thể rất tốt trưởng khống trong thành cục diện, không đến mức làm cho thành phòng triệt để sụp đổ. Tiêu Phàm lập tức lại phân phó nói, bất quá, ta cần Ninh đạo hữu xuất Thiên Thai Tông các đệ tử phụ trách tiếp ứng chúng ta về thành. Thiên Thai Tông kiếm trận, uy chấn nhạc Tây Quốc, cực kỳ nổi danh. Lần này xuất chiến, bất kể có hay không thuận lợi diệt sát quái thú, Tiêu Phàm bọn hắn về thành thời điểm, tất nhiên sẽ có đại lượng cao giai ma thú thừa cơ đánh lén mà tới, trong thành nhất định phải có người tiếp ứng, bọn hắn mới có thể thuận lợi thoát khỏi truy sát. Lúc này, đơn đả độc đấu năng lực siêu quần Nguyên Anh tu sĩ, còn không bằng chỉnh thể nghiêm chỉnh huấn luyện Thiên Thai Tông đệ tử bày ra kiếm trận. Kiếm trận đặc điểm lớn nhất chính là dày đặc, dù là đối phương tu luyện công pháp lại bá đạo, cũng rất khó một kích phá mở, làm đoạn hậu tiếp ứng, thích hợp nhất. Vâng, tuân mệnh, Ninh Khinh Ngữ cũng là trải qua chiến trận, lập tức liền hiểu được, khom người làm lễ, quy củ thủ đến 10 phần. Chỉ sợ sẽ là Hắc Ma Vương tại ngày, Ninh Khinh Ngữ cũng không sẽ như thế phối hợp hắn. Tiêu Phàm ánh mắt lại chậm rãi tại áo bào đen thiếu niên, chấm mặt lão giả, Cát lão quái đám người trên mặt một quét qua, trầm giọng nói, chư vị, đợi chút nữa ra khỏi thành về sau, mời một mực ghi nhớ mục tiêu của chúng ta. Ta xuất thủ diệt sát quái thú, chư vị bảo hộ an toàn của ta. Xâm nhập trong ma thú đại quân, bất kỳ người nào sơ hở, đối tất cả mọi người là chí mạng. Chúng ta chỉ có xuất thủ một kích cơ hội, sau một kích, mặc kệ quái thú có hay không diệt sát, chúng ta đều muốn lập tức trở về trong thành. Chư vị đều nhớ không? Tại hắn bình tĩnh lại giấu giếm sắc bén mắt dưới ánh sáng, áo bào đen thiếu niên, chấm mặt lão giả, Cát lão quái bọn người đều trong lòng run lên, ôm quyền lĩnh mệnh. Quái thú tiến công vẫn còn tiếp tục, hắc phụ cuồn cuộn. Càng nhiều ma thú bắt đầu chậm chậm hướng ma diễm thành tới gần. Không hề nghi ngờ, bọn chúng đang chờ đợi hộ thành đại trận mất đi hiệu lực. Một khi hộ thành lồng ánh sáng triệt để sụp đổ, bọn chúng sẽ ngay lập tức hướng vào thành bên trong, tận hứng giết chóc. Đúng lúc này, trong thành vang lên, đông đông đông, tiếng trống, trên trăm mặt ra châu trống to ầm vang rung động, âm thanh chấn khắp nơi. Ngay tại hướng tường thành chậm rãi tới gần ma thú đại quân không khỏi ngừng lại. Vô số ma thú ngẩng đầu, hướng trong thành nhìn quanh. Trong thành sẽ không vô duyên vô cớ nổi trống. Hộ thành lồng ánh sáng càng thêm diễm lệ, phóng xạ ra cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ, vô số đạo tia chớp màu đỏ, tại lồng ánh sáng phía trên thoáng hiện, không ngừng hướng lồng ánh sáng đỉnh cao nhất điểm trung tâm hội tụ mà đi. Vẫn luôn chỉ thủ không công hộ thành lồng ánh sáng, bỗng nhiên áp lực đại tăng, khí tức bức nhân. Rất tốt, rốt cục muốn bắt đầu phản kích, nơi xa trong hắc phụ. Cự hình ma chim trên lưng tam thủ ma lang lạnh lùng nói, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Bên phải đầy đặn ma nữ cười hắc hắc, nói, đúng vậy a, rốt cục không chịu nổi tính tình, muốn phản kích. Xem ra trong thành tài nguyên sắp sửa hao hết, đợi không được viện quân đại tập thời điểm. Tổng thể đến nói, ma thú đại quân tại toàn bộ nhạc Tây địa khu, không chiếm mảy may ưu thế, bọn chúng nhất định phải mau chóng đánh hạ ma diễm thành, lại đem tòa này nhạc Tây quốc đô thành kinh doanh thành vững chắc cứ điểm. Mới có thể đối kháng sau đó mà nhân loại tới đại quân. Bằng không, đại quân loài người lại muốn lấy ma diễm thành làm cứ điểm, hướng bọn chúng quy mô tiến công, đem bọn hắn bước về lệ thú sơn mạch hang ổ. Mà lại, lần này ngay cả lệ thú sơn mạch đều không thể lại cho chúng nó cung cấp hữu hiệu che chở, đại quân loài người nhất định sẽ mượn cơ hội này,
nhất cử đem Lệ Thú Sơn mạch san bằng, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhạc Tây địa khu cùng Nam Châu đại lục ở giữa thiên nhiên chướng ngại, sẽ không tồn tại nữa. Truyền lệnh, để các huynh đệ đều chuẩn bị sẵn sàng. Lão ma sói chậm rãi nói, cái cổ hai bên hai viên đầu sói đồng thời mở mắt. Vâng, phụ thân, đầy đặn ma nữ Kiều Thanh đáp, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Chương 1153, rơi vào trong vòng vây. Hộ thành lồng ánh sáng bên trên lấp lánh màu đỏ lôi điện, rốt cục hội tụ thành đoàn, hóa vì một cái cao tới trăm trượng cự nhân, tại ma diễm thành trên không đỉnh thiên lập địa. Người khổng lồ này diện mục mơ hồ, đầu có hai sừng, nghiễm nhiên trong truyền thuyết ma vương. Trong thành tất cả mọi người đình chỉ động tác trong tay, đồng loạt hướng cái này màu đỏ lôi điện hội tụ mà thành cự nhân nhìn lại, từng cái trợn mắt hốc mồm. Cứ việc trong đó không ít người tại ma diễm thành ở lại cả một đời, loại này hùng vĩ cảnh tượng, hay là lần đầu nhìn thấy. Ngay cả hắc ma giáo trưởng lão, trực tiếp trưởng khống hộ thành đại trận các đệ tử, cũng giống vậy nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là lần đầu đem hộ thành đại trận uy có thể phát huy đến cực hạn. Lắp đặt tại trận cước bên trong vô số linh thạch, đang lấy đáng sợ tốc độ cực nhanh tiêu hao linh lực, chỉ cần một lát quang cảnh, những linh thạch này linh lực liền sẽ bị đại trận hấp thu hầu như không còn. Thực tế nghĩ không ra, đem hộ thành đại trận uy lực phát huy đến cực hạn về sau, sẽ xuất hiện dạng này dị tượng. Thậm chí liên thành bên ngoài ma thú đều nhìn ngốc, giống, màu đỏ lôi điện ma quân ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh chấn thương khung, lập tức thân thể dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo lóa mắt hồng sắc thiểm điện, một tiếng ầm vang, hướng ngoài thành vô cùng vô tận ma thú quét ngang mà đi. Trong chốc lát, tiếng hét thảm đột khởi, hồng sắc thiểm điện những nơi đi qua, tất cả ma thú đều hóa thành cho tàn, không có bất kỳ cái gì ma thú có thể may mắn thoát khỏi. Cự hình pháp trận uy lực, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Đầu kia xúc tu quái thú nhưng lại không bị hồng sắc thiểm điện uy lực hù sợ, ngược lại bị triệt để chọc giận, đồng thời vung vẩy sáu đầu xúc tu, nắm lên sáu cái đen nhánh viên cầu, hung hăng hướng hồng sắc thiểm điện ném qua. Nguyên bản đối hộ thành lồng ánh sáng rất có khắc chế chi lực màu đen chất lỏng vẩy ra, lại đối hồng sắc thiểm điện không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hồng sắc thiểm điện vẫn như cũ lấy cố hữu tốc độ hướng về phía trước càn quét, phàm là không kịp đào tẩu ma thú đều bị diệt giết không còn một mống. Hồng sắc thiểm điện uy lực, để trong thành mọi người thấy líu lưỡi không thôi. Nam trưởng lão đứng tại Ninh Khinh Ngữ bên người, thấp giọng nói, sớm biết hộ thành đại trận uy lực kinh người như vậy. Tiêu đạo hữu cũng không cần phải mạo hiểm, tả hữu chỉ bất quá dùng nhiều hao chút linh thạch. Có thể lấy linh thạch đến giải quyết vấn đề, kia đều không phải sự tình, tuyệt đối không đáng Tiêu Phàm tự mình ra khỏi thành mạo hiểm. Ninh Khinh Ngữ lắc đầu, thấp giọng nói, người đem việc này thấy quá đơn giản, hộ thành đại trận cố nhiên uy lực kinh người, nhưng cũng có mức cực hạn. Quái thú kia vừa lúc đang thiểm điện uy lực bao trùm bên ngoài. Mà lại, cái này không chỉ là vấn đề linh thạch, hộ thành đại trận không có khả năng thời thời khắc khắc mở ra đến thập nhị trọng uy năng, dù coi như đại trận lại thần diệu. Cũng là tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Dạng này uy lực to lớn công kích, đại trận cũng tuyệt không phải tùy thời đều có thể phát ra. Cái này sau một kích, cũng không biết muốn khoảng cách bao lâu, mới có thể khởi xướng lần công kích thứ hai. Chúng ta đợi không được, ma thú sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy thở ra hơi. Ngay tại hồng sắc thiểm điện quét ngang ma thú thời điểm. Bảy đạo nhân ảnh thần không biết quỷ không hay chui ra hộ thành lồng ánh sáng, sát mặt đất. Mượn nhờ hồng sắc thiểm điện làm vị yểm hộ, cực nhanh hướng xúc tu quái thú bay đi, chính là Tiêu Phàm bọn người. Không tiếc hao tổn đại trận căn bản, để hộ thành đại trận dốc hết toàn lực phát động công kích, cũng là Tiêu Phàm ra lệnh. Muốn đối xúc tu quái thú nhất kích tất sát, nhất định phải tận lực ẩn nấp tiếp cận nó, tại cái khác ma thú chưa lấy lại tinh thần thời điểm. Sự tình liền đã xong xuôi, hồng sắc thiểm điện uy lực tuy mạnh, kéo dài thời gian lại ngắn. Sau một lát, liền đã uy năng hao hết. Tiêu tán thành vô hình. Nguyên bản chiếu sáng dạng giữa hộ thành lồng ánh sáng gào thét một tiếng, bỗng nhiên trở nên ảm đạm vô so. Tựa như lúc nào cũng sẽ tán loạn biến mất, rốt cuộc không còn tồn tại. Một kích này, cơ hồ đem hộ thành đại trận tất cả linh lực đều rút ra chống không. Được ăn cả ngã về không hậu quả, thường thường đều rất nghiêm trọng. Ngay tại hồng sắc thiểm điện biến mất nháy mắt, một bóng người bỗng nhiên từ thiểm điện phía dưới bắn ra, một tiếng cao vút bén nhọn chim hót, thẳng lên cửu trùng. Một đạo ngân rực lôi bằng hư ảnh tại Tiêu Phàm trên lưng nổi lên, lập tức vừa ẩn mà không, chui vào Tiêu Phàm thể nội, không gặp tung tích. Tiêu Phàm toàn thân lôi điện lấp lánh, hóa thân thành một cái điện nhân. Điện nhân tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh ra,
lôi quang tháp bắn ra, đón gió căng phồng lên, đảo mắt hóa thành cao mấy trượng thấp, hồ quang điện lượn lờ, một cái to lớn lôi cầu, lập tức tại lôi quang tháp dưới đáy ngưng tụ mà ra. Một cỗ khiến cho mọi người đều kinh hồn táng đảm khủng bố lôi điện khí tức, trong chốc lát ép tới xung quanh tất cả ma thú đều không ngẩng đầu được lên. Nguyên bản đối hết thảy đều không thèm để ý chút nào xúc tu quái thú, tựa hồ cũng bị cái này khí tức kinh khủng chấn nhiếp, sáu con xúc tu ở giữa không trung loạn vung loạn vũ, to lớn núi thịt thân thể, chậm rãi hướng phía sau lui bước. Phảng phất nó cũng cảm nhận được khí tức tử vong, mặc dù xuyên từ ngân dực lôi bằng thần thông sấm sét, cũng không phải là chuyên môn khắc chế ma đạo đến dương thần lôi, bản thân liền mang theo ba phân tà khí. Nhưng lôi điện chi lực, vẫn như cũ là diệt sát ma thú mạnh nhất lợi khí, chí ít là một trong. Tiêu Phàm không chút do dự liền kích phát ngân dực lôi bằng huyết mạch, nháy mắt đem lôi quang tháp uy có thể phát huy đến cực hạn. Lấy quái thú này kim đan hậu kỳ cảnh giới, Tiêu Phàm nguyên bản không tất yếu dạng này toàn lực ứng phó. Chi như vậy, kỳ thật không chỉ là vì đối phó quái thú, mà là ngăn cản những người khác viện thủ. Phải tất yếu làm được nhất kích tất sát, hắn nhưng là biết rất rõ, ma thú đại quân là từ tam thủ ma lang dạng này hóa hình hậu kỳ ma thú thống soái. Cái này xúc tu quái thú nếu là ma thú đòn sát thủ, tam thủ ma lang chịu chắc chắn lúc phụ cận, vì quái thú này hộ giá hộ tống. Nói cách khác, Tiêu Phàm chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Một kích này giết không được xúc tu quái thú, liền sẽ không còn cơ hội thứ hai. Nhưng Tiêu Phàm hay là đánh giá thấp hóa hình hậu kỳ ma thú bản sự. Ngay tại lôi cầu ngưng tụ thành hình, muốn ầm vang bạo liệt nháy mắt, một cơn gió lớn tịch đi lên, đảo mắt hóa làm một con hơn 10 trượng lớn nhỏ màu đen cự thủ, một trường quét tới. Cái này màu đen cự thủ cố nhiên là pháp thuật huyễn hóa thành hình, lại uyển như thực thể, bỗng nhiên liền đến phụ cận. Vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu, cái cự thủ này mục tiêu không phải lôi quang tháp, cũng không phải phía dưới xúc tu quái thú, mà là kia bạo ngược vô so, như là như vạc nước phẩm chất, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy ngân sắc lôi hồ. Lôi quang tháp uy có thể phát huy đến loại trình độ này, dù coi như là hóa hình hậu kỳ ma thú, kỳ thật cũng không có khả năng cứng rắn chống đỡ đạo này mang theo lực lượng hủy diệt hồ quang điện. Đối điểm này, lão ma sói rất thanh tỉnh, màu đen cự thủ cùng ngân sắc lôi hồ tiếp xúc, chỉ thoảng qua ngăn cản một chút, giây lát ở giữa liền từng mảnh vỡ vụn ra, hóa thành vô số hắc vụ, tan ra bốn phía. Nhìn qua, lão ma sói chính là làm vô dụng công. Nhưng mà ngoài dự liệu chính là, cái kia có thể hủy diệt hết thảy ngân sắc hồ quang điện, lại bị mang lệch phương hướng, từ xúc tu quái thú bên người một kích mà xuống, đem bên cạnh một đầu bò rừng cự thú đánh cho ngay cả cặn cũng không còn, tiện thể lấy tại mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn, sâu đạt hơn 10 trượng. Xúc tu quái thú vẻn vẹn chỉ là nhận lôi điện chi lực tác động đến, cũng ra chóc thịt bong, máu đen giống như thủy triều phun ra ngoài. Bất quá tương đối nó như là sơn phong thân thể to lớn mà nói, dạng này bị thương ngoài ra, chỉ là một bữa ăn sáng, quyết không đến mức thương cân động cốt. Một đạo tráng kiện thân ảnh khôi ngô, tại hắc phụ bên trong hiển hiện ra, cái cổ ở giữa hai viên đầu sói lộ ra phá lệ chú mục. Là ngươi, cái này khả năng không lớn đi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tiêu Phàm một khắc này, dù là tam thủ ma lang nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cũng có chút không dám tin, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, tựa hồ nghĩ từ trên mặt hắn nhìn ra một đóa hoa tới. Cũng không trách lão ma sói giật mình, là tại là có chút khó tin. Tại thương khung núi thế giới ngầm, hắn thấy tận mắt Tiêu Phàm, cũng cảm nhận được Tiêu Phàm tu vi, chỉ có kim đan hậu kỳ cảnh giới, mặc dù so tuyệt đại đa số kim đan hậu kỳ tu sĩ đều cường đại hơn, chỉ kém nửa bước liền muốn bước vào nguyên anh kỳ. Nhưng kim đan kỳ chính là kim đan kỳ, điểm này đãi không thể nghi ngờ hỏi. Từ khi đó đến bây giờ, cũng liền hơn 10 năm thời gian, làm sao họ Tiêu này tiểu tử, chỉ một cái liền lẻn đến nguyên anh trung kỳ. Lão ma sói biết mình tuyệt sẽ không nhìn lầm. Vô luận là năm đó kim đan kỳ tiểu bối, hay là trước mắt nguyên anh trung kỳ cao thủ, tuyệt đối là cùng một người. Khí tức kia không sai. Thân là ma thú, lão ma sói giác quan xa so với nhân loại phải cường đại hơn nhiều. Nếu như ngay cả cái này đều có thể nhìn lầm, hắn còn có thể là hóa hình hậu kỳ ma thú sao? Càng như vậy, lão ma sói càng là khó có thể tin. Mặc dù nói, nhân loại tu sĩ tiến giai thời gian xa so thú loại muốn ngắn, bởi vì bọn hắn thọ nguyên rất ngắn. Nhưng 10 năm thời gian ngay cả tiến vào hai cái bậc thang, tuyệt không có đạo lý này. Họ Tiêu này không biết là đạt được loại nào nghịch thiên kỳ ngộ, mới có nghịch thiên như vậy kỳ tích phát sinh. Vừa nghĩ đến đây, lão ma mắt sói bên trong lập tức bắn ra cực độ ánh mắt tham lam. Nếu như Tiêu Phàm là bởi vì nuốt cái gì nghịch thiên kỳ dược mới vượt cấp tiến giai, như vậy vẻn vẹn chỉ mới qua tầm 10 năm thời gian,
cái này kỳ dược dược lực khẳng định còn có không ít lưu lại tại huyết nhục của hắn kinh mạch bên trong, chỉ cần mình bắt hắn lại, một ngụm nuốt xuống, chậm rãi tiêu hóa, chẳng phải là hưởng thụ vô tận. Tiểu tử này nếu là chết trốn ở ma diễm thành bên trong không lộ diện, cũng liền thôi, ai ngờ cũng dám từ trong thành chạy đến, ba ba chạy đến trước mắt hắn đi tìm cái chết, quả thực là thật là khéo. Lão ma sói nhịn không được hưng phấn trong lòng chi tình, ngửa mặt lên trời cười lên ha hả. Cái cổ ở giữa hai viên đầu sói, thì đồng thời phát ra ngao ô sói chu thanh âm, cùng tiếng cuồng tiếu hỗn hợp lại cùng nhau, muốn bao nhiêu khiếp người liền có bao nhiêu khiếp người. Tiêu Phàm tự nhiên biết tam thủ ma lang suy nghĩ cái gì, nâng tay khẽ vẫy, thu hồi lôi quang tháp, nhàn nhạt nhìn xem lão ma sói, không rên một tiếng. Lúc này, Tiêu Phàm bên người đã vang lên hô quát tiếng đánh nhau. Sớm đã mai phục ở phụ cận đây nhóm lớn cao giai ma thú chen chúc mà ra, đem áo bào đen thiếu niên, chấm mặt lão giả, cát lão quái bọn người bao bọc vây quanh, một chút gấp gáp ma thú không đợi lão ma sói phân phó, liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Cần biết nhân loại nguyên anh tu sĩ nguyên anh cùng huyết nhục, đối ma thú mà nói, đều là đại bổ chi vật. Nhanh lên đem mấy người này loại tu sĩ xử lý, nuốt vào bụng đi là đứng đắn. Tiêu Phàm nhìn không chớp mắt, đối này không chút nào để ý. Những người này không có chỗ nào mà không phải là thành tinh lão quái vật, ai đều không phải đèn đã cạn dầu, trong lúc này, khẳng định là tận hết sức lực, tuyệt chiêu ra hết. Mình không cần phải đi quản bọn họ, tự nhiên, áo bào đen thiếu niên bọn người cũng sẽ không lại ngoảnh đầu vừa đến Tiêu Minh chủ. Lúc này, hay là mình mạng sống quan trọng. Chương 1154, luyện thể thần thông. Quanh người hô quát tiếng đánh nhau, càng ngày càng kịch liệt. Áo bào đen thiếu niên, lang lão quái cát lão quái bọn người, trong khoảnh khắc liền lâm vào trùng vây, mỗi người chí ít đều bị hai tên trở lên hóa hình ma thú hợp kích, trong đó thậm chí còn có hai tên hóa hình trung kỳ trở lên tu vi ma thú. Bất quá một lát liền có người phát ra kêu rên, hiển nhưng đã thụ thương. Tiêu Phàm bất động, lão ma sói cũng bất động, cũng không có cái khác ma thú đối Tiêu Phàm xuất thủ, tựa hồ tất cả mọi người ngầm thừa nhận, cái này nhân loại tu sĩ về lão ma sói, tất cả ai cũng không cho phép tranh đoạt. Về phần hỗ trợ, kia là khẳng định không cần. Hóa hình hậu kỳ ma thú đối phó chỉ là một tên trong nhân loại kỳ tu sĩ, còn cần người khác giúp đỡ, đây không phải là trò cười à. Lão ma sói nhưng gánh không nổi người này. Lần lượt lại có mấy tiếng kêu đau đớn truyền đến, cơ hồ mỗi một tên nhân loại tu sĩ đều thụ thương. Tiêu Phàm rốt cục động, thân thể nhoáng một cái, nhanh như thiểm điện phía bên phải bên cạnh kích bắn đi, tại phương hướng kia, áo bào đen thiếu niên đang cùng hai tên ma thú kịch chiến. Vây công hắn hai tên ma thú bên trong, liền có một đầu là hóa hình trung kỳ tiêu chuẩn. Còn có một đầu hóa hình trung kỳ ma thú, thì tại công kích Hỗn Nguyên Tông lang lão quái. Đoàn nhân loại tu sĩ, trừ Tiêu Phàm bên ngoài, chính là áo bào đen thiếu niên cùng lang lão quái tu vi cao nhất, bởi vậy cũng nhận được đặc biệt, chiếu cố. Tay lật một phen, thanh sáng lóng lánh, Tiêu Phàm trong tay đã cầm bản mệnh vảy rồng kiếm, trong chớp nhoáng liền đến vây công áo bào đen thiếu niên tên kia hóa hình trung kỳ ma thú bên người. Không nói hai lời, một kiếm bổ xuống. Kia ma thú rốt cuộc không nghĩ tới đang cùng tam thủ ma lang rằng có Tiêu Phàm sẽ bỗng nhiên đối với mình phát động công kích, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc cấp bách không kịp nghĩ kỹ, giơ lên trong tay binh khí, liền nghênh đón tiếp lấy. Răng rác, binh khí tương giao, vảy rồng kiếm bỗng nhiên vỡ ra. Hóa thành 12 phiến bản mệnh vảy rồng, bỗng nhiên hướng phụ cận mấy tên cao giai ma thú kích bắn đi. Xem chiêu, cùng lúc đó, Tiêu Phàm một tiếng quát lớn, tay trái xoay chuyển, một chưởng hướng na hóa hình trung kỳ ma thú mãnh kích quá khứ. Cuồng phong gào thét, cát đá bay dương. Đến hay lắm, thấy cái này thanh tú nhân loại tu sĩ lại muốn cùng mình cận thân vật lộn. Hóa hình trung kỳ ma thú vừa tức giận vừa buồn cười, tự nhiên không sợ hãi chút nào, lông xù cự trưởng vung lên, liền nghênh kích mà lên. Khớp xương một trận, lốp bốp, bạo hưởng, chỉ ở trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền kích phát kim cương thiết cốt thần thông. Thi triển ra, long tượng nặng tay. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng khổng lồ, bộc phát ra. Kia ma thú dù coi như đã đạt đến tại hóa hình trung kỳ, cùng Tiêu Phàm cảnh giới tương đương, giờ khắc này cũng cảm thấy như là Thái Sơn áp đỉnh, ngay cả khí đều không kịp thở. Cẩn thận, vốn chỉ là bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy tam thủ ma lang sắc mặt biến hóa. Quát khẽ một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, thân thể như mũi tên, hướng bên này kích xạ mà tới. Hắn tự nhiên nhìn ra được, bởi vì là cận thân vật lộn, lấy cứng trọi cứng. Kia hóa hình trung kỳ ma thú liền có chút chủ quan, không có đem hết toàn lực. Đợi đến phát hiện tình hình không đúng, lại nghĩ toàn lực chống đỡ, lại nơi nào còn kịp. Oanh,
một tiếng vang thật lớn. Hóa hình trung kỳ ma thú kêu thảm một tiếng, thân hình khổng lồ như là diều bị đứt dây, hướng nơi xa bay nhanh mà đi, thân thể còn tại không trung, đã há mồm phun ra mấy miệng đen xì ma huyết, vậy mà chỉ trong một chiêu liền đã bị trọng thương. Khi Long Tượng nặng tay thì triển đi ra thời điểm, đã cùng bốn cỗ huyết ma trùng hợp ngẫu nhiên thể đen ma vương đều ngăn cản không nổi, ma thú này cố nhiên hữu hóa hình trung kỳ tu vi, nhưng cũng chưa đạt đến tại trung kỳ trạng thái đỉnh phong, so sánh với hợp thể sau hắc ma vương vẫn là rất có không bằng, lại là vội vàng nghênh địch, tự nhiên là giao thủ một cái liền là trọng thương. Mà bay bắn đi ra 12 chuôi bản mệnh vảy rồng đoản kiếm, cũng đem mấy tên hóa hình ma thú giết đến luống cuống tay chân, hai tên ma thú vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí còn bị vảy rồng kiếm thương đến da thịt, tung xuống một chút ma huyết. Mặc dù thụ thương không nặng, nhưng cũng đem cái này mấy tên ma thú đánh nổi trận lôi đình. Cái này nhân loại tu sĩ cũng quá trương cuồng, tại trùng điệp trong vòng vây, lại còn dám lấy một địch nhiều, hướng bọn hắn một đống người phát động tập kích. Quả thực phách lối, một chưởng đánh bay hóa hình trung kỳ ma thú, Tiêu Phàm tay khẽ vẫy, đem 12 chuôi bản mệnh vảy rồng kiếm thu hồi lại, đồng thời dưới chân không ngừng chút nào, hướng giữa không trung bay vụt mà lên, bờ môi khinh động, hướng áo bào đen thiếu niên bọn người truyền âm kêu lên, chia ra rút lui, không muốn vào thành, dẫn ra những ma thú này, càng xa càng tốt. Chấm ngoặc kép, kỳ thật căn bản liền khỏi phải hắn phân phó, mấy cái này ai đều không phải hạng người ngu dốt, mắt thấy trước mặt ma thú bị Tiêu Phàm vảy rồng kiếm bước lui, lúc này không cần suy nghĩ, dưới chân độn quang tăng vọt, thân thể nhoáng một cái, liền các thi tuyệt chiêu, phi độn mà đi. Vừa nghe đến Tiêu Phàm truyền âm, ngược lại cũng phối hợp, không có người nào trở về ma diễm thành bên trong, mà là càng thành mà qua, về phía chân trời bay nhanh mà đi. Nơi này dù sao cũng là Nhạc Tây Quốc địa bàn, bọn hắn thích hợp kính hết sức quen thuộc, biết những địa phương kia thích hợp ẩn nấp, hất ra đối thủ. Nếu thật là trở về trong thành, vạn nhất ở ngoài thành hơi một trì hoãn, lại bị những ma thú này cuốn lấy, chỉ sợ liền đi không nổi. Tiểu tử, ngươi rất giảo hoạt. Tam thủ ma lang một mực tiếp cận Tiêu Phàm, như bóng với hình đuổi theo, cười lạnh nói. Mặc dù bị Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị trọng thương một tên hóa hình trung kỳ ma thú, nhưng tổng thể đến nói, ma thú hay là đại chiếm thượng phong, lão ma sói mảy may cũng không thèm để ý. Tiêu Phàm lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói hai lời, trên lưng ngân dực lôi bằng hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thân thể nhanh như thiểm điện về phía chân trời kích bắn đi, tốc độ bay nhanh chóng, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Tiêu Phàm còn tại Nguyên Anh sơ kỳ thời điểm, kích phát ngân dực lôi bằng huyết mạch, tốc độ bay liền không ở bình thường trung kỳ tu sĩ phía dưới, bây giờ đã tiến giai trung kỳ, toàn lực thi triển, tốc độ bay càng là nhanh đến để người mức độ khó mà tin nổi. Liên lão ma lang giật nảy mình, có chút không tưởng được. Hảo tiểu tử, chạy thật đúng là nhanh, bất quá bằng dạng này độn thuật, liền nghĩ tại tay ta ngọn nguồn chạy thoát, kia là mơ mộng hão huyền. Lão ma sói hừ lạnh một tiếng, to lớn ma thân lăn khỏi chỗ. Hóa thành một cỗ màu xanh cuồng phong, hướng về Tiêu Phàm đào tẩu phương hướng, phấn khởi mau chóng đuổi. Đi thủ lĩnh, bị đột nhiên tập kích ma thú đại quân loạn thành một bầy, ngay cả xúc tu quái thú công kích từ xa đều tạm thời ngừng lại, một chút cấp bậc hơi cao ma thú không ngừng lớn tiếng hô quát, ý đồ một lần nữa sắp xếp như ý xây dựng chế độ. Đúng lúc này, lại có 7-8 danh nhân loại tu sĩ cấp cao, từ ma diễm thành trên cổng thành phi độn mà ra, hướng xúc tu quái thú kích xạ mà đến. Đi đầu tên kia búi tóc kéo cao cung trang mỹ nữ, chính là Ninh Khinh Ngữ. Cái này vốn là Tiêu Phàm ra khỏi thành trước đó, thương lượng với nàng tốt chuẩn bị ở sau. Một khi Tiêu Phàm bọn người xuất kích chưa có thể đắc thủ, liền là nghĩ cách đem xúc tu quái thú phụ cận cao giai ma thú đều dẫn đi, điệu hổ ly sơn, Ninh Khinh Ngữ lập tức tổ chức lần công kích thứ hai. Chỉ cần tiêu diệt đầu này xúc tu quái thú, ma thú đại quân liền không có cự ly xa công thành lợi khí, chỉ có thể kiến phụ trèo lên thành. Trong thành đóng giữ quân đội, liền có thể cho phép đại lượng sát thương. Mỗi nhiều kiên trì một ngày, liền vì viện quân tập kết tranh thủ đến nhiều thời gian một ngày, thắng lợi thiên bình liền hướng nhân loại bên này nghiêng một điểm. Ninh Khinh Ngữ bọn người tốc độ bay cực nhanh, qua trong giây lát liền đến xúc tu quái thú trên không, Ninh Khinh Ngữ cổ tay khẽ đảo, một thanh hàn lóng lánh lợi kiếm nổi lên, liền muốn xuất thủ. Hừ, phụ thân quả nhiên liệu sự như thần, đã sớm biết các ngươi sẽ đem chiêu này ra. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một trận hắc vụ lăn lộn, hai tên tai nhọn nhọn, còn mọc ra từng tia nhung mao ma nữ hiện thân ra, lạnh lùng tiếp cận Ninh Khinh Ngữ, bên phải tên kia tương đối đầy đặn ma nữ phát ra lạc lạc yêu kiều cười thanh âm, trong giọng nói có chút đắc ý. Hắc vụ lăn lộn bên trong, lại có mấy tên hóa hình ma thú hiện thân, riêng phần mình tay cầm binh khí,
hướng Ninh Khinh Ngữ bọn người nhìn chằm chằm. Theo sát phía sau, càng có số lớn tinh nhuệ ma thú, đều là cấp 8 trở lên tiêu chuẩn. Lại không có hóa hình trung kỳ trở lên ma thú, tất cả đều đuổi theo trước một nhóm nhân loại tu sĩ đi. Ngăn lại bọn chúng, Ninh Khinh Ngữ không hổ là một phái chi tôn, trải qua chiến trận, kinh nghiệm rất có, mặc dù ma thú sớm đã có chuẩn bị để nàng lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức liền ổn lên đồng nghĩ, quát khẽ một tiếng. Đi theo tại bên người nàng mấy tên nguyên anh tu sĩ yêu quát một tiếng, các rất binh khí hoặc là tế gia pháp bảo, hướng về phía trước tấn công mạnh mà đi, mỗi một cái đều dốc hết toàn lực, không lưu mảy may chuẩn bị ở sau. Bọn hắn cũng đã sớm ước định, từ tu vi cao nhất Ninh Khinh Ngữ phụ trách xuất thủ diệt sát kia xúc tu cự quái, những người khác thì phụ trách hộ vệ Ninh Khinh Ngữ an toàn. Lúc này, đương nhiên phải toàn lực ứng phó, vì Ninh Khinh Ngữ tranh thủ hết sức một kích thời gian. Lớn mật, đầy đặn ma nữ một tiếng quát chói tai, không chút do dự nghênh kích đi lên. Trong chốc lát, nhân loại tu sĩ cùng ma thú đấu làm một đoàn, pháp bảo bay tán loạn, binh khí loạn hưởng. Bên kia toa, Tiêu Phàm trong nháy mắt liền từ ma diễm thành trên không lướt qua, hướng tây bên cạnh kích bắn đi, ở trên bầu trời lưu lại một đạo bạch sắc cái bóng, nhanh làm cho người khác lóa mắt. Bất quá đạo này bóng trắng về sau, màu xanh cuồng phong theo đuổi không bỏ, khoảng cách song phương ngay tại một chút xíu rút ngắn. Tiêu Phàm tốc độ bay dù nhanh, cùng hóa hình hậu kỳ ma thú tướng so, dù sao vẫn là hơi có không bằng. Bất quá Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào, một mực tốc độ cao nhất phi độn. Đem lão ma sói dẫn tới càng xa càng tốt, bất kể nói thế nào, lão ma sói mới là ma thú đại quân chân chính thống lĩnh, hắn không trong quân đội, dù coi như có chỉ định phụ tá, tóm lại uy vọng còn là kém xa tít tắp hắn, ma thú đại quân sức chiến đấu liền muốn hạ xuống không ít. Nếu có thể, Tiêu Phàm thậm chí muốn đem ma thú này thủ lĩnh dẫn tới Quý Minh Quốc cảnh nội đi, nhìn xem có thể hay không hô ứng Triệu Thiên Khuê cùng Quý Minh Quốc tu sĩ, liên thủ đem cái này lão ma sói cầm xuống. Quả thật như thế, đó chính là thiên đại thắng lợi. Đương nhiên, ma diễm thành cách Quý Minh Quốc còn xa, chiếu cái này tốc độ bay, căn bản liền không đợi hắn chạy đến Quý Minh Quốc, liền sẽ bị lão ma sói đuổi kịp. Nhìn xem đuổi đến gần, Tiêu Phàm bỗng nhiên dừng độn quang, quay người trở lại, tay trái một dương, một tấm màu hồng cự cung, trong tay hắn nổi lên, chính là hoàng đường lấy hỏa vân giao giao gân luyện thành hỏa vân cung, tay phải hướng trên dây cung một dựng, đỏ tươi quang mang lóa mắt. Đảo mắt liền từ đỏ tươi chuyển thành lam nhạt, một chi màu lam nhạt cách mũi tên lửa liền nhận tại hỏa vân trên cung. Mũi tên thậm chí là nhạt màu trắng, cực kỳ lóa mắt. Cỗ này hỏa vân cung, là hoàng đường vì kim đan hậu kỳ Tiêu Phàm chế tạo, nhưng hỏa vân giao giao gân lại là hiếm thấy chi vật, cấp 9 đỉnh phong hỏa vân giao, giao gân quý giá, không tại hóa hình sơ kỳ yêu thú vật liệu phía dưới, tăng thêm Tiêu Phàm tinh thông ly hỏa thần thông, cái này hỏa vân cung uy đủ sức để siêu tiêu chuẩn phát huy. Khiến Nguyên Anh kỳ đối thủ cũng không dám khinh thường. Hắc hắc, rốt cục muốn đánh sao? Rất tốt, chấm ngoặc kép, trong cuồng phong truyền đến một trận cười to thanh âm, ở trên mặt đất một quyển, tam thủ ma lang hiện thân mà ra. Chương 1155, đi sau mà tới trước. Siêu, một mực màu lam nhạt ly hỏa tiễn xé rách hư không, kích xạ mà tới. Xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, phảng phất đặt mình vào trong lò lửa. Điêu trùng tiểu kỹ. Tam thủ ma lang cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, tiện tay phất một cái, cuồng phong gào thét, lập tức liền đem ly hỏa tiễn mang lệch lái đi, cơ hồ là không tốn sức chút nào. Thứ hai rời ra hỏa tiễn, qua trong giây lát lại đến trước mắt. Tiêu Phàm liên châu tiễn phát, giây lát ở giữa bắn ra ba mũi tên, lập tức vừa thu lại hỏa vân cung, xoay người rời đi, tiếp tục hướng phía tây một đường bay trốn đi. Đợi đến tam thủ ma lang để qua ba rời ra hỏa tiễn, Tiêu Phàm sớm đã đi phải xa. Khoảng cách giữa hai người, lại một lần nữa kéo ra. Hừ, kỹ rừng này tai, nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Chấm ngoặc kép, lão ma sói nổi giận phừng phừng, lần nữa hóa thành một đạo thanh sắc cuồng phong, bám đuôi mau chóng đuổi. Mỗi lần song phương vừa tiếp cận, Tiêu Phàm liền quay người cho hắn đến cái liên châu tiễn, thoảng qua một ngăn lão ma sói tình thế, sau đó tiếp tục phi độn. Kỳ thật Tiêu Phàm nếu như thả ra xương chim, lấy xương chim bây giờ cũng đã tiến giai trung kỳ khủng bố tu vi. Nếu như tam thủ ma lang không có đặc biệt phi hành kỹ xảo lời nói, thật đúng là sẽ bị xương chim vứt bỏ. Bất quá bởi như vậy, lão ma mắt sói thấy không đuổi theo kịp, liền sẽ lập tức trở về ma diễm thành, chỉ huy ma thú đại quân công thành. Tiêu Phàm không ở trong thành tọa chấn, còn lại Ninh Khinh Ngữ một người, chỉ sợ càng thêm chỉ huy mất linh, ma diễm thành lúc nào cũng có thể bị công phá. Vẫn là như vậy treo lão ma sói khẩu vị tương đối tốt. Chỉ bất quá,
Tam thủ ma lang thân là hóa hình hậu kỳ ma thú, há có thể dùng hắn dạng này lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa. Ngay tại Tiêu Phàm lần nữa đè lại độn quang, Liên Châu tiến phát thời điểm, lão ma sói không tránh không né, đón nóng bỏng vô so ly hỏa tiễn xông thẳng lại. Mắt thấy ly hỏa tiễn đến trước mặt, chố mắt hét lớn một tiếng, há miệng, một cỗ đen như mực nọc độc thẳng bắn ra. Nọc độc này không biết là loại tài liệu nào luyện chế mà thành, vậy mà đối ly hỏa tiễn có trời sinh tác dụng khắc chế. Ly hỏa tiễn đụng một cái đến nọc độc, suy suy âm thanh bên trong. Thế mà một chút xíu dập tắt, như vậy tiêu tán thành vô hình. Lão ma sói dưới chân không ngừng chút nào, nháy mắt liền tới Tiêu Phàm phụ cận, cánh tay vung lên, một đạo thanh buồn bực chảo ảnh ở giữa không trung nổi lên, dài đến hơn một trượng, lợi chảo như câu. Hướng Tiêu Phàm mãnh bổ xuống, Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, Hỏa Vân cung trong chớp nhoáng thu vào, trở tay một trường, hướng na nói lớn gần trượng tiểu nhân sói xanh chảo nghênh kích đi lên. Đồng thời bên hông linh thú điểm bên trong bóng đen lóe lên, hắc lân bắn ra. Nhìn đều không hướng bên này nhìn lên một cái, liền hướng phía dưới sơn lâm kích bắn đi. Muốn chạy, lão ma sói hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái bóng mở nổi lên. Rõ ràng là một đầu chiều cao mấy trượng màu xanh cự lang, cùng bản thể của hắn đồng dạng. Lộ ra hóa hình hậu kỳ khủng bố linh áp, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hướng hắc lân mau chóng đuổi mà đi. Mà hắn cái cổ ở giữa một viên đầu sói, đã không thấy bóng dáng. Cái này lão ma sói không hổ là hóa hình hậu kỳ đại cao thủ. Vậy mà tu luyện lợi hại như vậy phân thân thần thông, một phân thành hai về sau, hai thân thể thế mà đều có hóa hình hậu kỳ tu vi. Mặc dù Tiêu Phàm cũng biết, loại tình hình này khẳng định không thể bền bỉ, đầu kia sói xanh hóa thân hậu kỳ tu vi, chỉ có thể duy trì không dài một đoạn thời gian. Bằng không mà nói, tam thủ ma lang đã sớm tại đại tu sĩ ở giữa tung hoành vô địch. Dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt như thế nghịch thiên đại tu sĩ, chỉ sợ cũng không có khả năng lấy một địch ba, đồng thời đối phó ba tên cùng giai hóa hình hậu kỳ ma thú. Dù là như thế, loại thần thông này cũng đã đầy đủ kinh người. Dù là sói xanh hóa thân hậu kỳ tu vi chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, tại đoạn thời gian kia bên trong, cũng mang ý nghĩa có hai tên đại tu sĩ thậm chí là ba tên đại tu sĩ đồng thời xuất thủ. Kia là gì chờ nghịch thiên? Mặc dù cái này điện quang thạch hỏa nháy mắt, lão ma sói cũng không có hoàn toàn thấy rõ hắc lân đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng bản năng nói cho hắn, đây nhất định không phải chuyện gì tốt, phàm là Tiêu Phàm muốn làm, liền nhất định phải hết sức ngăn cản, cái này tuyệt đối sẽ không sai. Bất quá đầu này sói xanh hóa thân, nhưng lại chưa thể đuổi kịp hắc lân. Một trận bão cát lướt qua, thổ ma ngẫu hiện thân mà ra, hóa thành thân cao 10 trượng cự nhân, vung vẩy song chùy, hướng sói xanh hóa thân mãnh đập tới. Đơn thuần cảnh giới, thổ ma ngẫu chỉ tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên kém xa tít tắp sói xanh hóa thân, nhưng sói xanh hóa thân lại từ thổ ma ngẫu trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức nguy hiểm. Cho dù cảnh giới của nó ở xa thổ ma ngẫu phía trên, cũng tuyệt không dám đối thổ ma ngẫu công kích bỏ mặc. Lúc này dưới chân thu thế, nâng lên chân trước, một chảo hướng xuống đất ma ngẫu bắt tới. Một chảo này nhanh như thiểm điện, đi sau mà tới trước, khó khăn lắm từ thổ ma ngẫu gào thét mà dưới hai viên cự chùy ở giữa xuyên qua, trùng điệp chộp vào thổ ma ngẫu trên lồng ngực. Hóa hình hậu kỳ yêu thú công kích, khủng bố vô so, thổ ma ngẫu không có chút nào kháng cự chi lực, nháy mắt bị tóm đến phấn thân toái cốt, đảo mắt hóa thành một đoàn cát vàng, hướng nơi xa xoay tròn mà đi. Tiêu Phàm nguyên bản liền không có trông cậy vào thổ ma ngẫu thật có thể đối đầu sói xanh hóa thân, chỉ cần có thể thoảng qua ngăn trở nó thế đi, liền đã đầy đủ. Như thế một trì hoãn, hắc lân sớm đã đi phải xa, đảo mắt liền đầu nhập phía dưới trong rừng rậm, không thấy bóng dáng. Hắc hắc, trợ thủ của ngươi còn không ít nha. Chấm ngoặc kép, lão ma sói liếc hóa thành một đoàn cát vàng thổ ma ngẫu một chút, thân thể lắc một cái, trong chớp nhoáng đem sói xanh hóa thân thu về. Vẻn vẹn chỉ là đối phó Tiêu Phàm, cái này sói xanh hóa thân còn không dùng được. Chênh lệch về cảnh giới không phải nói chơi vui, tuyệt không phải như vậy mà đơn giản có thể lấp đầy. Tiêu Phàm cũng ống tay áo lắc một cái, đem thổ ma ngẫu thu về, bình tĩnh nhìn qua lão ma sói, lạnh nhạt nói, sói đạo hữu, nghe tại hạ một lời khuyên, lập tức mang theo ngươi ma tử ma tôn về đến thế giới dưới lòng đất đi, lại không xuất hiện, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Lão ma sói cười lên ha hả, khinh miệt nói, thế nào, chúng ta nếu là không quay về, nhân loại các ngươi tu sĩ liền muốn đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Tiêu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng, chậm rãi nói, chính ngươi hẳn phải biết, dựa vào các ngươi chỉ là ma thú, dù coi như tại Nhạc Tây quốc có thể tạm thời chiếm thượng phong, đối mặt toàn bộ Nhạc Tây địa khu như thế nào.
nếu là Nam Châu đại lục bên kia lại phái viện quân tới, kết cục lại đem như thế nào? Lão ma sói cười lạnh một tiếng, nói, liền các ngươi có viện quân, chúng ta liền không có. Tiêu Phàm song mi bỗng nhiên giơ lên, nói như vậy, thất giả giới thông đạo, thật đả thông rồi. Lão ma sói cười hắc hắc, con mắt có chút híp mắt. Nói, tiểu bối, còn muốn bộ vốn đại vương, đả thông như thế nào? Không có đả thông lại như thế nào? Tận kéo những thứ vô dụng này, ngươi hay là hảo hảo quan tâm ngươi tình cảnh của mình đi. Địa phương quỷ quái này hoang vu cực kỳ, ngày bình thường ngay cả cái qua đường người đều không có, ngươi cảm thấy ngươi có mấy phần chắc chắn có thể từ trong tay của ta chạy mất. Tiêu Phàm cũng cười, bình tĩnh nhìn xem đầu này hóa hình hậu kỳ ma thú. Lạnh nhạt nói, còn không có đánh qua, các hạ liền tự tin như vậy. Lão ma sói cười lạnh nói, 10 năm trước, ngươi bất quá là chỉ là một tên kim đan kỳ đệ tử, có lẽ cái này trong 10 năm ngươi có kỳ ngộ gì, thì tính sao? Cho dù có nguyên anh trung kỳ tu sĩ cảnh giới, chân thực tiêu chuẩn đến cùng như thế nào, ngươi trong lòng mình nắm chắc. Tiêu Phàm ngậm miệng lại, trong mắt bắn ra sắc bén phong mang. Chưa từng đặt chân trung kỳ cảnh giới thời điểm, thấy đến bất luận một vị nào hậu kỳ đại tu sĩ, Tiêu Phàm thứ nhất lựa chọn chính là tránh chi đại cát. Cảnh giới cách biệt quá xa, không cần làm chó cùng rứt dậu. Diệt sát Hắc Ma Vương về sau, Tiêu Phàm tâm tính giữa bất chi bất giác lên biến hóa rất lớn. Dù coi như cùng hậu kỳ đại tu sĩ đối đầu, chỉ cần không phải Âu Dương Minh Nguyệt như thế nghịch thiên, cũng chưa chắc liền không có lực đánh một trận. Thật đánh không lại, toàn thân trở ra hẳn là cũng không phải việc khó gì. Tiểu bối, ta biết ngươi tu luyện qua thú tộc luyện thể thuật. Đồng thời rất coi đây là hào, vốn đại vương liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì là chân chính thú tộc luyện thể thuật? Lão ma sói tiếp cận Tiêu Phàm, hai tay mở ra, khớp xương, lốp ba lốp bốp, rung động, hai tay 10 ngón tay. Trong chốc lát thật dài hai thốn, trở nên đen nhánh sáng bóng, lóng lánh như kim loại hàn quang, trên mờ u bàn tay cũng mọc ra đen nhánh nhung mao, từng cây dựng lên, cứng rắn như sắt. Cùng lúc đó, lão ma sói thân thể phảng phất đột nhiên trở nên rắn chắc rất nhiều, bắp thịt cả người phồng lên, một đôi thanh buồn bực sói trong mắt, nhiễm lên một tầng huyết sắc. Thanh mang lấp lánh, vảy rồng giáp tại Tiêu Phàm thể đồng hồ nổi lên, phụt phụt, âm thanh bên trong, màu xanh to lớn lân phiến. Đem hai tay của hắn mờ u bàn tay đều bao trùm lên đến, tựa như hai cỗ giáp lưới. Tiêu Phàm song quyền ở trước ngực trùng điệp đụng một cái, giáp trụ rầm rầm rung động, thân thể có chút hướng phía trước khom người, bày ra chém giết gần người tư thế, hừ lạnh một tiếng. Tới đi, tốt, ngược lại muốn xem, cái này trong 10 năm ngươi đến cùng dài tiến vào bao nhiêu. Tiếp chiêu, bóng đen lóe lên, trong hư không, suy suy, rung động, một con đen nhánh sắt vuốt sói đã vào đầu vồ xuống. Một chảo này chẳng những cực nhanh vô so, mà lại lực đạo kinh người, xung quanh không khí phảng phất đều bị áp súc, Tiêu Phàm tựa hồ đưa thân vào bùn trong đàm, hành động nháy mắt trở nên chậm chạp rất nhiều. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đối một chảo này chẳng quan tâm, thân thể bỗng nhiên đạn thẳng, một quyền hướng tam thủ ma lang bụng dưới ở giữa đảo quá khứ. Một chiêu này tại phàm tục võ thuật bên trong, tên gọi trực đảo hoàng long, chiêu thức đơn giản, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau, duy nhất chiến thắng chi đạo. Chính là một cái, nhanh, chữ. Đoạt tại địch nhân trước đó, đi sau mà tới trước. Thật giống như vừa rồi sói xanh hóa thân đối phó thổ ma ngẫu đồng dạng. Sắt vuốt sói bên trên bổ sung áp lực thật lớn, đối Tiêu Phàm tựa hồ một chút tác dụng đều không có, mảy may cũng chưa từng ảnh hưởng hắn hành động tốc độ. Ma thú thiên phú thần thông cố nhiên lợi hại, nhục thân cực kỳ cường hãn, nhưng cự linh tộc hai đại thiên phú thần thông tăng thêm vô cực long tượng công, Tiêu Phàm toàn thân lực đạo mạnh. Sớm đã vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả tam thủ ma lang cũng giật nảy cả mình, trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng không dám tin thần sắc. Từ khi hắn đặt chân hóa hình hậu kỳ cảnh giới về sau, chém giết gần người, trừ năm đó Trấn Nhạc Thần Quân, còn từ chưa có người có thể cùng hắn lấy công đối công. Mà Trấn Nhạc Thần Quân bản thân cũng là thú tộc, nhục thân mạnh mẽ, không tại lão ma sói phía dưới, cảnh giới thậm chí so lão ma sói còn muốn hơi cao thêm một bậc. Có thể cùng lão ma sói cứng đối cứng chém giết gần người, chính là đương nhiên. Nhưng trước mắt này tiểu bối, rõ ràng chỉ là một cái nhân loại tu sĩ, cho dù tu luyện qua một chút yêu thú luyện thể thuật, cùng chân chính thú tộc thiên phú thần thông nơi nào có cái gì có thể so tính. Hết lần này tới lần khác cái mới nhìn qua này nhã nhặn nho nhã nhân loại tu sĩ, liền đoạt tại hắn phía trước, đi sau mà tới trước. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1156, ba huyễn thân. Trong lúc cấp bách, lão ma sói tay trái hướng bụng dưới trước chặn lại.
Oanh, tam thủ ma lang toàn thân rung mạnh, thân thể về sau liền lùi lại ba bước, trên mặt hiện lên một vòng đỏ thắm. Cùng lúc đó, tiếng leng keng loạn hưởng, lại là sắt vuốt sói chộp vào vảy rồng giáp bên trên, từ vai trái một mực bắt đến sườn phải, dù là vảy rồng giáp cứng rắn vô so, cũng bị sắt vuốt sói cầm ra bốn đạo rõ ràng dấu vết, Tiêu Phàm chỗ cổ hiển lộ ra một tia dây đỏ, rách nứt ra, chảy ra mấy giọt máu trâu. Tam thủ ma lang hai mắt bỗng nhiên trợn to, trên mặt lộ ra hoàn toàn không thể tin thần sắc. Vảy rồng giáp cứng rắn, sắt vuốt sói vội vàng ở giữa, bắt không phá khôi giáp, cũng là thôi, Tiêu Phàm trên cổ rõ ràng cũng bị thương, lại chỉ cào nát như thế một tia tơ máu, chỗ sâu mấy khỏa huyết châu. Đây quả thực là sỉ nhục, lúc nào, nhân loại tu sĩ hoành luyện công phu, vậy mà so thú tộc cường hãn hơn rồi. Lão ma sói tự hỏi, lấy sắt vuốt sói chi uy, coi như mình chịu lên một chút, cũng quyết không thể nhẹ nhàng như vậy. Thật tình không biết, lão ma sói trong lòng kinh ngạc tuyệt luân, Tiêu Phàm càng là hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay đến cái cổ ở giữa nhẹ nhàng một vòng, nhìn thấy kia vết máu đỏ tươi, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co vào. Từ khi tu luyện cự linh tộc thiên phú thần thông đại thành về sau, cùng người chém giết, Tiêu Phàm cơ hồ còn chưa hề nhận qua tổn thương. Nhất là tổn thương tại người khác tay không tấc sắt phía dưới. May mắn hắn đầy đủ cẩn thận, đem vảy rồng giáp mặc vào người, nếu hơi có chủ kiến, hiện tại chính là mở ngực mổ bụng vận rủi. Thịt ma thú thân mạnh mẽ, thực tế danh bất hư truyền. Tốt, khó lường, ngược lại là ta nhìn nhầm. Lão ma sói lập tức đem ngực cuồn cuộn khí huyết ép xuống. Tiến lên ba bước, đứng tại Tiêu Phàm trước mặt, lạnh lùng nói, ánh mắt trở nên âm trầm vô so. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nói các hạ không hổ là hóa hình hậu kỳ thú tộc, lĩnh giáo. Lời nói này phải 10 điểm thành khẩn, không có chút nào làm ra vẻ. Cái này cũng rất tốt, lão phu đã thật lâu không có thống khoái đánh qua một trận, hôm nay liền hảo hảo cùng ngươi chơi đùa, ngươi tốt nhất đừng để vốn đại vương thất vọng. Lão ma sói rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, đem lòng tràn đầy kinh ngạc đều thu vào, trong hai mắt hỏa diễm hừng hực, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Thầy tốt bạn hiền cố nhiên hiếm thấy, cao minh đối thủ càng là khó tìm. Xem chiêu, không đợi lão ma sói xuất thủ, Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, liền đến phụ cận. Một trường hướng lão ma sói eo sườn ở giữa cắt ngang quá khứ, xuất thủ nhanh như thiểm điện. Chính là cận thân đoản đả lợi hại kỹ xảo. Chỉ bất quá lúc này Tiêu Phàm, trên tay kinh lực mạnh, tốc độ xuất thủ nhanh chóng, nhận huyệt chi chuẩn. So sánh với tại phàm tục thế giới thời điểm, đâu chỉ vượt qua nghìn lần 10.000 lần. Tam thủ ma lang cố nhiên thân thủ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng lại chưa bao giờ tu tập qua thế giới phàm tục võ thuật, mắt thấy Tiêu Phàm tới xảo trá, không cần suy nghĩ, thân thể uốn éo. Sắt vuốt sói quét ngang mà ra, nghênh đón tiếp lấy. Phanh, tam thủ ma lang rên lên một tiếng, phía bên trái một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Lại là đã rắn rắn chắc chắc chịu Tiêu Phàm một trường. Mây trắng ra tụ, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, chiêu thứ hai đã ngay cả điểm mà ra. Loại này cận thân đoản đả chiêu số, nhất chỗ lợi hại chính là dày đặc, chiêu thứ nhất đắc thủ, đến tiếp sau liền liên miên bất tuyệt theo sát đánh tới, khiến người hoa mắt, khó lòng phòng bị. Phanh phanh phanh, liên tiếp ba tiếng vang trầm trầm, tam thủ ma lang thân thể to lớn ở giữa không trung bay ra mấy trượng xa, một ngụm lão huyết kém chút phun tới. Vậy mà liên tiếp bị Tiêu Phàm đánh trúng bốn quyền, đừng bảo là sức hoàn thủ, ngay cả sức lực chống đỡ đều không có, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm đến cùng như thế nào xuất thủ đều chưa từng thấy rõ ràng, liền một hơi chịu bốn phía. Cứ việc Tiêu Phàm mỗi một chiêu đều chưa từng dùng hết, uy lực chân chính vẫn chưa tới năm thành, nhưng cũng đủ lão ma sói chịu. Tam thủ ma lang lông xù trên mặt một mảnh đỏ thắm, cưỡng ép đem phun lên cổ họng máu tươi nuốt trở vào, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, hai mắt như muốn phun ra lửa. Vô cùng nhục nhã, chân chính vô cùng nhục nhã, thế mà lại phát sinh tình hình như vậy, lão ma sói nằm mộng cũng nghĩ không ra. Xem chiêu, Tiêu Phàm không đợi hắn thở ra hơi, lại là quát khẽ một tiếng, bóng người nhoáng một cái, liền lấn người mà tiến vào, một quyền đánh ra, quyền thế biết bao phiêu miểu. Tiểu bối, chưa có càn rỡ, tam thủ ma lang một tiếng quát chói tai, không tránh không né, đón Tiêu Phàm liền xông tới, đối Tiêu Phàm một quyền kia không thèm để ý, sắt vuốt sói vung lên, một chảo cầm ra, làm vậy mà là đồng quy vu tận đấu pháp. Đường đường hóa hình hậu kỳ ma tôn, đối mặt một cái vẻn vẹn chỉ có nguyên anh trung kỳ nhân loại tu sĩ, lại sử xuất dạng này vô lại đấu pháp. Ngay tại thiết quyền sắp đánh trúng tam thủ ma lang mặt nháy mắt, lão ma thân sói tử nhoáng một cái. Cái cổ ở giữa một viên thanh buồn bực đầu sói bỗng nhiên biến mất vô hình, lập tức một đầu chiều cao hai trượng sói xanh, ở bên cạnh hắn nổi lên, lập tức hướng Tiêu Phàm nhào tới.
Bất quá cùng vừa mới khác nhau, đầu này sói xanh chỉ có một cái nhàn nhạt hư ảnh, trên thân cũng mảy may đều không có linh lực ba động, phảng phất căn bản chính là một loại ảo giác. Phanh, một tiếng, bị vảy rồng giáp bao vây lấy thiết quyền, trùng điệp đánh trúng tam thủ ma lang mặt, công bằng, chính xác cực dai. Ngay tại thiết quyền lấy thịt nháy mắt, Tiêu Phàm bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, thầm kêu một tiếng, không tốt. Rõ ràng đứng ở trước mặt mình tam thủ ma lang, có máu có thịt, lại bỗng nhiên biến thành một bộ huyễn tượng, bị Tiêu Phàm quyền phong quét qua, lập tức vỡ ra, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm bạch quang, tiêu tán thành vô hình. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc nháy mắt, lão ma sói thi triển ra, thay mận đổi đào tuyệt chiêu. Vốn chỉ là một cái nhàn nhạt hư ảnh sói xanh, bỗng nhiên hóa là thực thể, trên thân bộc phát ra hóa hình hậu kỳ ma tôn trùng thiên uy thế, thân thể tăng vọt, nháy mắt liền hóa thành thân cao 10 trượng ma thú, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Tiêu Phàm vào đầu bổ nhào xuống tới. Tiêu Phàm phía bên trái chớp nhoáng, vội vàng ở giữa, đây đã là hắn có thể làm ra duy nhất phản ứng. Sói xanh thế tới thực tế quá nhanh, ngay sau đó, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy ngực đau xót, chân đứng không vững, cả người đều bay ra ngoài, đằng vân giá vụ, bay thẳng ra mấy trượng bên ngoài, mới miễn cưỡng đứng vững bước chân, miệng hơi mở, một ngụm máu tươi phun ra. Vảy rồng giáp cứng rắn vô so, cố nhiên ngạnh sinh sinh đứng vững sói xanh lợi chảo, miễn đi mở ngực mổ bụng nguy hiểm, nhưng sói xanh trên vuốt bám vào to lớn cự lực. Khôi giáp lại vô luận như thế nào khó mà tiêu trừ. Bất luận cái gì phòng ngự tính pháp bảo, đều có cực hạn. Hừ, tiểu bối, thân cao 10 trượng sói xanh gấp gáp co lại nhỏ đến khoảng 2 trượng, đảo mắt lại hóa thành tam thủ ma lang bộ dáng, lạnh lùng tiếp cận Tiêu Phàm, trong mắt bắn ra lãnh khốc quang mang, cũng có đại thù được báo, khoái ý. Bị Tiêu Phàm ngay cả đánh 4 quyền vô cùng nhục nhã. Cái này mới thoáng có thể thư giải. Tiêu Phàm đưa tay đem vết máu ở khóe miệng chậm rãi lau đi, trong mắt cũng bịt kín một tầng huyết sắc. Tam thủ ma lang hai mắt một mực chăm chú vào Tiêu Phàm trên mặt, thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái cổ bên trái đầu sói một trận mơ hồ, lại huyễn hóa thành 2 trượng lớn nhỏ sói xanh, như trước vẫn là như là huyễn tượng, như ẩn như hiện. Trên thân không có chút nào linh lực ba động lộ ra. Ngay sau đó, tam thủ ma lang cái cổ phía bên phải đầu sói lại là một trận mơ hồ, con thứ hai sói xanh huyễn hóa mà ra, cùng bên trái thanh sói, như thật sự là huyễn. Không có chút nào linh lực ba động. Tiểu bối, từ khi lão phu luyện thành cái này ba huyễn thân về sau, ngươi là người thứ nhất để ta thi triển nhân loại tu sĩ. Lão ma sói lạnh lùng quát, trong mắt khát máu thần sắc càng sâu. Đừng nói nhảm, tới đi, Tiêu Phàm thân thể có chút uốn lượn. Song quyền ở trước ngực trùng điệp va chạm, quát. Hảo tiểu tử, thật có dũng khí, lão ma sói thực tế không nghĩ tới, Tiêu Phàm lúc này còn không chạy, thế mà còn muốn cùng hắn so chiêu. Xem ra này nhân loại tiểu bối ôn tồn lễ độ chỉ là bên ngoài đồng hồ, ở sâu trong nội tâm. Kiên cường cực kỳ, giết, tam thủ ma lang lập tức quát khẽ một tiếng. Ba đạo nhân ảnh, đồng thời hướng Tiêu Phàm bổ nhào qua. Tại ba đạo nhân ảnh di động nháy mắt, nguyên bản nhìn qua giống như là huyễn tượng hai đầu sói xanh, đồng thời bộc phát ra trùng thiên uy áp, cùng tam thủ ma lang bản thể đồng dạng, đều trở thành hóa hình hậu kỳ ma tôn, dù là Tiêu Phàm đem thiên nhãn thần thông vận chuyển đến cực hạn. Thần niệm toàn bộ triển khai, cũng không có cách nào phân biệt ra, đến cùng kia một bộ mới là lão ma sói chân thân. Một cỗ ý lạnh, bỗng nhiên từ Tiêu Phàm xương đuôi chỗ bay lên, lập tức truyền khắp toàn thân. Ba tên hóa hình hậu kỳ ma tôn, dù coi như Tiêu Phàm tự tin đi nữa, cũng quả quyết không dám lấy một địch ba, đồng thời cùng ba tên hóa hình hậu kỳ ma tôn đối đầu. Mặc dù hắn biết rõ, cái này ba bộ huyễn thân bên trong, chỉ có một bộ là thật. Nhưng muốn mạng chính là... hắn không biết cái kia một bộ mới là thật. Một trận gợn nước không gian ba động hướng bốn phía vặn vẹo mà đi. Tiêu Phàm thân thể, tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Ba huyễn thân đồng thời đánh trúng Tiêu Phàm vừa mới đứng chỗ đứng, lại giống tuếch, cái gì cũng không có. Tiêu Phàm thân thể, trong nháy mắt tại cách đó không xa nổi lên. Thuấn di thuật, tam thủ ma lang hừ lạnh một tiếng, thanh âm đồng thời từ ba bộ huyễn thân bên trong truyền ra, như trước vẫn là phân biệt không ra cái gì. Tiểu bối, coi là dựa vào chỉ là thuấn di thuật, liền có thể từ ta cái này ba huyễn thân cái thế thần thông phía dưới trốn được tính mệnh a. Đừng nằm mơ, nạp mạng đi, một tiếng quát lớn, ba đạo nhân ảnh bỗng nhiên tách ra, hướng Tiêu Phàm đánh tới. Cùng vừa rồi đồng dạng, ba bộ huyễn thân đều lộ ra hóa hình hậu kỳ khủng bố linh áp, phân không rõ thật giả chủ thứ, động tác nhanh như thiểm điện. Xuy, xé vải thanh âm truyền ra, ba huyễn thân đem Tiêu Phàm phá tan thành từng mảnh. Lại chỉ là một cái hư ảnh,
ở giữa không trung vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng, như vậy tiêu tán. Ngay tại tam thủ ma lang dưới chân, một nói bóng người màu trắng, như mũi tên, hướng phía dưới trong rừng rậm kích bắn đi, chính là lấy huyễn thuật né tránh ba huyễn thân công kích Tiêu Phàm. Mắt thấy không cách nào phá giải tam thủ ma lang ba huyễn thân thần thông, Tiêu Phàm không chút do dự, co cẳng liền chạy. Đã đánh không lại, vậy liền tẩu vi thượng kế. Muốn chạy, tam thủ ma lang giận tím mặt, dưới chân độn quang cùng một chỗ, không chút do dự liền đuổi theo. Đánh tới mức này, hắn tuyệt đối không thể cho phép Tiêu Phàm lại từ trên tay mình chuồn mất. Này nhân loại tiểu tử, chẳng những buộc hắn sử xuất ba huyễn thân mạnh nhất thần thông, thậm chí còn một hơi ngay cả đánh hắn bốn quyền nhiều, kém chút đánh cho hắn trọng thương nôn ra máu. Đây là trước nay chưa từng có sỉ nhục, tam thủ ma lang tại thế giới dưới mặt đất xưng tôn xưng tổ, chưa hề bị thua thiệt như vậy. Nếu là lại để cho này nhân loại tiểu tử chạy mất, lão ma sói chính mình cũng không thể tha thứ mình. Truy, truy sát đến cùng, nhất định phải đem tiểu tử này bắt lấy, lại từng ngụm, tinh tế nhấm nháp hắn tư vị. Nghĩ đến nhất định mỹ diệu vô so. Chương 1157, Lôi Châu. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, không có vào trong núi rừng rậm, không thấy bóng dáng. Hừ, thuật độn thổ, tam thủ ma lang cười lạnh, khóe miệng hiện lên khinh thường thần sắc. Cùng Tiêu Phàm giao thủ thời điểm, lão ma sói liền đã biết, Tiêu Phàm chủ tu chính là thổ thuộc tính công pháp, mặc dù hắn lại là thúc đẩy lôi điện, lại là tinh viêm chi lực, tựa hồ mọi thứ tinh thông, nhưng trên người hắn phát ra khí tức, lại rõ ràng là hậu thổ thần công, điểm này, tuyệt sẽ không sai. Bây giờ mắt thấy không địch lại, liền nghĩ lấy thuật độn thổ bỏ trốn mất dạng, 10 điểm hợp lý. Lão ma sói đương nhiên sẽ không để hắn đã được như nguyện. Chung quanh nơi này trong vòng mấy trăm dặm, đều bị hắn thần niệm chi lực bao trùm, cũng không có cái khác tu sĩ cấp cao chính là chí cao giai thú tộc khí tức, có thể khẳng định, không có cái gì mai phục. Bởi vậy tam thủ ma lang không hề cố kỵ, bám đuôi mau chóng đuổi, hướng trong rừng rậm kích bắn đi. Vừa mới vừa đứng vững thân thể, lão ma mặt sói sắc liền hơi đổi. Huyễn trận, tại không trung nhìn xuống, nơi này là một chỗ rừng rậm, đến trong rừng, lại chỉ thấy chim hót hoa nở, thảo trường oanh phi, cầu nhỏ nước chảy, một phái nông gia cảnh trí. Tam thủ ma lang trong đầu, lập tức liền hiện ra Hắc Lân lúc rời đi tình hình. Lúc ấy cũng không phải rất để ý, chỉ cần Tiêu Phàm không có chạy mất liền thành, bây giờ nghĩ lại, con vật nhỏ kia nhưng thật ra là trước một bước chạy đến nơi đây đến bố trí huyễn trận. Nói như vậy, Tiêu Phàm ngay từ đầu không có ý định đào mệnh, mà là muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến, thậm chí là muốn lấy tính mạng của hắn. Khẩu vị thật là lớn, tiểu bối, người khó nói không rõ, huyễn trận muốn vây khốn lão phu. Chỉ là si tâm ảo tưởng a. Tam thủ ma lang cười lạnh một tiếng, ba cái đầu đồng thời hé miệng đến, phun ra ba cỗ hôi chua mục nát máu, hướng ba cái phương hướng khác nhau phun ra mà đi. Chỉ nghe, suy suy, thanh âm loạn hưởng, mục nát máu bao trùm chỗ, mặc kệ là hoa cỏ cây cối. Hay là cầu nhỏ nước chảy, đều bốc lên ra trận trận khét lẹt khói đen, vặn vẹo mấy lần, liền là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, lộ ra màu vàng nâu khô cứng thổ địa. A, hư giữa không trung, truyền đến Hắc Lân thanh âm kinh ngạc. Lấy mục nát máu phá giải huyễn trận, đây là Hắc Lân lần đầu kiến thức. Cũng là mới mẻ, bất quá tam thủ ma lang rõ ràng cũng xem thường cái này huyễn trận uy lực. Từ khi Hắc Lân đặt chân hóa hình kỳ cảnh giới về sau, tại trên trận pháp tạo nghệ đột bay mãnh tiến vào, tựa hồ rất nhiều có quan hệ trận pháp tri thức, đột nhiên liền chui vào trong đầu của nàng. Vô sự tự thông, suy nghĩ cẩn thận, cái này kỳ thật chỉ là một cái hậu tích bạc phát quá trình. Cùng Tiêu Phàm ngày đêm ở chung, pháp trận tri thức sớm đã giữa bất tri bất giác khắc sâu tại trong đầu của nàng, chỉ là muốn đợi nàng đột phá 10 cấp về sau. Linh trí mở rộng, những vật này mới có thể thật biến hóa để cho bản thân sử dụng. Yêu thú hóa hình, thay đổi lớn nhất ngay tại linh trí phương diện, lấy mục nát máu xé mở huyễn trận về sau, tam thủ ma lang nhanh chân hướng về phía trước. Hắn đã tại huyễn trận nào đó cái phương vị, cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức. Cái này cùng thần niệm chi lực không quan hệ, chính là ma thú thiên phú bản năng. Nhân loại tu sĩ bản năng, còn lâu mới có được dạng này nhanh nhẹn, chỉ cần bắt được kia họ Tiêu tiểu bối, liền đại công cáo thành. Cái khác hết thảy, đều không cần để ý, nhưng mà vừa mới phóng ra mấy bước, tam thủ ma lang biến sắc, trước mắt vậy mà lại xuất hiện đình viện cảnh đẹp, đình đài quán tạ, khúc kính thông u. Thật to gan, tam thủ ma lang giận tím mặt, chỗ cổ lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên bắn ra, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Cỗ uy áp này chi khí cũng không phải là thực thể, không thể trực tiếp đả thương người,
nhưng tam thủ ma lang thân là hóa hình hậu kỳ đại ma tôn, cỗ này vương giả chi khí, đối bất luận cái gì so hắn cấp bậc thấp yêu thú ma thú, đều có cực mạnh áp bách chi lực, khiến người kìm lòng không được trong lòng sinh ra sợ hãi. Khớp xương một trận, lốp ba lốp bốp, loạn hưởng, một đôi sắt vuốt sói gân cốt bên ngoài lồi, lông tóc như sắt, siêu siêu, hai tiếng, hai đạo đen nhánh chảo ảnh hướng bên trái đằng trước giao nhau mãnh bổ mà đi. Tại phương hướng kia, có một cái tinh xảo đình nghỉ mát, một chỗ màu trắng giả sơn. Chảo ảnh quá khứ, xé vải chi tiếng vang lên, giả sơn cùng đình nghỉ mát đều bị xé thành mảnh nhỏ, một trận gợn nước vặn vẹo về sau, trước mắt thông suốt lộ ra một đầu u ám thông đạo, ôm hết thô cổ thụ chọc trời, thình lình ngay trước mắt. Lấy man lực bài trừ huyễn trận, mặc dù cho tới bây giờ đều không phải chính đồ, nhưng man lực lớn đến trình độ nhất định, thường thường lại là phá giải huyễn trận trực tiếp nhất mau lẹ nhất phương thức. Lão ma sói ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân hướng về phía trước. Lần này, lão ma sói không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, mấy bước liền đi ra huyễn trận, đi tới cổ mộc che trời trong rừng rậm, sương mù lượn lờ, dưới chân là thật dày cành khô lá cây, đạp lên kéo kẹt rung động. Tại dạng này nguyên thủy trong rừng rậm, tự nhiên không có đã có sẵn con đường có thể đi, lão ma sói lại không chút do dự, trực tiếp hướng bên trái đằng trước sải bước đi đi, mặc kệ phía trước có đồ vật gì cản đường, sắt vuốt sói vừa nhấc, lập tức oanh vì bột mịn, ôm hết thô đại thụ, như là đồ chơi, bị nhổ tận gốc, ném ra ngoài thật xa. Tiêu Phàm khí tức liền tại phía trước, lão ma sói tin tưởng mình bản năng trực giác, tuyệt sẽ không sai. Cũng xác thực không sai, Tiêu Phàm ngay tại mấy trượng bên ngoài, đứng tại một gốc cây khổng lồ cổ dưới cây, toàn thân khoác, chỉ có một đôi mắt từ trong mũ giáp lộ ra, nhàn nhạt nhìn xem lão ma sói, không có chút rung động nào, không có bất kỳ cái gì kinh ngạc ý sợ hãi. Tiểu bối, mặc kệ ngươi như thế nào quỷ kế đa đoan, lần này ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão ma sói cuồng cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái cổ ở giữa hai viên đầu sói một trận mơ hồ vặn vẹo, hai đầu sói xanh ở bên người hắn nổi lên, cương nha thiết chảo, lông tóc dựng đứng, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm. Ba trên thân người đều tản mát ra hóa hình hậu kỳ khí tức cường đại. Tam thủ ma lang không chần chờ, ba huyễn thân thần thông vừa thi triển ra, liền gào thét một tiếng, ba huyễn thân từ phương hướng khác nhau, đồng thời hướng Tiêu Phàm bổ nhào mà đi. Nhìn tiểu tử này còn chạy trốn nơi đâu, coi như hắn thật nghĩ thi triển thuật độn thổ đào tẩu, lão ma sói từ lâu có chuẩn bị, tuyệt sẽ không để hắn được như ý. Tiểu tử này đã thân hãm tuyệt cảnh bên trong, rốt cuộc không đường có thể trốn. Suy suy suy, liên tiếp giày đặc xé vải chi tiếng vang lên, tại ba huyễn thân hợp kích phía dưới, Tiêu Phàm thân thể, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Hay là huyễn thuật, lần này, tam thủ ma lang là thật giật mình. Nếu như nói, huyễn thuật có thể mê hoặc cặp mắt của hắn, nhưng Tiêu Phàm khí tức, lại là giả mạo không đến, cái dạng gì huyễn thuật. Có thể lừa gạt qua thiên phú của hắn bản năng. Chỉ tiếc, bí mật này, hắn là không có cơ hội đi khai quật. Tại Tiêu Phàm thân thể bị triệt để xé nát nháy mắt, tam thủ ma lang cảm ứng được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cỗ khí tức này chi khủng bố, vượt xa hắn dĩ vãng gặp phải bất kỳ lần nào nguy hiểm, quả là tại để hắn trong lòng lập tức dâng lên một loại sắp vẫn lạc dự cảm bất tường. Tại Tiêu Phàm huyễn ảnh biến mất địa phương, cây kia ôm hết thô cổ thụ bên trong, một đoàn hào quang sáng tỏ thấu thể mà ra, tại cỗ này quang mang chiếu rọi phía dưới, cành lá rậm rạp cổ thụ một chút xíu biến mất không còn tăm tích, lộ ra một viên nắm đấm lớn tiểu nhân kim sắc viên cầu. Kia cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, chính là từ cái này kim sắc viên cầu bên trong thấu bắn ra. Nguyên lai hắn còn tại huyễn trong trận, Hắc Lân chỉ là để hắn cảm giác mình đã đi ra huyễn trận. Đây mới thực sự là cao minh huyễn trận, để người lâm vào bên trong ảo cảnh còn không tự biết. Bất quá trong lúc này, lão ma sói đã không có tâm tư cũng không có thời gian đến kinh ngạc cái này huyễn trận cao minh thần kỳ, mặc dù hắn không biết cái này kim sắc viên cầu rốt cuộc là thứ gì. Có một chút lại là minh bạch không sai nếu không chạy, liền ngay cả chạy trối chết cơ hội đều không có. Ba huyễn thân hợp mà vì một, thân thể nhoáng một cái, liền phía bên phải bên cạnh kích bắn đi. Chỉ tiếc, dưới tình thế cấp bách, hắn lại quên một sự kiện giờ này khắc này. Hắn còn tại huyễn trong trận, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cố nhiên là thật. Nhưng tận mắt thấy cái này đoàn ánh sáng sáng, cái này kim sắc phiên cầu, chưa hẳn liền là thật. Hắn thân thể vừa mới bắn ra mấy trượng bên ngoài, viên kia kim sắc viên cầu. Bỗng nhiên liền từ bên người của hắn xông ra. Ầm vang một tiếng, kim sắc viên cầu vỡ ra, quang hoa chướng mắt, tiếng sét đánh bên trong, vô số kim quang lóng lánh lôi điện hướng bốn phương tám hướng bạo liệt mà ra. Trong khoảnh khắc, tam thủ ma lang thân thể to lớn liền bị muôn vàn lôi điện bao khỏa trong đó,
hãm thân tại trong biển sấm sét. Xa xa, huyễn trận một bên, Tiêu Phàm cùng Hắc Lân đứng sóng vai, nhìn xem đây hết thảy. A, xong rồi, chấm ngoặc kép, phích lịch nổ vang, Hắc Lân kìm lòng không đặng vỗ tuyết trắng tay nhỏ, Kiều Thanh kêu lên, cái mũi thẳng tắp phỉnh lên, lộ ra cực kỳ đắc ý. Chủ nhân, người thật thông minh, biết dùng Hạo Dương Lôi Châu tới đối phó cái này lão ma vương. Chấm ngoặc kép, Hạo Dương Lôi Châu, nguyên lai là Hạo Thiên Tông đòn sát thủ này. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, dù sao những này Hạo Dương Lôi Châu cũng là nhặt được, khỏi phải ngu sao mà không dùng. Tổng đặt ở chữ vật vòng tay bên trong, cũng là lãng phí. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm hết thảy thu thập qua ba tên Hạo Thiên Tông Nguyên Anh trưởng lão, Tô Thiên Phong, Âu Dương Uy, Tần trưởng lão, đều là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, chữ vật vòng tay bên trong đều cất giữ lấy Hạo Dương Lôi Châu. Âu Dương Uy thân làm hạch tâm trưởng lão, chữ vật vòng tay bên trong Hạo Dương Lôi Châu chừng ba viên nhiều, quả nhiên là tài đại khí thô cực kỳ. Cái này Hạo Dương Lôi Châu uy lực mặc dù kém xa ly hỏa đạn, nhưng ở bất ngờ không để phòng chúng vào, nhưng cũng tuyệt không dễ chịu, không chết cũng bị thương. Tam thủ ma lang vừa thi triển ra ba huyễn thân thần thông, Tiêu Phàm lập tức minh bạch, cứng rắn tiếp tục đấu, mình tuyệt không phải cái này lão ma sói đối thủ, lúc này bước ra mà đi. Cái này Hạo Dương Lôi Châu uy lực mặc dù rất lớn, nếu như không có không gian của ngươi thần thông cùng tiên tử tỷ tỷ giáo cho huyễn ảnh của ngươi phân thân thuật, muốn để cái này lão ma vương thượng khi, cũng không dễ dàng đâu. Chủ nhân, ta nhìn không gian của ngươi thần thông càng ngày càng tinh thông, lúc nào dậy một chút ta a. Chấm ngoặc kép, Hắc Lân ôm lấy cánh tay của hắn lay động mấy lần, Kiều Thanh nói. Tiêu Phàm cười vuốt vuốt nàng đen nhánh tóc đen, nói, mặc kệ là cái gì, chỉ cần ngươi muốn học, ta đều sẽ dạy ngươi. A, chấm ngoặc kép, chủ nhân, ngươi thật tốt, chấm ngoặc kép, Hắc Lân lập tức nhón chân lên, mân mê đỏ chói bờ môi, tại trên mặt hắn hôn một cái. Tiêu Phàm cười lắc đầu, lúc này, xa xa kim sắc phích lịch dần dần tiêu tán, một tiếng nổi giận đến cực điểm tiếng giống truyền đến, ngay sau đó, một đầu thân cao mấy trượng, toàn thân xám xanh, mọc ra ba cái đầu cự lang từ trong rừng rậm phóng lên tận trời, mang theo toàn thân vết thương cùng khiến người buồn nôn khét lẹt mùi, hướng phía tây bắc hướng kích bắn đi. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt lập tức thu liếm, ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Cơ hồ là bị Hạo Dương Lôi Châu chính diện đánh trúng, hoàn toàn tiếp nhận Hạo Dương Lôi Châu toàn bộ uy lực, lại còn không đủ để diệt sát cái này lão ma sói, còn có thể cấp tốc đào mệnh. Hóa hình hậu kỳ đại ma tôn, quả nhiên không hề tầm thường. Chương 1158, Hỗn Nguyên Thượng Nhân. Từng tiếng càng chim hót, thẳng tới cửu tiêu. Trên trời cao, một đoàn lộng lẫy vô số ánh lửa cháy hừng hực, đem nửa phía bầu trời đều chiếu màu đỏ bừng. Đối chuyện này hình, Tiêu Phàm rất quen thuộc, hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua một lần. Hạo Thiên Tông đại trưởng lão Âu Dương Minh Nguyệt, Tiêu Phàm không khỏi sửng sốt, Âu Dương Minh Nguyệt làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi? Đúng lúc này, một đạo tinh xảo kim sắc thiểm điện, từ cực cao trên bầu trời tuôn trào mà xuống, mỗi xẹt qua một đoạn hư không, thiểm điện liền thô to một phân, thật giống như không ngừng đang hấp thu trong không khí năng lượng, lớn mạnh tự thân. Trong nháy mắt, như là ngón tay mảnh khảnh kim sắc thiểm điện, liền trở nên thô hơn vạc nước, khoảnh khắc đến tam thủ ma lang trước mắt. Lão ma sói giật nảy cả mình, ám kêu không tốt, giẫm chân xuống, về sau bay ngược. Ầm ầm, một tiếng, thô to kim sắc thiểm điện bỗng nhiên tản ra, hóa thành một chương dày đặc lưới điện, vào đầu bao phủ xuống. Đoạn thời gian trước, Tiêu Phàm cùng Hạo Thiên Tông cùng Hạo Nhật môn tu sĩ cấp cao liên tiếp giao thủ, đối Hạo Dương thần lôi cùng Bàng Chi truyền thừa Hạo Nhật thần lôi, có thể nói mà biết rất nhấm, mấy tên đại tu sĩ thi triển đến Dương thần lôi, quả thật uy phong hiển hách, khó mà đối đầu. Nhưng cho tới bây giờ không ai, lại có thể sắp tới Dương thần lôi trưởng khống đến như thế thần mà minh chi tình trạng. Hơn nữa còn là một nữ nhân, tam thủ ma lang phản ứng dù nhanh, dù sao bản thân bị trọng thương, rốt cục vẫn là bị điện giật lưới bao phủ nó hạ. Kim sắc phích lịch xen lẫn bên trong, tam thủ ma lang gào thét như sấm. Oanh, chấm ngoặc kép, trong tiếng nổ, toàn thân máu thịt be bét, trái đen một mảnh ba thủ sói xanh từ lưới điện bên trong lao nhanh mà ra. Bất quá lúc này lão ma sói, khí tức giảm nhiều, sớm đã không có hóa hình hậu kỳ khủng bố linh áp, nhìn xem chỉ có vừa mới đặt chân hóa hình trung kỳ tiêu chuẩn. Thương thế chi trọng, tột đỉnh, nhất là muốn mạng chính là, lớn sói xanh từ lưới điện bên trong một sông tới, liền lần nữa cảm nhận được một cỗ càng thêm khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức này là hủy diệt tính. Dưới sự kinh hãi, lão ma sói vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu, một cái kim quang lóng lánh như ý bảo tháp,
hóa thân mấy trượng chi cự, một đoàn đường kính hơn một trượng to lớn lôi cầu, tại bảo tháp dưới đáy thành hình, còn không có cùng lão ma sói nghĩ được rõ ràng. Liền nghe được phích lịch một tiếng, to lớn thiểm điện oanh kích mà hạ. Tam thủ ma lang chỉ tới kịp kinh hô nửa tiếng, liền im bặt mà dừng, toàn bộ thân hình đều bao phủ tại lôi điện bên trong, ngay sau đó. Ma lang thân thể khổng lồ vô thanh vô tức vỡ ra, tại hồ quang điện bên trong vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm điểm cho tàn, tiêu tán thành vô hình. Điện quang lướt qua, chỉ còn lại có một cái màu đen chữ vật vòng tay cùng một viên nắm đấm lớn tiểu nhân màu nâu đen nội đan. Đầu này có thể so với nhân loại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hậu kỳ đại ma tôn, cứ như vậy vẫn lạc tại lôi điện chi lực hạ. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có cái này khu khu hai dạng đồ vật. Tiêu Phàm vùng ống tay áo lên, không chút khách khí liền đem chữ vật vòng tay cùng màu nâu đen nội đan bỏ vào trong túi. Hắn thân gia cố nhiên phong phú, hóa hình hậu kỳ ma thú nội đan. Lại còn chưa bao giờ thấy qua, càng không được cất giữ. Vô luận là ở đâu bên trong, đây đều là cực độ nghịch thiên chi vật. Bình thường đến nói, hóa hình hậu kỳ ma thú hoặc là yêu thú, so cùng gia nhân loại hậu kỳ đại tu sĩ còn phải mạnh hơn ba phân. Đương nhiên, giống Âu Dương Minh Nguyệt dạng này đại tu sĩ, là một ngoại lệ. Tiêu Phàm vừa diệt giết tam thủ ma lang, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, trước mắt hồng quang lóa mắt, Âu Dương Minh Nguyệt đạp trên hạo dương chim, đã đến trước mặt, toàn thân dục hỏa hạo dương trên lưng chim, Âu Dương Minh Nguyệt tóc trắng bay múa, tay áo tung bay, trần trụi một đôi trắng bóc gót sen, tuyệt đại phong hoa. Đến mức ngay cả Tiêu Phàm đều kém chút hoàn toàn coi nhẹ hạo dương thân chim bên cạnh đứng thẳng giữa không trung một người đàn ông tuổi trung niên. Đại trưởng lão, Tiêu Phàm ôm quyền vái chào. Trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chi ý. Thực tế không nghĩ tới, sẽ tại cái này cực tây vắng vẻ chi địa nhìn thấy Âu Dương Minh Nguyệt, lại không biết vị này Hạo Thiên Tông đại trưởng lão nghìn dặm xa xôi đuổi tới nơi này, có gì muốn làm. Tiêu đạo hữu, 10 năm ước hẹn đảo mắt đem giới, ngươi không tại Kim Châu thành hảo hảo tu luyện, tăng cao tu vi, lại chạy đến cái này nhạc tây địa khu tới làm cái gì. Còn cùng một đầu hóa hình hậu kỳ ma thú tranh đấu, vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhưng từng vì thân nhân của ngươi đệ tử nghĩ qua hậu quả a. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, từ tốn nói, ngữ khí có chút không vui. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói chết sống có số. Nguyệt tiên tử, đây chính là ngươi nói vị kia vô cực môn tiểu hữu a. Đứng tại hạo dương chim bên người nam tử trung niên, mỉm cười hỏi. Cái này người đàn ông tuổi trung niên chừng 40 tuổi, một bộ thanh bào, ba chòm râu dài, phiêu nhiên có xuất trần thái độ, một chút nhìn sang. Vậy mà không cách nào nhìn ra tu vi của hắn sâu cạn, anh hoa nội liễm. Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi, lấy hắn dưới mắt thần thức cường đại, mảy may cũng không tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới, lại không cách nào nhìn ra trung niên nam tử này tu vi thật sự, quả nhiên là trước nay chưa từng có chuyện lạ. Đủ thấy vị trung niên nam tử này cường đại, đã vượt qua suy đoán của hắn bên ngoài. Đối với hắn xuất thủ diệt sát hóa hình hậu kỳ ma lang, trung niên nam tử này ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút. Tựa hồ cảm thấy 10 điểm đương nhiên. Hóa hình hậu kỳ đại ma tôn, tại trong mắt người khác, tự nhiên là cao cao tại thượng siêu cấp cường giả, ở trong mắt người nọ, cũng chỉ bình thường thôi, ngược lại kém xa Tiêu Phàm như vậy gây nên hứng thú của hắn. Tiêu Phàm bận bịu tức hai tay ôm quyền làm lễ, khách khí nói, chính là tại hạ vô cực môn Tiêu Phàm, chưa dám thỉnh giáo bạn cao tính đại danh. Nam tử trung niên tay vuốt râu dài, mỉm cười nói, tiểu hữu khách khí, tại hạ Tây Phong núi Hỗn Nguyên xem một tên nhàn tản người. Các đạo hữu nâng đỡ, xưng hô một tiếng Hỗn Nguyên thượng nhân, thực tế là không dám nhận. Hỗn Nguyên thượng nhân, lần này, Tiêu Phàm là mạnh mẽ kinh hãi. Mặc dù Lệ Thú Sơn mạch đợi 30 năm lâu, hắn đối nhạc Tây địa khu tu chân giới, kỳ thật không phải quá quen, rất nhiều thành danh đã lâu nguyên anh tu sĩ, Tiêu Phàm đều chưa từng nghe nói tới đại danh của bọn hắn. Nhưng Hỗn Nguyên thượng nhân tuyệt đối là một ngoại lệ, bởi vì Hỗn Nguyên thượng nhân chính là nhạc Tây địa khu công nhận cực Tây chi địa đệ nhất cao thủ. Bởi vì chỗ vắng vẻ, tài nguyên khuyết thiếu, toàn bộ nhạc Tây địa khu nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, Hỗn Nguyên thượng nhân chính là trong đó nổi danh nhất đại tu sĩ, thành danh sớm nhất, cảnh giới tối cao, tu là mạnh nhất. Danh xưng nhạc Tây địa khu đại tu sĩ đệ nhất, đây là công nhận, nhiều năm trước tới nay, từ không có người đối thuyết pháp này đưa ra qua bất kỳ dị nghị gì. Bất quá Hỗn Nguyên thượng nhân trời sinh tính đạm bạc, đối cuồn cuộn hồng trần bên trong hết thảy thấy rất nhạt, cho tới nay đều là một người cô đơn, chưa hề khai tông lập phái. Xưng tôn xưng tổ, có lẽ cũng thu qua một hai tên đệ tử, lại cơ hồ không người biết được, tại tu chân giới điệu thấp tới cực điểm.
Hỗn Nguyên thượng nhân ngày bình thường chỉ ở xem bên trong tu luyện, rất ít hỏi đến ngoại sự, rất ít bên ngoài ở giữa lộ diện. Cho nên Nhạc Tây Quốc đa số tu sĩ, đối Hỗn Nguyên thượng nhân đều chỉ là nghe tiếng, từ không thấy mặt. Hỗn Nguyên thượng nhân ở Tây Phong núi, thực tế sớm đã trở thành Nhạc Tây địa khu cấm địa, không có bất kỳ người nào có can đảm tùy tiện xông vào. Hỗn Nguyên thượng nhân không hỏi ngoại sự, chưa chắc người nào đều có thể tùy tiện mạo phạm hắn. Đối với một tên công nhận đệ nhất cao thủ, hay là kính cẩn cẩn thận mới là tốt, không cần thiết cầm tính mạng của mình đi dò xét tính tình của hắn. Lại không nghĩ tới, vị này Nhạc Tây địa khu đệ nhất cao thủ, vậy mà cùng Âu Dương Minh Nguyệt là bạn tốt. Tiêu Phàm gặp qua thượng nhân, Tiêu Phàm cung cung kính kính ôm quyền vái chào, giọng nói vô cùng nó chân thành. Hỗn Nguyên thượng nhân mỉm cười khoát tay, nói Tiêu đạo hữu không cần đa lễ. Lúc trước Nguyệt tiên tử cùng ta cho tới đạo hữu, ta còn có chút không tin. Dù sao Quý Môn ngàn năm trước phát sinh khiến người bóp cổ tay đại sự. Đã rất nhiều năm chưa từng thấy đến chính tông vô cực môn đệ tử tu luyện tới đạo hữu bây giờ cảnh giới. Bất quá về sau nghe nói đạo hữu tại Ma Diễm Thành xuất lĩnh Nhạc Tây Quốc đồng đạo chống cự ma thú xâm chiếm, tại hạ lập tức liền tin. Không hổ là chính tông nhất vô cực truyền thừa, hiệp can nghĩa đảm, hảo hảo khiến người bội phục. Nói, Hỗn Nguyên thượng nhân cũng hai tay ôm quyền, khách khí hướng Tiêu Phàm thi cái lễ. Thượng nhân quá khen, không dám nhận. Tiêu Phàm bận bịu tức hoàn lễ, tại hạ là bởi vì một tên bạn gái ngưng lại tại Ma Diễm Thành, lúc này mới đuổi đi nơi nào. Nếu như Hắc Ma giáo Hắc giáo chủ không trở ngại tại hạ rời đi lời nói, tại hạ sớm đã rời đi Ma Diễm Thành. Về sau tại Ma Diễm Thành trợ thủ, nói đến cũng là hành động bất đắc dĩ. Hắc giáo chủ chết tại trong tay tại hạ, ta nếu là rời đi lời nói, Ma Diễm Thành liền sẽ rắn mất đầu, lâm vào trong hỗn loạn. Hỗn Nguyên thượng nhân mỉm cười nói, vô luận như thế nào, Tiêu đạo hữu cử động lần này rất có hiệp liệt chi khí. Như không phải đạo hữu, Ma Diễm Thành chỉ sợ đã sớm bị ma thú công phá, muốn thu phục, lại muốn bao nhiêu phí chút sức lực. Mà lại đối trong thành đồng đạo mà nói, cũng là một trường hạo kiếp. Tiêu Phàm khẽ khom người, cảm ơn Hỗn Nguyên thượng nhân khích lệ. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Tiêu Phàm một chút, từ tốn nói, mấy năm không gặp, Tiêu đạo hữu thần niệm chi lực, tăng cường không ít, ngược lại là chuyện tốt. Tựa hồ đối với Tiêu Phàm tại thần niệm chi lực bên trên dài tiến vào có chút quan tâm. Hỗn Nguyên thượng nhân nói, chính là, ta cũng có thể cảm nhận được Tiêu đạo hữu thần niệm chi lực, xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên. Nhìn tới tu luyện quả nhiên là chính tông nhất vô cực truyền thừa. Nguyệt tiên tử nhất định phải mời Tiêu đạo hữu gia nhập chúng ta, quả nhiên là có đạo lý. Tiêu Phàm không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, hợp lấy Hỗn Nguyên thượng nhân cũng là Âu Dương Minh Nguyệt, tầm bảo đoàn, một viên. Tu vi của người này tinh thâm, danh xưng Nhạc Tây địa khu đại tu sĩ thứ nhất, Âu Dương Minh Nguyệt mời hắn cùng một chỗ hành động, ngược lại hợp tình hợp lý. Tiêu Phàm ôm quyền nói, hai vị đạo hữu, tại hạ không thể ở chỗ này đợi lâu, nhất định phải nhanh chạy về Ma Diễm Thành đi. Bây giờ ma thú thủ lĩnh đã đền tội, chính là tổ chức phản kích, triệt để đánh tan ma thú đại quân thời điểm. Hỗn Nguyên thượng nhân cười ha ha một tiếng, vuốt râu nói, Tiêu đạo hữu nói cực phải. Tại hạ và Nguyệt tiên tử cố ý đuổi tới Nhạc Tây quốc đến, chính là vì ma thú sự tình. Mời Tiêu đạo hữu chờ một chút, quốc gia khác đồng đạo, lập tức liền muốn đến. Có viện quân, Tiêu Phàm hai mắt lập tức sáng lên, bất quá ngẫm lại cũng 10 điểm bình thường, lấy Hỗn Nguyên thượng nhân tại Nhạc Tây địa khu uy vọng, hắn đều tự mình ra mặt, cho dù ai đều muốn cho hắn 3 phần mặt mũi, cái này viện quân tổ chức liền tương đối dễ dàng. Quả nhiên, sau một lát, xa xa chân trời liền lộ ra một đạo hắc tuyến. Trong chốc lát, đạo này hắc tuyến liền biến thành phô thiên cái địa tu sĩ đại quân, các loại phi hành pháp bảo đầu đuôi tương liên, lít nha lít nhít che đậy hơn phân nửa chân trời. Thô thô nhìn lại, chí ít cũng có mấy vạn đại quân. Mà lại mỗi một người tu sĩ trên thân lộ ra linh lực ba động đều không yếu, chí ít cũng tại trúc cơ kỳ trở lên, không ít hay là kim đan kỳ tu sĩ. Về phần tại phía trước nhất lĩnh đội, đều không ngoại lệ, đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Mấy chục ngàn tu sĩ, mặc dù tại về số lượng xa kém xa ma thú đại quân, nhưng chân thực sức chiến đấu mạnh, lại khó mà đánh giá. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở phào một cái. Trợ thủ Ma Diễm Thành, nhiệm vụ này xem ra có thể viên mãn song song rồi. Chương 1159, nghiêng về một bên. Ma thú đại quân đối Ma Diễm Thành công kích, cuối cùng hơn một tháng nhiều lần giằng co, cuối cùng diễn biến thành một trường giết chóc. Cùng ngày tế lít nha lít nhít phi hành pháp bảo đuổi tới Ma Diễm Thành trên không thời điểm, bởi vì xúc tu cự quái bị giết chết mà triệt để chọc giận ma thú đại quân, chính toàn tuyến xuất động, tựa như phát điên hướng Ma Diễm Thành phát động một đợt lại một đợt công kích.
vô số ma thú tại quân coi giữ dày đặc tên nỏ đã kích xuống đột tử tại chỗ, ngoại thành sớm đã thành tu la trận, ma thú thi thể ngổn ngang lộn xộn, khắp nơi đều là. Cao trung giai ma thú cũng nhao nhao xuất động, kéo chặt lấy Ninh Khinh Ngữ cùng ra khỏi thành tác chiến mấy tên nguyên anh tu sĩ, một tầng lại một tầng bao vây quanh, nửa bước không lùi, hạ quyết tâm, không để Ninh Khinh Ngữ bọn người lui về thành đi. Những này cao giai ma thú rất rõ ràng, ma diễm thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng không nhiều, đằng trước đã chạy một cái Tiêu Phàm, nếu như có thể đem Ninh Khinh Ngữ diệt sát ở ngoài thành, trong thành quân coi giữ lập tức liền sẽ trở nên rắn mất đầu. Một đám khuyết thiếu chỉ huy đám ô hợp, số lượng lại nhiều, cũng hào không phải sợ. Huống chi so số lượng lời nói, lại có thể nào hơn được ma thú. Không bao lâu, Ninh Khinh Ngữ bọn người liền nhao nhao mang thương. Cứ như vậy đánh xuống, ra khỏi thành tác chiến mấy vị này nguyên anh tu sĩ, vô một có thể may mắn thoát khỏi. Coi như không bị ma thú giết chết, cũng sẽ tươi sống mệt chết. Nhưng trừ liều chết đến cùng, ai cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng kỳ tích sẽ phát sinh. Kỳ tích thật liền phát sinh, phích lịch một tiếng, một vòng kim sắc nắng gắt, bỗng nhiên tại ma diễm thành trên không bay lên, cái này vòng nắng gắt thậm chí so trên trời hai cái mặt trời còn muốn càng thêm sáng tỏ, kim sắc lôi điện bắn ra bốn phía, chiếu sáng rạng rỡ, hào quang rực rỡ. Đột nhiên xuất hiện kỳ cảnh, làm cho đang tiến hành kịch liệt chém giết đều ngừng lại, vô số người ngửa mặt lên trời không trung nhìn lại. Mau nhìn, quá trong dương có người, một nữ nhân, chấm ngoặc kép, không đúng. Là một vị tiên tử, chấm ngoặc kép, có mắt sắc người, lập tức nhìn thấy nắng gắt chính giữa một tên bạch y tiên tử, tóc dài bay múa, tay áo bay tán loạn, phong hoa tuyệt đại. Uyển như người trong chốn thần tiên, ngay cả Tiêu Phàm đều nhìn ngốc, thực tế nghĩ không ra, một người vậy mà có thể đem pháp bảo uy năng kích phát đến trình độ như vậy. Từ nắng gắt bên trong phát ra vô tận uy áp, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên thượng nhân cũng than thở có thừa, nhiều năm không gặp, Nguyệt tiên tử công lực càng thêm thâm hậu. Dù coi như là ngộ linh kỳ cao nhân, vận dụng Hạo Dương bảo kính, uy lực cũng không gì hơn cái này a. Tiêu Phàm rất tán thành, hắn mặc dù không có gặp qua ngộ linh kỳ cao nhân, càng chưa từng lĩnh giáo qua bọn hắn thông thiên triệt địa thủ đoạn. Nhưng nghĩ tới ra tay một kích, uy năng cũng chỉ là như vậy. Đây mới là danh chấn Nam Châu đại lục cường đại nhất tu sĩ thực lực chân chính. Cấp bậc hơi thấp ma thú, tại cái này kinh khủng uy áp phía dưới, không khỏi gân xốp giòn xương mềm, nhao nhao nằm sấp dưới đất. Phát ra, ô ô, tiếng ai minh, động cũng không dám động. Một trận trầm muộn lôi tiếng vang lên, tựa hồ từ phía chân trời xa xôi truyền tới, một chút xíu tăng cường. Càng ngày càng vang, rất nhanh liền hội tụ thành một mảnh. Đầy trời kinh lôi cuồn cuộn, vô số kim sắc lôi điện, từ nắng gắt bên trong phun ra, như là ngàn vạn đạo kim sắc mũi tên. Hướng đầy đất ma thú oanh kích mà hạ, đi mau, chấm ngoặc kép, Ninh Khinh Ngữ bọn người gặp một lần cái này tư thế, từng cái sắc mặt đại biến. Riêng phần mình lái độn quang, hướng nơi xa cấp tốc phi độn mà đi. Cùng bọn hắn giao thủ cao giai ma thú, giờ phút này cũng không lo được cuốn lấy bọn hắn, ngược lại cùng Ninh Khinh Ngữ bọn người đồng dạng, cùng thi triển thần thông, phi tốc đào mệnh. Lấy bọn hắn cấp bậc, bị cái này kim sắc phích lịch đánh trúng, có lẽ không đến chí mạng, lại cũng sẽ không quá dễ dàng. Thoáng qua ở giữa, đại địa liền bị kim sắc phích lịch hoàn toàn bao phủ. Một kích chỉ uy, quả là tại tư. Tiêu Phàm âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, kim sắc phích lịch mới dần dần tiêu tán, chỉ thấy ma diễm thành bên ngoài, vô số ma thú ngược lại nằm trên mặt đất, toàn thân cháy đen, đã sớm bị lôi điện đánh cho khí tức hoàn toàn không có. Mấy chục ngàn tu sĩ đại quân theo sát phía sau, che đậy giết tới. Dẫn đầu đều là nguyên anh kỳ cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ cấp cao, chen chúc mà tới, riêng phần mình thi triển thần thông. Đông đảo ma thú chưa từ kim sắc lôi điện oanh kích dưới lấy lại tinh thần, dọa đến sợ đến vỡ mật, xương mềm gân mệt, nơi nào có cái gì kháng cự chi lực. Chiến cuộc trong khoảnh khắc biến thành nghiêng về một bên đổ sát. Cao giai ma thú mắt gặp tình hình không đúng, lập tức điều khiển độn quang, hướng đông bên cạnh bay vụt mà đi, lúc này, lại là ai cũng không lo được, nhà mình đào mệnh quan trọng. Về phần tam thủ ma lang vì sao không thấy bóng dáng, ai còn sẽ đi chú ý. Mặc dù như thế, ma thú số lượng thực tế quá nhiều, trận này nghiêng về một bên đại chiến, cũng vẫn là tiếp tục tốt mấy canh giờ, mới rốt cục tạm thời có một kết thúc, ma diễm thành bên ngoài tiếng hò giết, dần dần chìm xuống. Dõi mắt chỗ đến, chỉ thấy mênh mông vô bờ ma thú thi hài, cũng có không ít nhân loại tu sĩ thi thể xen lẫn trong đó. Mọi người đừng sợ vất vả, tiếp tục đuổi giết, không muốn cho ma thú có cơ hội thở dốc. Hỗn Nguyên thượng nhân thay đổi ôn tồn lễ độ thần thái,
trên mặt hiện lên một vòng nồng đậm sát cơ, cao giọng nói. Ây, tu sĩ đại quân ầm vang trả lời. Một chút nguyên anh tu sĩ liền xuất lĩnh lấy đệ tử bản môn, điều khiển lấy cỡ lớn phi hành pháp bảo, trực tiếp hướng ma thú đào tẩu phương hướng truy sát mà đi. Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, vô luận tại phàm tục thế giới hay là tại tu chân giới, truy kích đều là tính giá so cao nhất. Địch nhân đã sợ vỡ mật, không còn có mảy may đấu trí, mà lại xây dựng chế độ hỗn loạn, chỉ huy hoàn toàn không có, chỉ lo đào mệnh, truy sát địch nhân như vậy, chính là nhất hài lòng thời điểm. Huống hồ ma thú mặc dù không giống yêu thú vật liệu như thế đáng tiền, nhưng nội đan nhưng cũng là đồ tốt, không ít tu luyện ma công tu sĩ đều sẽ cao giai thu mua. Một đường này truy sát tới, chính là đếm không hết linh thạch a. Ai đều sẽ không bỏ rơi dạng này phát tài cơ hội tốt. Mắt thấy tu sĩ đại quân anh dũng hướng về phía trước truy sát, Hỗn Nguyên thượng nhân lúc này mới mỉm cười gật đầu, hướng cách đó không xa Âu Dương Minh Nguyệt nói, Nguyệt tiên tử, chúng ta một đạo, đi phía trước nhìn thấy thế nào. Những ma thú này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện, tổng cũng phải có cha cái cha ra manh mối mới tốt. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì. Tiêu đạo hữu, nhưng nguyện cùng tại hạ đồng hành, đạt được Âu Dương Minh Nguyệt cho phép, Hỗn Nguyên thượng nhân lại chuyển hướng Tiêu Phàm, mỉm cười mời. Tiêu Phàm đáp, tại hạ cũng đang có ý này. Những ma thú này bỗng nhiên xuất hiện, ta lo lắng, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ồ, Tiêu đạo hữu lời ấy, tựa hồ có ý riêng a. Hỗn Nguyên thượng nhân gì cùng dạng người, tự nhiên lập tức liền nghe ra Tiêu Phàm ý ở ngoài lời. Tiêu Phàm nhẹ nói, tại hạ hơn 10 năm trước, đã từng cùng những ma thú này đã từng quen biết, khi đó, bọn chúng cũng còn ẩn thân lệ thú sơn mạch chỗ sâu thế giới ngầm, chưa từng tại ngoại giới lộ diện. Chấm ngoặc kép, có loại sự tình này. Tiêu đạo hữu có thể nói kỹ càng một chút. Hỗn Nguyên thượng nhân sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói. Âu Dương Minh Nguyệt thần thái lạnh nhạt, bất quá nhìn ra được, nàng đối với chuyện này cũng cảm thấy có chút hứng thú. Nàng lại không Lý Tục Phụ, dù sao cũng là Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, mà Hạo Thiên Tông lại là công nhận Nam Châu đại lục 10 đại tông môn một trong, đối mặt chuyện như vậy, Hạo Thiên Tông không có khả năng không đếm xỉa đến. Tiêu Phàm liền đơn giản đem năm đó thế giới ngầm kinh lịch tự nói một lần. Với hắn mà nói, việc này cũng không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không có quá nhiều kiêng kỵ. Một chút dính đến tự ẩn sự tình, tự nhiên là lướt qua không đề cập tới. Vô luận Âu Dương Minh Nguyệt hay là Hỗn Nguyên thượng nhân, cũng sẽ không có hứng thú điều tra hắn tự ẩn. Như thế nói đến, chẳng lẽ năm đó sụp đổ thông đạo, vậy mà lại thật lần nữa liên thông rồi. Nghe xong Tiêu Phàm tự thuật, Hỗn Nguyên thượng nhân không chịu được cùng Âu Dương Minh Nguyệt liếc nhau một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Tiêu Phàm thờ ơ lạnh nhạt, lại luôn cảm thấy hai người đối mặt cái nhìn này thâm ý sâu sắc, tựa hồ bọn hắn cũng sớm đã đang hoài nghi loại tình hình này. Hỗn Nguyên thượng nhân nhìn Tiêu Phàm một chút, chậm rãi nói, Tiêu đạo hữu không cần nghi hoặc, ta cùng Nguyệt tiên tử đã từng như vậy sự tình lên qua một quẻ tượng biểu hiện, cùng Tiêu đạo hữu giờ phút này lời nói, vừa vặn có thể ấn chứng với nhau, một trận đại kiếp nạn, tức sắp giáng lâm chúng ta toa ma giới. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lập tức giật mình. Nguyên lai Hỗn Nguyên thượng nhân cũng tinh thông thuật bói toán. Khó trách Âu Dương Minh Nguyệt nhìn dặm xa xôi chạy đến nơi đây đến mời hắn, nhập bọn quả nhiên cũng là bởi vì người này tinh thông xem bói. Bằng không mà nói, thần thông quảng đại, thủ đoạn kinh người hậu kỳ đại tu sĩ, Nam Châu đại lục cũng không ít, vẻn vẹn Hạo Thiên Tông liền có mấy vị, Âu Dương Minh Nguyệt không có thất bỏ gần cầu xa xa, đuổi tới Nhạc Tây địa khu đến tìm Hỗn Nguyên thượng nhân. Nghĩ đến ngày đó Hương Ngọc Lộ đối với Hỗn Nguyên thượng nhân lực hấp dẫn cũng là không thể nghi ngờ. Hỗn Nguyên thượng nhân thành danh cực sớm, bây giờ coi như còn không có 1000 tuổi, cũng chênh lệch không xa. Hiển nhiên thọ nguyên sắp hết, có thể không nhìn bình cảnh Thiên Hương Ngọc Lộ, chính là bọn hắn duy nhất trông cậy vào. Dù chỉ là một cọng rơm, cũng sẽ tóm chặt lấy, cũng không buông tay. Chỉ bất quá Tiêu Phàm trong lòng cũng hơi kinh ngạc, liền xem như muốn đi tìm Thiên Hương Ngọc Lộ. Tựa hồ cũng không cần thiết nhiều như vậy chiêm bạc sư a. Tầm bảo trọng yếu nhất, chẳng lẽ không phải là tìm tới chính xác địa đồ sao? Lại hoặc là, Âu Dương Minh Nguyệt có khác hắn đồ. Đủ loại này nghi hoặc, tự nhiên chỉ ở Tiêu Phàm trong lòng, tuyệt sẽ không lộ ra nửa phân tới. Vô luận Âu Dương Minh Nguyệt hay là Hỗn Nguyên thượng nhân, nhưng đều không phải đèn đã cạn dầu. Chốc lát, Tiêu Phàm có chút không hiểu hỏi, thượng nhân, tại hạ làm sao nghe nói, năm đó đại kiếp nạn. Là bởi vì mấy cái giao diện gặp nhau mà tạo thành, cũng không phải là bởi vì không gian thông đạo kết nối. Hỗn Nguyên thượng nhân nhẹ nhàng lắc đầu, nói căn cứ cổ tịch ghi chép, cái gọi là giao diện gặp nhau, kỳ thật chính là không gian thông đạo kết nối.
Những này giao diện ở giữa, vốn là có các loại không gian thông đạo tương liên, bất quá kia là rất sớm chuyện lúc trước, chí ít là thái cổ thời điểm. Về sau không biết nguyên nhân gì, đại bộ phận phân không gian thông đạo lần lượt sụp đổ, các giới mặt ở giữa liền không có liên hệ. Thẳng đến mấy vạn năm trước, không gian thông đạo bỗng nhiên lại tự hành mở ra, thất dạ giới, huyền ta giới, cao cổ giới cùng giới diện khác tu sĩ, chen chúc mà vào, muốn cướp đoạt chúng ta toa ma giới các loại tài nguyên, lúc này mới bộc phát giao diện đại chiến. Chỉ là không nghĩ tới, năm đó thất dạ giới dư nghiệt, còn lưu tại chúng ta toa ma giới. Việc này bất luận thật giả, chúng ta đều phải đi thương khung núi nhìn xem, bằng không mà nói, tóm lại sẽ không an tâm. Hỗn Nguyên thượng nhân lập tức nói, ngữ khí kiên định. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, không có phản đối. Lệ thú sơn mạch cùng thế giới ngầm cố nhiên hung hiểm, nhưng ba người bọn họ đồng hành lời nói, nhưng cũng không có gì đáng lo lắng. Mà huống hồ, cũng không nhất định liền muốn lần nữa tiến vào nhập thế giới ngầm. Chương 1160, tĩnh mịch chi địa. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Đây là Tiêu Phàm lần nữa nhìn thấy lệ thú hoang nguyên về sau cảm giác đầu tiên. Mặc dù hắn từng tại lệ thú hoang nguyên bên trong liều 3 tháng mệnh, nhưng vẫn là lần đầu đứng tại cực cao trên trời cao quan sát toàn bộ lệ thú hoang nguyên toàn cảnh. Năm đó tòa kia phong ấn đại trận, đã sớm bị ma thú đại quân tách ra, thành vì xem qua vân yên. Dưới mắt lệ thú hoang nguyên, sớm đã không còn năm đó náo nhiệt, mà là hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng bảo là không gặp được thành quần kết đội yêu thú, liền ngay cả bình thường nhất thú loại cũng không nhìn thấy một con. Không có sống, cũng nhìn không thấy chết. Toàn bộ lệ thú hoang nguyên đều bị càn quét không còn, trừ thỉnh thoảng từ trong núi trong rừng rậm phiêu đãng mà lên từng sợi hắc phụ, cũng không còn thấy một con vật sống. Chẳng những lệ thú hoang nguyên như thế, từ ma diễm thành hướng đông, một đường đi tới, đều như thế. Tất cả thành trì hương chấn, thậm chí sơn lâm đầm lầy, đều hoàn toàn tĩnh mịch, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ma thú những nơi đi qua, tất cả nhân loại cùng yêu thú, nếu như không có chạy trốn lời nói, cũng chỉ có hai kết quả hoặc là bị đồng hóa, trở thành ma thú một viên, hoặc là bị ăn sạch, trở thành ma thú đồ ăn. Cái này cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, ma thú vốn chính là như vậy đặc tính. Chân chính làm người ta giật mình chính là, ma thú đồng hóa năng lực, sao sinh như thế cường hãn. Âu Dương Minh Nguyệt, Hỗn Nguyên Thượng Nhân, Tiêu Phàm ba người song song đứng tại lệ thú hoang nguyên trên không, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới tĩnh mịch một mảnh dãy núi rừng rậm, trên mặt đều lộ ra vẻ sầu lo. Tiêu Phàm nhìn không được hỏi, thượng nhân, cổ tịch bên trên ghi chép, thất dạ giới ma tu, có dạng này đồng hóa năng lực sao? Hỗn Nguyên Thượng Nhân lắc đầu, nhíu mày nói, cổ tịch bên trên ghi chép liên quan kỳ thật rất ít, dù sao phát sinh ở mấy vạn năm trước, tuyệt đại đa số cổ tịch đều chôn vùi. Có quan thất đêm giới ma tu, tựa hồ là có đồng hóa năng lực, xuyên thấu qua ma khí đem nhân loại tu sĩ cùng yêu thú thể chất tiến hành cải biến. Biến thành ma tu một viên, nhưng như thường lệ lý đến nói, đây cũng là một cái dài quá trình, tuyệt khó một lần là xong. Bằng không mà nói, năm đó liền nên là bọn hắn quân lâm thiên hạ, giới diện khác nơi nào còn có cơ hội sinh tồn, sớm đã bị bọn hắn đều đồng hóa mất. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, đối Hỗn Nguyên Thượng Nhân thuyết pháp này có chút tán đồng. Nhạc Tây Quốc ma thú đại quân lần này sở dĩ có thể náo ra gây động tĩnh lớn, chủ yếu vẫn là bởi vì đánh cái xuất kỳ bất ý, thiên thai thành tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới, bị đánh cho trở tay không kịp. Còn sót lại ma thú dư nghiệt không có tại lệ thú hoang nguyên dừng lại, mà là như ong vỡ tổ hướng lệ thú sơn mạch chỗ sâu rút lui. Tại mấy vạn nhân loại bên trong tu sĩ cấp cao toàn lực truy sát phía dưới, lệ thú hoang nguyên căn bản cũng không khả năng hình thành hữu hiệu bình chướng. Đối nhiều như vậy tu sĩ cấp cao mà nói, lệ thú hoang nguyên thực tế quá tiểu. Mọi người tứ phía vây kín, không bao lâu liền có thể đem toàn bộ hoang nguyên đều thảm thức lục soát một lần. Trốn ở lệ thú hoang nguyên bên trong, thuần túy liền là muốn chết. Tại mọi nhân loại tu sĩ bao vây tiêu diệt phía dưới, dù coi như là hóa hình kỳ trở lên ma thú, cũng không có bất kỳ cái gì sinh lộ. Thậm chí, ngay cả lệ thú sơn mạch đều không an toàn. Lệ thú sơn mạch trước kia sở dĩ trở thành cấm địa, là bởi vì sơn mạch chỗ sâu có rất nhiều yêu thú cường đại, mà Nhạc Tây địa khu người tu chân, lại tương đối yếu kém. Cho nên mới không có người xâm nhập lệ thú sơn mạch. Bây giờ lập tức hiện ra mấy vạn nhân loại bên trong tu sĩ cấp cao. Liền xem như đối với trước kia lệ thú sơn mạch, cũng đã hình thành ưu thế áp đảo, lại càng không cần phải nói đối mặt chỉ là một chút đã sợ vỡ mật ma thú dư nghiệt, mấy có lẽ đã không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Lúc này không thừa cơ đồ cướp một phen, chờ đến khi nào. Nhân loại từ trước có từ chúng tâm lý, mắt thấy phe mình người đông thế mạnh, đối phương lại binh bại như núi đổ,
tự nhiên không hề cố kỵ liền như ong vỡ tổ hướng tiến vào lệ thú sơn mạch, không có chút nào do dự. Âu Dương Minh Nguyệt hỗn nguyên thượng nhân cùng Tiêu Phàm, tự nhiên không thể là vì thu hoạch ma thú nội đan mà khắp núi truy sát ma thú, mà là thẳng đến Thương Khung núi mà đi. Tiêu Phàm từng tại Thương Khung núi một bên ở lại 30 năm, đối vùng này địa hình cùng đường đi đều rất quen thuộc, đi đầu dẫn đường. Bất quá trùng hợp chính là, bọn hắn chỗ đi con đường tắt này, lại chính là ma thú chủ yếu rút lui phương hướng. Trên đường đi, ba người đem những cái kia cấp 9 trở xuống ma thú, xa xa vung tại phía sau, nửa phân đều không thèm để ý. Những này đê giai ma thú, đều lưu cho phía sau những người đuổi giết kia là được, ba người sẽ không vì này lãng phí một chút thời gian. Dù coi như là cấp 10 trở lên hóa hình ma thú, chỉ cần xem thời cơ phải nhanh, sớm cải biến chạy trối chết phương hướng, ba người cũng sẽ không đi đuổi theo. Chỉ có 2-3 đầu hóa hình ma thú, cũng không biết là ra tại nguyên nhân gì, có thể là đầu tương đối đần, vậy mà không biết sửa đổi phương hướng, chỉ là cắm đầu hướng Thương Khung bên kia núi phi nước đại, tự nhiên là bị ba người tùy tiện đuổi kịp, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền diệt sát đi. Lại hướng phía trước, liền không gặp được ma thú. Phổ thông hóa hình ma thú tốc độ bay, nơi nào có thể so ra mà vượt ba người bọn họ. Dù coi như là trong ba người tốc độ bay chậm nhất Tiêu Phàm, cũng không đang tìm thường hậu kỳ đại tu sĩ tốc độ bay phía dưới. Đi hướng Thương Khung núi trên đường, Tiêu Phàm tại Lâm Lang Sơn thoáng dừng lại một lát. Nơi này, đã từng là hắn cùng Hoàng Đường sinh hoạt địa phương, hiện tại, Hoàng Đường năm đó động phủ sớm đã hoang vu, kết đầy mạng nhện. To lớn Lâm Lang Sơn, không nhìn thấy một đầu phi cầm tẩu thú, chỉ thỉnh thoảng nghe đến côn trùng khẽ kêu thanh âm. Tiêu Phàm ánh mắt lóe lên một vòng vẻ ảm đạm, theo sau tiếp tục đi đường. Xa xa, cao vút trong mây Thương Khung núi thấy ở xa xa. Ngày xưa bị băng tuyết bao trùm Thương Khung núi, giờ phút này lại là hắc vụ quấn, đã sớm bị ma hóa. Ba người chậm rãi đáp xuống Trấn Nhạc Thần Điện trước mặt trên quảng trường. Rộng lớn quảng trường vẫn như cũ chỉnh tề, bạch ngọc tảng đá trải phải chỉnh chỉnh tề tề. Đồng dạng, cũng lãnh lãnh thanh thanh, nhìn không đến bất luận cái gì vật sống, ngay cả quỷ vật cũng không thấy một cái. Từ ma diễm thành một đường đi tới, mấy trăm ngàn bên trong sơn hà, đều biến thành đất chết. Tiêu đạo hữu, nơi này chính là Trấn Nhạc Thần Điện. Hỗn Nguyên thượng nhân nhìn qua quảng trường đối diện cao lớn nguy nga cung điện, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, thượng nhân trước kia không từng tới nơi này à? Hỗn Nguyên thượng nhân lắc đầu, nói, đã năm đó tiền bối cùng lệ thú sơn mạch thú tộc đại năng giả từng có hiệp nghị, ta tự nhiên cũng muốn tuân theo. Tránh khỏi gây nên hiểu lầm gì đó, ngược lại không hay. Nhìn qua, vị này Hỗn Nguyên thượng nhân ngược lại là vị quân tử khiêm tốn. Bất quá, tu vi đến hắn loại cảnh giới này người, hỉ nộ không lộ, là tốt là xấu, lại há có thể đơn thuần bằng biểu tượng để phán đoán. Thậm chí từ Hỗn Nguyên thượng nhân tướng mạo bên trên, cũng nhìn không thấy manh mối gì, dù coi như Tiêu Phàm đã đem thiên nhân tướng tu luyện tới đệ ngũ trọng. Hỗn Nguyên thượng nhân tướng mạo, bị một cỗ thần kỳ lực lượng che đậy phải cực kỳ chặt chẽ. Không thể nghi ngờ, Hỗn Nguyên thượng nhân cũng là một vị tinh thông tướng thuật mệnh lý đại tông sư, mà lại không thích lắm bị người nhìn trộm, liền đem gương mặt chính mình một mực che đậy. Hiện tại xem ra, cái này Trấn Nhạc Thần Điện đã không có một ai, Trấn Nhạc Thần Quân cũng chẳng biết đi đâu. Lại không biết vị này Thương Khung núi chi chủ là chọn đất khác cư, còn là năm đó ép căn bản không hề về tới nơi này. Chấm ngoặc kép, Hỗn Nguyên thượng nhân vuốt vuốt ba chòm râu dài, tự lẩm bẩm như có điều suy nghĩ. Dựa theo Tiêu Phàm miêu tả đến xem, hắn cùng Hoàng Đường, Thương Kỳ tại cái kia phong ấn trên bậc thang diệt sát Thiên Sơn Quân về sau, lại thêm Thương Kỳ tỉnh táo lại, phản kháng Trấn Nhạc Thần Quân, yêu thú lực lượng đã lọt vào nghiêm trọng suy yếu, có hay không còn có thể toại nguyện từ Thiên Minh Tử cùng Quỷ Tu cùng Tam Thủ Ma Lang chỉ huy ma thú thủ hạ thuận lợi rời khỏi, thật đúng là khó mà nói. Bất quá Trấn Nhạc Thần Quân cũng không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, có can đảm tiến vào nhập thế giới ngầm, liền nhất định lưu lại cho mình đáng tin chuẩn bị ở sau, tuyệt sẽ không tỉnh tỉnh mê mê liền hướng trước sông loạn. Chúng ta đi truyền tống trận bên kia nhìn xem, Tiêu Phàm lập tức nói. Lập tức ba người xuyên qua không có một ai Trấn Nhạc Thần Điện, đi tới năm đó ẩn giấu đi truyền tống trận thiền điện. Truyền tống trận vẫn còn, cũng đã lọt vào phá hư. Cái này là vừa vặn phá hư. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Từ dấu vết hư hại bên trên, hoàn toàn nhìn ra được, đồng thời phá hư phải 10 điểm vội vàng. Nhìn chỗ này đúng là ma thú ra vào thế giới ngầm thông đạo, phía trước đánh thua trận tin tức, sớm truyền về. Hỗn Nguyên thượng nhân cũng không để ý, vuốt râu nói. Mắt thấy phía trước thất bại thảm hại, lập tức liền phá hư truyền tống trận, phá hỏng tiến về thế giới ngầm thông đạo,
tránh khỏi bị người lập tức giết tiến vào hang ổ. Không đúng, Âu Dương Minh Nguyệt đại mi cao lại, nói, Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Tiêu Phàm gì cùng cơ trí, liếc nhau, lập tức liền minh bạch Âu Dương Minh Nguyệt ý tứ. Xác thực không đúng, đây chỉ là cái cỡ nhỏ truyền tống trận, một lần truyền tống nhân số tuyệt sẽ không quá nhiều, năm đó Tiêu Phàm bọn hắn tiến vào nhập thế giới ngầm, hơn 1000 ma thú, truyền tống thật nhiều lần, tốn hao rơi đại lượng linh thạch. Vây công ma diễm thành ma thú, đếm bằng ước vạn kế, nếu như đều trải qua cái này nho nhỏ truyền tống trận đến truyền tống, kia hoàn toàn không có khả năng. Coi như cái này truyền tống trận ngày đêm không ngừng mở ra truyền tống, cũng không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể truyền tống xong nhiều như vậy ma thú. Cho nên, ma thú đại quân ra vào thế giới ngầm, nhất định còn có lối đi khác. Đúng lúc này, một trận ầm ầm trầm đục truyền đến, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Âu Dương Minh Nguyệt trong mắt tàn khốc lóe lên, thân thể lăng không bay lên, tại không trung vạch một đạo duyên dáng đường vòng cung, trực tiếp hướng Thương Khung Sơn Đông bên cạnh bay đi. Hỗn Nguyên thượng nhân cùng Tiêu Phàm phản ứng cũng không chậm chút nào, lập tức đi sát đằng sau phía sau. Ba người tốc độ bay cực nhanh, nháy mắt liền tới Thương Khung Sơn Đông bên cạnh một cái thật sâu trên sơn cốc không, chỉ thấy hắc vụ quấn sâu trong thung lũng, sấm rền cũng như rung động ầm ầm, nồng đậm hắc vụ từng đợt bốc lên không thôi, như là đốt lăn nước sôi. Âu Dương Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tiêm tiêm tố thủ vừa nhấc, một nói kim sắc thiểm điện mãnh bổ xuống, ở nửa đường bên trên liền đã thô hơn cánh tay. Đây chính là Âu Dương Minh Nguyệt nhất quán xuất thủ quen thuộc, ngay từ đầu nhìn qua 10 điểm nhu hòa, không mang mảy may ngang ngược chi khí, làm cho lòng người bên trong khinh thị, hào không đề phòng, trong nháy mắt, liền trở nên kinh thiên động địa, cùng đối thủ lấy lại tinh thần, sớm đã tại nàng kinh lực bao phủ phía dưới, tràn trề không thể cùng kháng. Kim sắc lôi điện những nơi đi qua, hắc vụ sóng mở dâng lên, nhao nhao hướng hai bên xoay chuyển mà đi, đáy cốc tình hình rõ ràng vô cùng hiện ra. Lại là sâu không thấy đáy. Ầm ầm tiếng vang bên trong, hai bên sơn phong không ngừng rung động, vô số núi đá cây cối cuồn cuộn mà xuống, hướng sâu không thấy đáy trong sơn cốc chút xuống. Không cần một lát, hai cái ngọn núi cao vút đều băng lún xuống dưới, triệt để đem sơn cốc lấp đầy. Không hề nghi ngờ, nơi này mới là đại đội ma thú ra vào thế giới ngầm chân chính thông đạo. Bây giờ thế giới ngầm đám ma vật quyết định thật nhanh, đem nơi này triệt để nổ sập. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1160.